Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 86. Nếu Lục Lâm Thiên đã quyết định giết gà dọa khỉ, tự nhiên phải nhìn thấy máu, nếu không sao có thể thật sự phát ra tác dụng uy hiếp. Câu nói làm nhục cuối cùng, lời truyền âm, hắn chỉ muốn ký sát ý của Độc Cô Trường Không mà thôi, hết thảy đều sớm nằm trong khống chế của hắn. Độc Cô Trường Không vừa động thủ Lục Lâm Thiên đã sớm có động tác, hết thảy đều thật hoàn hảo, cho dù có người nhìn ra được manh mối cũng không nói được gì. Đại hộ pháp, dọa người. Còn chưa đủ sao? Nam Thúc đột nhiên nhìn thẳng đại hộ pháp, nói. Tài nghệ của Độc Cô Trường Không không bằng người, còn muốn đánh lén sau lưng, đây có phải tác phong của Độc Cô gia tộc, cụt tay chỉ là giáo huấn, còn chưa mời các đại gia tộc đi vào đi, còn muốn tiếp tục mất mặt hay sao? Cảm giác được ánh mắt của Nam Thúc, cho dù trong lòng tức giận ngập trời nhưng đại hộ pháp cũng phải áp chế. Mấy thanh niên có quan hệ không tệ với Độc Cô Trường Không tiến lên dìu dắt hắn lui xuống, lấy cả cánh tay bị chặt cùng hồn khí mang theo, mặc dù tức giận nhìn Lục Lâm Thiên nhưng vẫn có kiêng kỵ thật sâu. Thành chủ, hai vị trẻ tuổi luận bàn là chuyện thật bình thường, đúng lúc cho chúng ta biết thực lực của giới trẻ hiện tại. Thái Công Tố lên tiếng, ánh mắt lộ ý cười. Làm cho chư vị chê cười. Nam Thúc gật đầu, thân ảnh chợt lóe đã đi vào bên trong thông đạo biến mất. Chư vị, hậu bối chỉ là luận bàn, làm chậm trễ thời gian của chư vị, mời chư vị đi vào trong tộc đi. Đại hộ pháp thu liếm, tươi cười nói, giống như chuyện vừa phát sinh không hề xảy ra. Không sao, giới trẻ tuổi của Độc Cô gia tộc thực lực không kém a. Thác Bạt Đỉnh mỉm cười, lời này không biết là châm chọc hay thổi phồng, vừa dứt lời cũng đã biến mất trong thông đạo. Siêu siêu, từng thân ảnh bay vào bên trong, không ít ánh mắt đảo qua Lục Lâm Thiên. Sau đó tiến vào bên trong lối vào. Lâm Thiên, không sao chứ? Bắc Cung Vô Song đi tới hỏi. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Nhìn ta giống như có chuyện gì sao? Chúng ta vào đi thôi. Độc Cô Cảnh Văn nói, trong lòng thở ra nhẹ nhõm, hơn nữa vô cùng kinh ngạc với thực lực của Lục Lâm Thiên. Đi thôi. Lục Lâm Thiên đi thẳng qua người Độc Cô Trường Không, khẽ cười lạnh, cùng Độc Cô Cảnh Văn nhảy vào bên trong thông đạo. Nhóm người Vân Tiếu Thiên nhìn nhau, trong mắt hiện tia lo lắng, sau đó cùng đi vào. Đại hộ pháp quay đầu nói. Mau dẫn hắn đi tới chỗ của chính thống soái. Siêu siêu. Những đệ tử trực hệ của Độc Cô gia tộc cùng nhau đi vào thông đạo, mà lối vào cũng biến mất giữa không trung. Hô. Lúc này những người còn lưu lại mới thở ra một hơi, một màn vừa rồi thật sự làm người rung động. Lục Lâm Thiên rốt cục là ai, thực lực sao lại mạnh như thế? Đội trưởng Độc Cô Trường Không cũng không phải đối thủ, thực lực quá mạnh mẽ. Nghe nói hắn có quan hệ không nhỏ với thành chủ, dám chặt một cánh tay của Độc Cô Trường Không, chẳng lẽ là đệ tử thành chủ hay sao? Bên trong không gian xung quanh chớp động liên tục, một tầng bích chướng trong suốt ngăn cách không gian lực xung quanh. Trong thông đạo, Lục Lâm Thiên thoáng trầm tư, hy vọng vừa rồi giết gà dọa khỉ có tác dụng, ít nhất không có tôm tép nhãi nhép tiếp tục tới làm phiền hắn. Trực tiếp đối diện chính chủ mới có thể giải quyết vấn đề hoàn toàn. Biện pháp duy nhất giải quyết quan hệ với Độc Cô Cảnh Văn chính là, phải có thực lực tuyệt đối mới được. Suy, hào quang chợt lóe, mấy thân ảnh trước mắt đột nhiên biến mất. Lâm Thiên, chúng ta đã tới nơi rồi. Âm thanh Độc Cô Cảnh Văn truyền tới, mọi người liền xuất hiện bên trong thông đạo, từng thân ảnh lăng không đứng thẳng. Lục Lâm Thiên nhảy sang một bên, nhóm người Dương Quá cũng lắc mình theo sau. Rơi vào trong tầm mắt là một không gian mở mang, không khác biệt gì với bên ngoài, chỉ là năng lượng dao động nồng đậm hơn. Không biết không gian này tồn tại đã bao lâu, nơi nơi xanh biếc, núi non trùng điệp, hùng vĩ tráng lệ, sương mù bao phủ trên đỉnh núi quấn quýt giữa không trung. Bên trong dãy núi, kiến trúc như ẩn như hiện. Lục Lâm Thiên nhướng mày đi tới sau lưng Nam Thúc, ánh mắt nhìn về phía trước. Siêu siêu, ngay nháy mắt từng tiếng xé gió truyền tới. Một âm thanh truyền ra. Chư vị đã tới, lão hủ nghênh tiếp chậm trễ, xin chư vị thông cảm. Độc Cô Phàm Vân, lão gia hỏa người tựa hồ tinh tiến không ít a. Bắc Cung Đình cười nói. Độc Cô Phàm Vân, đã lâu không gặp. Thái Công Tố, Thác Bạt Đỉnh, chuyên tôn Kiền Nhũng, Hiên Viên Tùng đi tới, tựa hồ biết rõ âm thanh vừa rồi là của ai. Bắc Cung Đình, tu vi của ngươi cũng đã tiến bộ không ít đâu. Hơn 10 thân ảnh xuất hiện, đi tới giữa không trung. Sau đó lại thêm hơn 30 thân ảnh đi tới,
một lão giả mặc áo xám ôm quyền nói. Chư vị đường xa mà đến, khổ cực. Lâm Thiên, đây là đại trưởng lão Độc Cô Phạm Vân, bên cạnh là nhị trưởng lão Độc Cô Ngọc Khuê, tam trưởng lão Độc Cô Lâm Khoa, ngoài ra cũng là các trưởng lão khác của Độc Cô gia tộc hiện tại. Độc Cô Cảnh Văn truyền âm cho Lục Lâm Thiên. Cũng vì mở ra thần điện, không có gì vất vả, có thể thuận lợi mở cửa thần điện là tốt rồi. Thái Công Tố tiến lên nói. Lần này cả sáu tộc đều xuất hiện người có hoàng khí thiên cấp, thần điện đương nhiên có thể mở ra. Ánh mắt Độc Cô Phạm Văn đảo qua toàn trường, sau đó lại nhìn qua Nam Thúc, ánh mắt thoáng run lên. Lão giả đi tới trước mặt Nam Thúc, nói. Đại thiếu gia, đã sắp 300 năm rồi đi, người rốt cục đã trở lại. Nhìn lão giả, Nam Thúc thản nhiên nói. Phải đó, sắp 300 năm, nhờ phúc của đại trưởng lão, ta còn chưa chết đâu. Nghe đồn đãi đại thiếu gia đã đột phá thành đế giả, sao có thể tùy tiện vẫn lạc. Ánh mắt Độc Cô Phạm Vân dao động, sắc mặt như có chút bất đắc dĩ. Bái kiến thành chủ. Ánh mắt các trưởng lão Độc Cô gia tộc thay đổi, xoay người hành lễ, những người tu vi vương cấp phía sau đều quỳ một gối hành lễ. Lễ này ta chịu không nổi a, ta đi bái tế mẫu thân của ta trước, nếu không như thế, ta thật sự không muốn tới nơi này. Dứt lời thân ảnh Nam Thúc chợt lóe, đã đi tới viễn không. Nhìn theo bóng lưng Nam Thúc, ánh mắt Độc Cô Phạm Vân mới chuyển qua nhóm người Lục Lâm Thiên, không tự chủ được rơi lên người Kim Huyền. Nghe nói biểu tiểu thư đã tới trong tộc, nhất định là vị này đi. Ánh mắt hắn đảo qua Lục Lâm Thiên, chẳng biết tại sao khi nói chuyện lại nhìn qua Vân Hồng Lăng cùng Vân Tiếu Thiên. Bái kiến đại trưởng lão. Vân Hồng Lăng thoáng do dự, tiến lên cúi người hành lễ. Không nên đa lễ, mấy ngày trước tộc trưởng còn nhắc ngươi đấy. Độc Cô Phạm Vân nói, ánh mắt cũng không nhìn Vân Tiếu Thiên. Đại trưởng lão. Đại hộ pháp đi tới bên cạnh truyền âm cho Độc Cô Phạm Vân, sau đó lão giả lại nhìn qua Lục Lâm Thiên. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên. Độc Cô Phạm Vân hỏi. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên gật đầu, lướt qua thần sắc của mọi người. Thực lực không tệ, thậm chí có thể chặt đứt một cánh tay của Độc Cô Trường Không. Giọng nói của hắn thật bình thản, tựa hồ không hề có ý tứ tức giận. Trong lòng Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Độc Cô Phạm Vân không hổ là đại trưởng lão Độc Cô gia tộc, chỉ sợ trong lòng đang hận không thể lập tức chặt xuống một cánh tay của hắn đi. Người đã là khách nhân do đại tiểu thư mời tới, tất nhiên là khách nhân của Độc Cô gia tộc, Độc Cô Trường Không vô lễ, ngươi là khách của đại tiểu thư, là người của đại thiếu gia, đại biểu đại thiếu gia cùng đại tiểu thư giáo huấn Độc Cô Trường Không cũng là việc phải làm. Đại trưởng lão, thản nhiên nói, đúng là lão hồ ly. Trong lòng Lục Lâm Thiên nổi lên gợn sóng, Độc Cô Phạm Vân đúng là không tầm thường, rõ ràng chỉ nói vài câu đã đem mặt mũi phục hồi không ít. Trong lúc nhất thời không kịp thu tay, xin đại trưởng lão thứ lỗi, về phần giáo huấn thì không dám, chỉ vì tu vi của ta còn thấp, vừa lúc đánh lệch một đao, cũng may tu vi thấp nếu không sẽ phiền toái, phỏng chừng tiếp theo sẽ thuần thục hơn một chút đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, ý tứ cực kỳ bao hàm, cũng rất rõ ràng, nếu lại có người tới trêu chọc. Tiếp theo không chỉ đơn giản chặt một cánh tay. Độc Cô Phạm Vân là ai, làm sao không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, ánh mắt thoáng run lên, không ngờ Lục Lâm Thiên dám nói chuyện như vậy ở trước mặt của hắn, ánh mắt chợt lóe, nói. Vậy siêng năng tu luyện đi. Lời này tự nhiên có hai ý nghĩa, ý tứ âm thầm chính là nói tu vi Lục Lâm Thiên còn chưa đủ, tiếp tục tu luyện đi, Lục Lâm Thiên đương nhiên cũng nghe hiểu được. Độc Cô Phạm Vân chợt nói. Người đâu, mang khách nhân của đại tiểu thư đi nghỉ ngơi. Dạ, đại trưởng lão. Nhất thời có vài thanh niên tu vi vương cấp nhảy ra giữa không trung. Đại trưởng lão, khách nhân của ta cứ để cho ta tự an bài, cũng không cần làm phiền đại trưởng lão. Độc Cô Cảnh Văn bước lên nói, nụ cười của nàng có chút băng xương, rõ ràng không tin tưởng Độc Cô Phạm Vân. Đại tiểu thư, làm vậy sợ là không ổn, nam nữ hữu biệt, ta xem hãy giao cho ta an bài đi. Mấy ngày nay đại tiểu thư nên chuẩn bị thủ tục nhận phong thần nữ, chuyện khác giao cho ta là được rồi. Độc Cô Phạm Vân nói, trong giọng nói mang theo khí thế bức bách. Nam nữ hữu biệt, nhưng ta cùng Lâm Thiên cũng không cần để ý việc này, ta sớm muộn gì cũng là người của Lâm Thiên. Độc Cô Cảnh Văn thản nhiên nói, ôm lấy cánh tay Lục Lâm Thiên, ánh mắt nhìn thẳng đại trưởng lão. Sắc mặt toàn bộ trưởng lão Độc Cô gia tộc đại biến,
tựa hồ thật không ngờ ở trước mặt nhiều người như vậy mà đại tiểu thư dám nói thẳng ra lời này. Đại tiểu thư đừng nói đùa như vậy. Sắc mặt đại trưởng lão biến đổi, nhưng chỉ nháy mắt đã khôi phục, nói. Đại trưởng lão, người nghe kỹ cho ta, Lục Lâm Thiên là người mà ta yêu, đây chỉ là chuyện riêng của ta, nếu các người muốn ngăn cản, như vậy vị trí thần nữ các người tìm người khác đi, thần hoàng khí thiên cấp, tự tay ta tiêu hủy cũng không cho các người chiếm được. Độc Cô Cảnh Văn lạnh lùng nói. Vừa nghe lời nói của nàng, sắc mặt người của sáu đại hoàng tộc đều biến hóa, nếu thần nữ Độc Cô ra xảy ra chuyện gì, như vậy không cách nào mở cửa thần điện, họ đi một chuyến uổng công. Biến hóa lớn nhất là toàn bộ trưởng lão Độc Cô gia tộc, họ đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt thật khó xem, tựa hồ không ai ngờ đại tiểu thư kiên quyết như thế. Vô Song tỷ, chúng ta đi trước, chờ các ngươi dàn xếp xong ta lại đi tìm các ngươi. Tâm Đồng, chúng ta đi thôi. Độc Cô Cảnh Văn nói. Lâm Thiên, chúng ta đi thôi, đi tới chỗ của muội. Lục Lâm Thiên gật nhẹ đầu, đem phản ứng của mọi người thu vào trong mắt, đi theo Độc Cô Cảnh Văn. Nhìn theo bóng lưng của họ, nhóm người Độc Cô gia không khỏi tối sầm, nếu đại tiểu thư thật sự hủy đi thần hoàng khí thiên cấp của nàng, lần này sẽ không cách nào mở ra thần điện, muốn chờ một tộc nhân có thần hoàng khí thiên cấp phải đợi vô số năm. Chư vị, mời vào trong tộc nghỉ ngơi đi. Ánh mắt Độc Cô Phàm Vân xoay chuyển, lên tiếng nói. Sắc mặt mọi người đều thầm biến hóa, tựa hồ không khí có chút phi diệu, nếu Độc Cô gia tộc xảy ra vấn đề, không thể mở ra thần điện là tổn thất của tất cả mọi người. Đều có người dẫn người của năm đại hoàng tộc rời đi, Độc Cô gia tộc cũng đã sớm có chuẩn bị. Bên trong một đình viện yên tĩnh, núi xa mông lung, sương mù bao phủ, mỹ luân mỹ hoán. Siêu siêu. Nhóm người Độc Cô Cảnh Văn rơi xuống đình viện bên dưới. Mấy ngày nay mọi người ở lại đây nghỉ ngơi, nơi này yên tĩnh, bình thường rất ít người đi qua. Độc Cô Cảnh Văn nói. Ân. Lục Lâm Thiên gật đầu, mọi người đi vào đình viện, nơi này diện tích không nhỏ, hết thảy thật tao nhã, rõ ràng chỉ dành cho nữ tử cư trú. Độc Cô Băng Lan dẫn Lục Tâm Đồng, Kim Huyền, Dương Quá cùng Tuyết Sư đi về phòng. Lâm Thiên, huynh ở tạm nơi này đi. Độc Cô Cảnh Văn mang theo Lục Lâm Thiên đi tới một căn phòng trang trí thật tinh xảo. Bên trong phòng tràn ngập hương thơm, Lục Lâm Thiên khẽ nhíu mày, lại cúi đầu ngửi ngửi mái tóc của Độc Cô Cảnh Văn, cười nói. Cảnh Văn, đây là khuê phòng của muội hả? Phải. Độc Cô Cảnh Văn cười gật đầu. Ta ở phòng của muội, vậy muội ở chỗ nào? Lục Lâm Thiên cười hỏi. Độc Cô Cảnh Văn nói. Nơi này không đủ phòng. Tâm Đồng cùng Băng Lan còn phải ở chung phòng, cho nên huynh ở lại đây thì muội cũng ở đây. Nói tới đây khuôn mặt nàng đã đỏ bừng. Ý của muội là đêm nay chúng ta ở chung. Ánh mắt Lục Lâm Thiên sáng ngời, tràn ngập tà khí hỏi. Nhìn ánh mắt mang theo ý xấu của hắn, nàng vội vàng giải thích. Huynh đừng suy nghĩ lung tung, cũng không phải như huynh nghĩ. Ta đâu có nghĩ gì đâu, chẳng lẽ muội nghĩ gì sao? Lục Lâm Thiên mỉm cười. Xem ra kinh ngạc nói. Muội. Độc Cô Cảnh Văn sửng sốt, biết mình bị trêu chọc, bĩu môi nói. Muội cũng đâu có nghĩ gì, là do huynh miên man suy nghĩ chứ. Lục Lâm Thiên ôm chầm lấy nàng, thổi vào tai nàng, cười nói. Ta làm sao nghĩ gì, nếu nghĩ chẳng phải bị muội cho là sắc lang. Độc Cô Cảnh Văn bị thổi hơi làm thân thể mềm nhũn, khuôn mặt đỏ bừng nói. Huynh vốn là sắc lang. Vô Song tỷ cùng Hồng Lăng thì cũng thôi, còn có thêm đại tiểu thư Linh Thiên Môn, huynh không phải sắc lang thì là gì? Tiểu thư, đúng lúc này thân ảnh Độc Cô Băng Lan đột nhiên xuất hiện. Ta không nhìn thấy gì hết. Bởi vì cửa phòng chưa đóng, Độc Cô Băng Lan vừa chạy vào nhìn thấy một màn này, chợt cười nói, định lui ra ngoài. Ngươi thấy gì chứ, chúng ta cũng đâu có gì mà xem. Độc Cô Cảnh Văn đỏ mặt, rời khỏi tay Lục Lâm Thiên, hỏi. Nói đi, có chuyện gì? Ta cùng Tâm Đồng định ra ngoài đi dạo, định hỏi hai người có đi hay không, nhưng nhìn hai người hẳn là có chuyện phải làm. Độc Cô Băng Lan cười cười nói. Nhà đầu chết tiệt kia, chúng ta có làm gì chứ? Độc Cô Cảnh Văn trừng mắt, nói. Lâm Thiên, huynh lần đầu tiên tới Độc Cô gia, muội đưa huynh đi tham quan một chút đi. Cũng tốt. Lục Lâm Thiên cười đáp. Độc Cô Cảnh Văn nháy mắt, nói. Phải rồi, muội đưa huynh đi gặp một ít người, huynh nhất định cảm thấy ngạc nhiên. Vậy sao?
Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi. Nhóm người Lục Lâm Thiên đi lang thang, Kim Huyền cũng không đi theo, đi mãi một lát lại gặp được Bắc Cung Vô Song. Dãy núi liên miên, thác nước trắng xóa, gió mát thổi qua, bên trong không. Gian có không ít cảnh đẹp, thật sự mỹ lệ không sao tả xiết. Đồ khốn, là ai làm? Bên trong một thạch thất, một thanh niên có chút tuấn lãng giận dữ quát lớn. Lúc này nhìn thấy Độc Cô Trường không bị chặt đứt một tay, máu tươi đầm đìa, thân thể thật thê thảm, thanh niên áo cho tràn ngập phẫn nộ. Thống soái, chính là Lục Lâm Thiên, hắn làm nhục đội trưởng ngay trước mặt sáu đại hoàng tộc, còn nói chúng ta là phế vật. Một thanh niên nhỏ giọng nói. Đại ca, huynh nhất định phải báo thù cho đệ, đệ muốn Lục Lâm Thiên chết không toàn thây mới giải được mối hận trong lòng. Khuôn mặt trắng bệch của Độc Cô Trường không tràn ngập oán hận nói. Lục Lâm Thiên, Độc Cô Trường Linh này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt Độc Cô Trường Linh tràn ngập hàn ý, thủ ấn kết xuất rơi xuống người Độc Cô Trường Không, nói. Tam đệ, ta nối lại cánh tay cho ngươi trước, mối thủ của ngươi, đại ca sẽ báo cho ngươi. Bên trong một đình viện thanh nhã, đoàn người Hiên Viên Hoàng tộc đang ngồi, Hiên Viên Tùng, Hiên Viên Triệt ngồi trên chủ vị. Thần tử, lần này giới trẻ tuổi trong các hoàng tộc, ngươi cảm thấy thế nào? Hiên Viên Tùng bưng một chén linh dịch trong suốt nhấm nháp, sau đó uống cạn, tựa hồ cảm thấy hương vị không tệ lắm. Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Thác Bạt Thanh Vũ, Chuyên Tôn Tông Nguyên, chỉ sợ thực lực Độc Cô Cảnh Văn mạnh hơn một chút, những người khác hẳn không kém nhiều, nhưng cũng không thể khinh thường. Mặt khác Bắc Cung Ngọc cũng không yếu. Hiên Viên Triệt nhìn chén linh dịch, nói. Độc Cô gia tộc cũng không tới nỗi keo kiệt, tính thần hồn dịch cũng không tầm thường a. Dứt lời hắn bưng chén lên uống cạn, vật này thật sự rất tốt cho linh hồn. Thần tử, người cảm thấy Lục Lâm Thiên như thế nào? Hiên Viên Tùng chợt hỏi. Hiên Viên Triệt nhướng mày, đặt chén rỗng lên bàn, nói. Nghe lời đồn đãi người này là kẻ mạnh nhất trong giới trẻ tuổi thế giới bên ngoài, linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ, chưa từng có ai địch lại, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng những như thế. Thanh niên áo cho cùng tử y nữ tử đi cùng hắn cũng bất phàm, nếu ta đoán không tệ, hai người kia chính là người đứng thứ ba trong 10 đại cường giả trận đấu năm xưa Độc Linh Ma nữ Lục Tâm Đồng, cùng người thứ tư trọng kiếm Vô Phong Dương Quá. Thần tử lại xem trọng ba người kia sao? Hiên Viên Tùng có chút ngạc nhiên nói. Không phải do ta nhìn chúng họ hay không, mà ba người họ tuyệt đối bất phàm, mượn Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng mà nói, Độc Cô Trường không thi triển linh hồn công kích cực mạnh. Còn có thần hoàng khí, nhưng tại hiện trường cả Dương Quá lẫn Lục Tâm Đồng không hề bị ảnh hưởng, chỉ điểm này đủ chứng minh được rồi. Hiên Viên Triệt mỉm cười nói, phong thái thật xuất chúng. Ánh mắt Hiên Viên Tùng biến hóa, không nghĩ tới thần tử có sức quan sát tỉ mỉ như vậy. Đại trưởng lão hẳn cũng chứng kiến Kim Bào lão giả đứng bên cạnh Lục Lâm Thiên, người này ẩn giấu chân khí khiến cho ta không cách nào nhìn thấu, nhưng bản thể hẳn là yêu thú, cấp độ tuyệt đối cực cao, cũng không đơn giản. Hiên Viên Triệt nói, trong mắt lộ ý cười. Lục Lâm Thiên đích xác bất phàm, thật có ý tứ. Dù sao cũng là người bên ngoài, cho dù mạnh tới mấy nhưng so với sáu đại hoàng tộc chúng ta vẫn còn chênh lệch, có chút chênh lệch không cách nào bù đắp đâu. Hiên Viên Tùng nói, tuy có chênh lệch, chẳng qua vết xe đổ của Độc Cô Trường không đã chứng minh hết thảy. Hiên Viên Triệt nói, rất ít khi thấy thần tử để ý một số người như thế a. Hiên Viên Tùng mỉm cười nói. Ánh mắt Hiên Viên Triệt chợt lóe, nhìn Hiên Viên Tùng. Lần này đi ra, phụ thân có nói với ta một câu. Ồ, tộc trưởng nói gì làm cho thần tử để bụng như thế? Hiên Viên Tùng chợt hứng thú. Thiên địa phong vân khởi, hoặc có yêu nghiệt xuất, dặn ta ít nói đi, nhìn nhiều hơn. Hiên Viên Triệt nói. Nhóm người Lục Lâm Thiên đi lang thang. Một dãy kiến trúc mênh mông xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, lại có từng đạo thân ảnh xuất hiện ngay bên ngoài dãy kiến trúc kia. Bái kiến đại tiểu thư. Trên đường đi những thanh niên Độc Cô gia tộc đều xoay người hành lễ với Độc Cô Cảnh Văn, ánh mắt lướt qua nhóm người Lục Lâm Thiên. Cảnh Văn, muội muốn dẫn ta đi gặp người nào ở đây? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Độc Cô Cảnh Văn cười nói. Huynh đi theo muội sẽ biết. Bên ngoài đình viện phong cách cổ xưa. Độc Cô Cảnh Văn nhẹ nhàng bước vào, kêu lên. Có người không? Ai nha? Một âm thanh nũng nịu truyền ra,
lập tức một thân ảnh xinh đẹp từ bên trong đi nhanh ra ngoài, đó là một cẩm bào nữ tử, khoảng 32-33 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài chỉ khoảng 27-28, mái tóc màu vàng kim tán lạc trên vai, khuôn mặt cực kỳ thanh lệ, uyển chuyển là lướt. Bái kiến tiểu thư, nữ tử nhìn thấy Độc Cô Cảnh Văn, cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, người xem ai đã tới đây. Độc Cô Cảnh Văn kéo nữ tử, ý bảo nàng nhìn ra phía sau. Nữ tử ngẩng đầu nhìn lên, khi nhìn thấy Lục Lâm Thiên cùng Bắc Cung Vô Song, nhất thời run lên. Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc, lập tức mỉm cười, Lục Lâm Thiên nhận ra nữ tử này, năm xưa là Lục Mị của Lục gia, hiện tại hẳn tên là Độc Cô Mị. Ngươi là Lâm Thiên ca. Ánh mắt Độc Cô Mị biến đổi, nhất thời kích động, lại nhìn qua Bắc Cung Vô Song, cảm thán. Vô Song tỷ, người cũng tới, sao mọi người đều tới Độc Cô gia? Mị Nhi, đã lâu không gặp, càng ngày càng xinh đẹp. Bắc Cung Vô Song mỉm cười đi tới mỉm cười chào hỏi. Mị Nhi, ai tới vậy? Một lam y trung niên đi ra, bộ dáng có vài phần tương tự Độc Cô Mị, vừa nhìn thấy Độc Cô Cảnh Văn chợt sửng sốt, lập tức hành lễ. Bái kiến tiểu thư. Không cần đa lễ. Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười nói. Cha, hãy nhìn xem ai tới đây. Độc Cô Mị kích động hô. Trung niên vừa nhìn qua mọi người, lại có một người đi nhanh tới hô. Ngũ thúc. Ngũ thúc, xem chúng ta là ai. Bắc Cung Vô Song đi tới. Lâm Thiên, Vô Song, ta không nhìn lầm sao, tại sao là hai người sao tới đây? Trung niên chính là Lục Bắc, nhìn thấy Lục Lâm Thiên cùng Bắc Cung Vô Song, ánh mắt có chút không dám tin tưởng, còn nghĩ rằng mình bị hoa mắt. Chúng ta có chút việc nên tới đây. Lục Lâm Thiên nói, hiện tại Lục gia thế nào, còn có nghĩa phụ thế nào? Lục Bắc hỏi, dù sao hắn ở trong Lục gia nhiều năm như vậy, trong lòng nhiều ít vẫn nhớ nhung. Gia Gia đã mất, năm đó sau biến cố, Gia Gia không còn chịu đựng được nữa. Bắc Cung Vô Song nói. Ai? Lục Bắc ngây người, trong mắt hiện tia đau buồn, lập tức nói. Đi vào trong ngồi xuống hãy nói cho ta nghe dạo gần đây Lục gia thế nào. Trong sảnh, mọi người ngồi xuống ghế, Lục Lâm Thiên kể lại tình huống Lục gia, cũng biết Lục Bắc đổi tên là Độc Cô Bắc. Trong bất chi bất giác đã tới hoàng hôn. Mọi người cáo từ rời đi, trận gió thổi qua, bóng đêm buông xuống. Tiểu thư, ta đi trước. Độc Cô Băng Lan giảo hoạt cười, lập tức lôi kéo Lục Tâm Đồng rời đi, Dương Quá cùng Tuyết Sư cũng quay về phòng mình. Hai người đi vào phòng, ngoài đình viện hoàn toàn yên lặng. Không biết vì sao sắc mặt Độc Cô Cảnh Văn chợt đỏ bừng, nhìn thoáng qua Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, hôm nay huynh đã mệt mỏi, nhanh điều tức đi, ngày mai muội đưa huynh đi dạo. Được rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười đi tới nắm tay Độc Cô Cảnh Văn. Sắc mặt nàng đỏ rực, nói. Huynh không được đánh chủ ý gì nha, tuy muội có nói là người của huynh, nhưng không nói ngay hiện tại. Trời đất chứng giám, huynh cũng không có đánh chủ ý gì, huynh chỉ biết lần này huynh tới đây là vì muốn nói với Độc Cô gia, muội là nữ nhân của huynh, bất kể thế nào cũng phải lấy cho được muội. Lục Lâm Thiên nói, tràn đầy vẻ kiên nghị. Độc Cô Cảnh Văn thở dài, nói. Lâm Thiên, sự tình chưa chắc đơn giản như huynh nghĩ, có một số việc rất khó giải quyết, quan hệ tới rất nhiều vấn đề, muội nghĩ huynh biết tình huống của Độc Cô gia. Tạm dừng một chút, nàng lại nói. Nhưng muội đã quyết định, ngày muội được phong làm thần nữ, muội sẽ nói thẳng với trong tộc, nếu họ không đồng ý, muội không cần chức vị thần nữ kia, muội cũng sẽ không đi vào thần điện, họ muốn bức muội cũng không dễ dàng như thế. Chúng ta có thể cùng nhau đối mặt. Lục Lâm Thiên siết chặt tay nàng nói, cho dù đối mặt cả Độc Cô gia tộc thì thế nào, thiếu nữ trước mắt chính là nữ nhân của hắn. Ân, chúng ta cùng nhau đối mặt. Độc Cô Cảnh Văn nhìn hắn, ánh mắt mê ly, nói. Không biết tại sao muội gặp phải huynh, nếu ngày đó muội không đi Lục gia cũng sẽ không có sự tình hôm nay. Nhìn nàng hồi lâu, Lục Lâm Thiên nói. Đây có lẽ là duyên phận, mặc dù hai chữ này có chút hư ảo. Nhưng có đôi khi thật sự kỳ diệu. Có lẽ vậy. Độc Cô Cảnh Văn cười nói. Huynh còn nhìn muội như vậy làm gì, còn chưa nhìn kỹ sao? Nữ tử động lòng người như vậy, tự nhiên nhìn bao lâu cũng không đủ. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Huynh chỉ biết dỗ ngọt người ta. Độc Cô Cảnh Văn thẹn thùng, cười ngọt ngào. Lục Lâm Thiên vuốt tóc nàng, nói.
cuộc đời này có muội chính là phúc phần của ta vậy. Có huynh, muội cũng vui. Hai người ôm lấy nhau, lại hôn nhau, dần dần khơi dậy bản quyền vọng, bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía giường. Khụ. Đúng lúc này một tiếng ho khan truyền tới, một âm thanh già nua vọng vào. Tiểu thư, tộc trưởng thỉnh tiểu thư tới gặp mặt. Chết tiệt, lại là lão Vương Bát này. Trong lòng Lục Lâm Thiên tức giận, càng làm cho hắn phẫn nộ chính là nghe âm thanh cũng biết là đại hộ pháp Độc Cô gia, năm đó cũng bị lão Vương Bát đản kia quấy rầy ngay thời điểm mấu chốt, làm cho hắn không nhịn được mắng lên. Ta đã biết. Độc Cô Cảnh Văn rời khỏi vòng tay Lục Lâm Thiên, nói. Lâm Thiên, muội đi trước, chỉ sợ cha tìm muội là vì chuyện của chúng ta, bất kể như thế nào muội cũng cùng huynh ở chung một chỗ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên sáng ngời, nói. Ai dám ngăn cản ta cùng muội ở chung một chỗ, ta tuyệt không buông tha, cho dù trở thành kẻ địch với cả Độc Cô gia tộc thì thế nào. Muội hiểu tâm ý của huynh là được rồi, nhưng muội cũng không muốn huynh trở thành kẻ địch của Độc Cô gia tộc, bọn họ không đơn giản như huynh nghĩ đâu. Độc Cô Cảnh Văn nói. Ta không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần ngăn cản chúng ta, bất kể là ai cũng không được, cho dù trở thành kẻ địch của thiên hạ thì thế nào. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói. Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười, vừa vui mừng lại lo lắng, nói. Lâm Thiên, vậy muội đi trước. Đi thôi. Lục Lâm Thiên nhìn theo thân ảnh xinh đẹp rời đi, khoanh chân ngồi xuống. Lão Vương Bát Đản. Lục Lâm Thiên mắng một câu, hai lần chuyện tốt đều bị đại hộ pháp quấy rầy, sắc mặt hắn trầm xuống, trong lòng suy đoán chỉ sợ là người của Độc Cô gia cố ý. Màn đêm bao phủ thiên không, ánh trăng treo cao, chiếu sáng khắp đại địa. Trên một ngọn núi nguy nga như phi long trùng thiên, sừng sững hùng vĩ vô cùng. Bên trong đình viện, một thân ảnh cao ngất đang khoanh tay đứng thẳng, trên người tràn ngập khí thế như đang liếc nhìn thiên địa. Cha, muộn như vậy gọi con, có chuyện gì sao? Độc Cô Cảnh Văn đi vào, ngẩng đầu hỏi. Cảnh Văn, con băng tuyết thông minh như vậy, chẳng lẽ thật không biết dụng ý cha gọi con tới đây, ở trước mặt cha không cần che giấu. Thân ảnh xoay người. Lộ ra khuôn mặt hơn 40 tuổi, nhìn qua thật đơn giản nhưng không gian xung quanh hắn như cô đọng lại, từng cử động của hắn đều khiến cho không gian biến hóa. Cha cũng vì chuyện của Lâm Thiên sao? Độc Cô Cảnh Văn khẽ động, hỏi. Cha, chẳng lẽ cha cũng muốn phản đối? Trung niên nhíu mày, trầm mặc một lúc, nói. Thân là phụ thân của con, việc con thích làm, cha tự nhiên không phản đối, bởi vì con là nữ nhi của cha. Độc Cô Cảnh Văn đi tới, nói. Nhưng cha là tộc trưởng Độc Cô gia tộc, con là người của Độc Cô gia, cho nên cha không thể không làm, đúng không? Con cũng hiểu chuyện này, tránh việc hiểu lầm giữa cha với con, với tâm trí lẫn trí tuệ của con, căn bản không cần cha nói thêm chuyện gì, con cũng sẽ hiểu được ý tứ của cha. Mặc kệ con làm gì, cha hy vọng con phải suy nghĩ kỹ càng, làm như vậy rốt cục có đáng giá hay không, con ở chung với Lục Lâm Thiên. Cha tin tưởng con đã suy nghĩ kỹ, mặc dù cha chưa từng gặp qua Lục Lâm Thiên, nhưng từ tin tức nhận được mà xem, hắn đích xác bất phàm. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn nữ nhi, ánh mắt mang theo vẻ tự ái, dừng một chút mới nghiêm túc nói. Nhưng con muốn ở chung với Lục Lâm Thiên, cũng phải suy nghĩ, con là người Độc Cô gia tộc, từ nhỏ ở trong tộc, vốn không giống người thường, cho nên con có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, việc này không cách nào thay đổi, cũng không phải con muốn thay đổi thì có thể làm được. Ánh mắt Độc Cô Cảnh Văn chợt lóe, nói. Giữa hai bên chẳng lẽ không thể tìm được điểm thăng bằng sao? Kỳ thật con rõ ràng nhất, thân là một trong 6 đại hoàng tộc, căn bản không có điểm thăng bằng lựa chọn. Độc Cô Ngạo Vũ nói. Từ nhỏ tới lớn, con đều nghe trong tộc an bài lại an bài, con sinh ra trong Độc Cô gia tộc, từ nhỏ không giống người thường, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, nhưng hôm nay nếu cho con lựa chọn, con tình nguyện không cần bất cứ thứ gì của Độc Cô gia. Nếu nhất định phải như thế, con sẽ tự mình lựa chọn hết thảy. Độc Cô Cảnh Văn nói, âm thanh không mang theo một tia cảm tình, nhưng rơi vào trong tai vô hình chung làm lòng người run lên. Ánh mắt Độc Cô Ngạo Vũ nhìn nàng thật lâu, nói. Lần này con thật sự muốn tự mình lựa chọn sao? Từ nhỏ tới lớn, con chỉ lựa chọn lần này mà thôi. Độc Cô Cảnh Văn kiên nghị đáp. Con xem trọng hắn như thế, hắn thật sự đáng cho con xem trọng sao? Độc Cô Ngạo Vũ hỏi. Độc Cô Cảnh Văn kiên định. Ngay cả ánh mắt nữ nhi của cha mà cha cũng không tin tưởng sao. Ý con đã quyết, cho dù.
ai nói cũng vô dụng đi. Độc Cô Ngạo Vũ nhíu mày, nói. Nhưng cha là tộc trưởng Độc Cô gia tộc, con là huyết mạch của Độc Cô gia, đây là sự thật, cho nên chỉ có thể lựa chọn một điểm thăng bằng, con cảm thấy thế nào? Mọi người hẳn đã có quyết định rồi chứ? Độc Cô Cảnh Văn nói. Cha nói đi, gia tộc quyết định thế nào? Con xem trọng hắn như thế, vậy hắn phải chứng minh chính mình, bỏ qua Độc Cô gia tộc không nói, chỉ vì con là nữ nhi của cha, nữ nhi của Độc Cô Ngạo Vũ, không thể tùy tiện giao cho người khác, con cảm thấy cha nói có đạo lý hay không? Độc Cô Ngạo Vũ hỏi. Độc Cô Cảnh Văn gật đầu. Huynh ấy sẽ chứng minh chính mình. Được, chúng ta có thể cùng nói chuyện. Độc Cô Ngạo Vũ mỉm cười nói. Ánh trăng như nước, ánh bạc bao phủ núi non, trên một đỉnh núi có hơn trăm thân ảnh đứng thẳng, chân khí kinh người, bốn người đứng phía trước càng thêm cường hãn. Bên trong thạch thất, Độc Cô Trường Không cùng Độc Cô Trường Linh đang khoanh chân ngồi cạnh nhau. Độc Cô Trường Linh kết xuất thủ ấn mang theo quang mang thần dị rơi lên chỗ cụt tay của Độc Cô Trường Không, theo thủ ấn rơi xuống, da thịt nơi đó bốc lên sương khói, cực kỳ huyền ảo. Sắc mặt Độc Cô Trường Không trắng bệch, tựa hồ thừa nhận thống khổ thật lớn, mà sắc mặt Độc Cô Trường Linh cũng ngưng trọng, tâm thần tập trung, thủ ấn mang theo linh hỏa tiến nhập vào chỗ cụt tay của Độc Cô Trường Không. Khi thủ ấn cuối cùng bay tới, sắc mặt Độc Cô Trường Linh càng thêm ngưng trọng, mang theo tàn nhẫn, tốc độ đột nhiên tăng lên, động tới thiên địa năng lượng hội tụ tràn tới. Thiên địa năng lượng gào thét, chỗ cụt tay đột nhiên tràn ra huỳnh quang dày đặc. Khôi phục. Độc Cô Trường Linh quát, thủ ấn cuối cùng rơi xuống. Hô! Khi hết thảy bình ổn trở lại, miệng vết thương đã khôi phục lại bình thường, mà thiên địa năng lượng cũng không còn bóng dáng. Hô! Độc Cô Trường Linh hít sâu một hơi, trường bào vung lên, nhảy xuống giường đá. Đa tạ đại ca. Độc Cô Trường Không giơ cao cánh tay, đong đưa vài cái, mặc dù vẫn có chút chậm chạp lẫn đau đớn, nhưng xem như đã khôi phục. Ánh mắt Độc Cô Trường Linh run lên, nói. Tam đệ, tay ngươi đã không còn đáng ngại, kinh mạch đã nối lại rồi, không khác gì người thường nữa, chẳng qua sau này khi thúc giục linh lực sẽ bị ảnh hưởng không ít, thực lực sẽ hạ thấp. Nếu còn gãy thêm một lần, cho dù nối lại được nhưng cũng biến thành tàn phế. Lục Lâm Thiên, đều là Lục Lâm Thiên, đại ca, huynh nhất định phải giúp đệ báo thù. Nghe nói thực lực của mình sẽ yếu bớt, Độc Cô Trường Không tràn ngập oán hận nói. Yên tâm đi, mối thù này đại ca nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ngươi điều tức trước đi. Ánh mắt Độc Cô Trường Linh hiện tia lãnh ý, lập tức xoay người rời khỏi thạch thất. Bên ngoài thạch thất, hơn trăm thân ảnh đứng thẳng. Từng khuôn mặt trẻ tuổi đều mang theo ánh mắt sắc bén, uy áp kinh người. Thần Hoàng Đoàn bái kiến thống soái. Mấy trăm người cùng hành lễ, chân khí dao động, cả không gian run lên, như cô đọng lại. Độc Cô Trường Linh khoanh tay đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng trên không trung, đột nhiên phía chân trời chợt hiện hào quang. Thần Hoàng Đoàn nghe lệnh, xuất phát. Độc Cô Trường Linh quát, thân ảnh chợt lóe đã đi lên giữa thiên không. Siêu siêu. Từng thân ảnh bay lên, không gian rung động, uy thế lan tràn, nháy mắt đoàn người lập tức bay đi. Động tĩnh làm không ít người chú ý, có người trực tiếp xuất hiện trên không trung. Không ít chân khí quét tới, cũng không nói thêm lời gì, lập tức thu liễm biến mất. Một đêm nháy mắt trôi qua. Hô! Lục Lâm Thiên mở mắt, tinh quang chợt lóe, thực lực luôn bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. Hắn đưa mắt nhìn quanh phòng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Không biết vì sao cả đêm Độc Cô Cảnh Văn vẫn chưa trở về, trong lòng hắn không khỏi lo lắng, nhưng dù sao nơi này là Độc Cô gia tộc, chắc sẽ không xảy ra chuyện đại sự gì. Đột nhiên hắn chợt nhíu mày, ánh mắt biến thành ngưng trọng, thân ảnh lập tức biến mất trong phòng. Suy, bên ngoài đình viện trời mở sáng, vẫn còn vài tinh tú lác đác trên không, trận gió thổi qua mang theo hương vị của mùa xuân thanh tân, làm người cảm thấy thật thoải mái. Nhị đệ, đại ca. Lục Lâm Thiên vừa xuất hiện, Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng cũng hiện thân, ánh mắt đang nhìn chăm chú vào phương xa. Siêu siêu. Đúng ngay lúc này, giữa không trung truyền tới tiếng xé gió, từng thân ảnh cấp tốc lao tới, làm cả không gian đều chấn động, chân khí bàng bạc khiến người ta không dám khinh thường, hơn trăm thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người đi đầu là một thanh niên chừng 28 tuổi, mày rậm, mặc trường bào màu xám thêu hoa văn tinh xảo. Đứng bên cạnh hắn rõ ràng không cảm nhận được chút khí tức, nhưng chân khí của mấy trăm người đi theo hắn lại khiến không gian không ngừng chớp lên, như ẩn như hiện.
Sau lưng người kia còn có ba nam một nữ, khuôn mặt lãnh tuấn, đôi mắt thâm thúy khiến người khó thể nhìn thẳng. Mấy trăm thân ảnh xuất hiện viễn không, động tính tựa hồ hấp dẫn không ít người đi tới, đều đứng xa xa quan sát bên này. Thần Hoàng Đoàn, là Thần Hoàng Đoàn đã tới. Độc Cô Băng Lan, Thiên Sĩ Tuyết Sư lắc mình đi ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt Độc Cô Băng Lan đại biến. Mấy trăm ánh mắt đều chăm chú nhìn vào Lục Lâm Thiên, mang theo lãnh ý cùng tức giận. Thần Hoàng Đoàn sao? Lục Lâm Thiên nhìn đội ngũ kia, thật nhiều cường giả tôn cấp, thực lực yếu nhất cũng là Linh Vương. Ai là Lục Lâm Thiên? Độc Cô Trường Linh bước tới hô. Lục Lâm Thiên quan sát người kia, chân khí còn mạnh hơn Độc Cô Trường không không ít, bộ dáng có vài phần tương tự, trong lòng đã biết người này là ai, chậm rãi đi tới khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nói. Là ta. Hắn vừa dứt lời, hơn trăm ánh mắt tập trung vào hắn, chân khí quanh quẩn nương theo uy áp, không gian xung quanh đều nổi lên gợn sóng. Hừ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua, chân khí vô hình lan tràn, không hề lay động mảy may. Sắc mặt Độc Cô Băng Lan đại biến, hô. Chính thống soái, đây chính là nơi ở của đại tiểu thư, Thần Hoàng Đoàn các ngươi tới đây làm gì? Chỉ tiếc không ai để ý nàng, Độc Cô Trường Linh âm trầm nói. Hôm qua là người đánh trọng thương tam đệ của ta, Độc Cô Trường không? Không tệ. Lục Lâm Thiên thản nhiên hỏi. Ngươi tính toán giúp hắn báo thù, cả 500 người của Thần Hoàng Đoàn cùng tới sao? Dám làm người của Thần Hoàng Đoàn bị thương, ngươi muốn chết. Người của Thần Hoàng Đoàn hét lớn một tiếng, chân khí bộc phát, không gian run rẩy, sát ý lan tràn, cả không gian phong vân biến sắc, cả Thiên Sĩ Tuyết Sư lẫn Độc Cô Băng Lan đều bị uy áp tuyệt đối. Hừ, lấy nhiều khi ít sao. Lời của Lục Tâm Đồng vừa dứt, váy tím lay động, nàng lập tức bước ra, khí lãng vô hình thổi quét, hàn ý lan tràn bốn phía. Ai dám? Dương Quá bước tới, năng lượng thổ hệ run lên, ánh mắt nhìn thẳng Thần Hoàng Đoàn, khí thế nguy. Nga như núi, vừa nhìn thấy khí thế của hai người, người của Thần Hoàng Đoàn sửng sốt, họ thật không ngờ bên cạnh Lục Lâm Thiên còn có cường giả như thế. Giờ phút này chân khí giao phong, không gian rung động không ngớt. Độc Cô Trường Linh nói. Dám đả thương người của Thần Hoàng Đoàn, vậy phải ngươi sẽ phải trả giá thật đắt. Chỉ sợ là ngươi cũng không có thực lực đó, chẳng lẽ muốn cùng tiến lên. Âm thanh bình thản truyền ra, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Ha ha! Độc Cô Trường Linh cười lớn, lạnh nhạt nói. Đối phó ngươi chỉ cần một mình bổn thống soái cũng đủ rồi, không cần Thần Hoàng Đoàn, ngươi từng khẩu suất cuồng ngôn. Không xem Thần Hoàng Đoàn ra gì, hôm nay bổn thống soái cho ngươi cơ hội, có dám đổ một trận chiến. Lục Lâm Thiên nói. Nói, ngươi là khách nhân do Cảnh Văn mời tới, cũng là khách nhân của Độc Cô gia tộc, ta không lấy mạng của ngươi, ta chỉ lấy một cánh tay, ta cùng ngươi một trận chiến, kẻ bại tự hủy tu vi. Độc Cô Trường Linh lạnh lùng nói, âm thanh quanh quẩn trên trời cao. Lục Lâm Thiên cười lạnh, nếu đã cần chứng minh thực lực, vậy phải dùng đá kê chân. Mà Độc Cô Trường Linh thích hợp nhất. Độc Cô Trường Linh, ngươi dám càn rỡ ở chỗ của ta sao? Đúng lúc này lại một tiếng hô truyền tới, một thân ảnh xinh đẹp phá không bay ra, rơi xuống bên cạnh Lục Lâm Thiên, chính là Độc Cô Cảnh Văn. Nhìn thấy nàng vô sự, trong lòng Lục Lâm Thiên thở ra nhẹ nhõm. Nhìn thấy nữ tử vừa xuất hiện, ánh mắt Độc Cô Trường Linh ngẩn ra, trong mắt càng thêm phức tạp. Nhìn Độc Cô Cảnh Văn, Độc Cô Trường Linh nói. Cảnh Văn, người này làm tam đệ của ta bị thương, sỉ nhục Thần Hoàng Đoàn, làm nhục Độc Cô gia tộc, hôm nay đừng trách ta không lưu mặt mũi của ngươi. Độc Cô Cảnh Văn tiến lên một bước, lạnh nhạt nói. Vậy ngươi tiến lên thử xem. Ánh mắt Độc Cô Trường Linh chớp động, lạnh lẽo nhìn Lục Lâm Thiên, âm trầm nói. Lục Lâm Thiên, ngươi chỉ biết tránh sau lưng nữ nhân sao. Cảnh Văn, để cho ta tới đi. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm Độc Cô Trường Linh, đặt tay lên vai Độc Cô Cảnh Văn nói. Lâm Thiên! Độc Cô Cảnh Văn còn chưa nói xong, Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Giao cho ta chỉ muốn chứng minh cho muội xem, chúng ta ở chung một chỗ, ngoại trừ một lòng đối với muội, còn có tư cách tuyệt đối. Ánh mắt Độc Cô Cảnh Văn khẽ động, không nói gì thêm, có lẽ đây cũng là một lần cơ hội. Ta tiếp nhận cuộc chiến này. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nhìn Độc Cô Trường Linh, lấy thực lực hiện tại của hắn, không có gì phải băn khoăn, muốn chứng minh chính mình,
vậy phải hoàn toàn chứng minh bằng phương pháp cuồng ngạo nhất. Ha ha! Độc Cô Trường Linh lớn tiếng cười lạnh, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt càng thêm âm trầm. Tốt, ít nhất cũng không phải kẻ hèn nhát chỉ biết tránh sau lưng nữ nhân. Cho tới bây giờ cũng không phải. Lục Lâm Thiên nói. Chiến như thế nào, động thủ đi. Nghe nói ngươi là linh vũ song tu, không xem thần hoàng đoàn ra gì, nếu vậy cũng có vài phần bổn sự, vậy đan chiến đi. Độc Cô Trường Linh lạnh nhạt nói. Đan chiến, hai chữ này không xa lạ với toàn bộ linh giả, lấy luyện đan làm chiến, lấy thời gian, phẩm cấp, chất lượng làm so sánh, như vậy có thể biết rõ thực lực của một linh giả. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe lên, nếu nói giao thủ thì hắn không sợ, nhưng nói tới đan chiến thì hắn không nắm chắc hoàn toàn, mặc dù hắn cũng có trình độ nhất định trong việc luyện chế đan được, nhưng so sánh với người mạnh nhất trong giới trẻ tuổi Độc Cô gia tộc thì không nhất định. Huống chi tu vi của Lục Lâm Thiên chỉ mới đạt tới linh tôn tứ trọng, mà Độc Cô Trường Linh chỉ sợ đã đạt tới linh tôn lục trọng đỉnh, có lẽ còn hơn, cộng thêm thủ đoạn của Độc Cô gia tộc, mình hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh xấu, không hề có chút ưu thế. Không được. Độc Cô Cảnh Văn phản đối, nàng biết rõ thực lực Độc Cô Trường Linh, đặc biệt trong việc luyện chế đan dược hắn là tân tinh chói mắt nhất trong Độc Cô gia, thậm chí trưởng lão trong tộc cũng mặc cảm, thần hoàng khí kết hợp linh hồn lực người bên ngoài không thể so sánh, đây là điểm cực mạnh của Độc Cô gia tộc. Cảnh Văn, nếu hắn dám nói không đối chiến, ta lập tức đi ngay, nếu hắn đã dám nói thì chứng minh hắn không có tư cách cùng ta một trận chiến, ta cũng khinh thường đối chiến với hắn. Độc Cô Trường Linh nói, khóe mắt liếc qua Lục Lâm Thiên. Ta có ngày hôm nay, từng gặp vô số hiểm cảnh, cường địch vô số, đều có thể biến nguy thành an, cường địch đều trở thành xương khô dưới chân, chưa bao giờ nói qua hai chữ không dám. Lục Lâm Thiên trầm giọng. Thời gian, địa điểm. Hiện tại, thần hoàng thai. Độc Cô Trường Linh nói xong, hét lớn. Trên thần hoàng thai, một trận đan chiến, chứng danh thần hoàng, dương oai Độc Cô. Thần hoàng thai, một trận đan chiến, chứng danh thần hoàng, dương oai Độc Cô. Thần hoàng đoàn đồng thanh hét lớn, sóng âm xuyên thấu không gian, chấn động không gian xung quanh cuồn cuộn không ngớt. Chỉ nháy mắt người trong Độc Cô gia tộc đều nghe thấy. Ha ha! Độc Cô Trường Linh cười ha ha, lập tức rời đi, mấy trăm người theo sát phía sau. Lâm Thiên, Độc Cô Trường Linh khó đối phó, đặc biệt đan chiến. Hắn đã sớm luyện chế được đan dược bát phẩm cao giai, được xem là người trẻ tuổi cực mạnh của Độc Cô gia tộc những năm qua. Độc Cô Cảnh Văn lo lắng nói. Vì muội, đan chiến có sao, chẳng lẽ muội không tin ta? Lục Lâm Thiên nhìn Độc Cô Cảnh Văn, lộ ý cười tà khí. Muội đưa huynh đi thần hoàng thai, có muội cùng huynh. Độc Cô Cảnh Văn gật đầu, không biết tại sao trong lòng nàng nhất thời có tin tưởng, nam tử trước mắt chưa từng thất bại. Được. Lục Lâm Thiên gật đầu. Nhị đệ, còn có đại ca. Còn có muội. Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng đều đi tới. Ha ha, ta có sợ gì? Lục Lâm Thiên cười to, thả người nhảy lên giữa không trung. Thần Hoàng thai có đan chiến, là âm thanh Thần Hoàng đoàn, nhanh đi xem. Thần Hoàng đoàn xuất động, là muốn đan chiến với ai, trong năm đại hoàng tộc cũng không có linh giả a. Lục Lâm Thiên, nhất định là Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên linh vũ song tu, ngày hôm qua chặt một cánh tay của Độc Cô Trường Không, chỉ sợ thần hoàng đoàn muốn báo thù rồi. Mau đi xem thì biết. Thần hoàng thai, toàn bộ đệ tử Độc Cô gia tộc đều biết nơi này, cũng là nơi tổ chức khánh điển của Độc Cô gia tộc, nằm trước từ đường Độc Cô gia. Đây là một quảng trường vô cùng rộng lớn, diện tích hơn vạn thước, bốn phía núi non vòng quanh, một ngọn núi khổng lồ cao ngất xuyên thẳng bầu trời, dưới chân núi là một tòa cổ điện khổng lồ sừng sững. Phong cách cổ xưa dày trọng, vững như bàn thạch. Trước đại điện là một mảnh đất bằng phẳng trải đá phiến, loang lổ xa xưa, người đứng nơi đó chẳng khác gì con kiến đối diện tòa nhà khổng lồ. Trên quảng trường có một bãi đá cực lớn rộng hơn ngàn thước, cao chừng 5 thước, diện tích lớn hơn ngàn thước. Siêu siêu. Giữa quảng trường bình tĩnh nhất thời vang lên tiếng vang, từng thân ảnh như lưu quang bay nhanh tới, lập tức rơi xuống thạch đài giữa quảng trường, cả không gian đột nhiên cô đọng lại. Mấy trăm người hạ xuống, Độc Cô Trường. Linh khoanh tay trước ngực nhắm mắt đứng thẳng. Siêu siêu. Đồng thời thật nhiều tiếng xé gió vang lên xung quanh, không ít thân ảnh rơi lên quảng trường, khoảnh khắc đã lên tới mấy ngàn người. Theo nhân số ngày càng đông, tiếng nghị luận ngày càng lớn.
Là chính thống soái độc cô trưởng Linh A, bốn đội trưởng cũng có mặt, cả thần hoàng đoàn cùng tới. Chính thống soái rốt cục cần đan chiến với ai vậy, ai dám đan chiến với hắn, cả trưởng lão cũng không có vài người dám làm thế đi. Nhất định là người ngoài, năm đại hoàng tộc đều tới, chẳng lẽ là họ sao? Đây là đan chiến, năm đại hoàng tộc đều là vũ giả, đan chiến cái rắm. Chẳng lẽ là đại tiểu thư sao, cả độc cô gia tộc cũng chỉ có đại tiểu thư có thể đánh một trận với chính thống soái. Làm sao có thể, hai người cần đối chiến sao, ta nghe nói chờ sau khi đại tiểu thư trở thành thần nữ, sẽ kết hôn với chính thống soái mà. Hai người họ cũng xứng đôi. Vậy thì không nhất định, chẳng lẽ các ngươi không nghe nói hôm qua đội trưởng độc cô trường không bị chặt đứt cánh tay sao, người ra tay là Lục Lâm Thiên, hắn là khách của đại tiểu thư. Cái gì? Còn có chuyện này sao, Lục Lâm Thiên cũng dám không để độc cô gia tộc vào trong mắt. Trong ánh mắt chờ đợi của hơn vạn người, không bao lâu từ phía xa vang lên tiếng dao động, vài thân ảnh như lưu quang lướt qua không gian. Siêu! Vài thân ảnh hạ xuống thạch đài, nhẹ nhàng uyển chuyển như lá rơi. Là đại tiểu thư. Còn có Lục Lâm Thiên, hôm qua ta gặp qua người này, thanh y nam tử kia chính là hắn đánh trọng thương độc cô trường không? Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua quảng trường, trong lòng thầm than, đệ tử trực hệ độc cô gia tộc thật không ít, còn có thật nhiều cường giả, những người này đi ra thế giới bên ngoài tuyệt đối đều là cường giả một phương. Lục Lâm Thiên vừa tới, hàng trăm ánh mắt lạnh lẽo lập tức rơi lên người hắn. Độc cô trường Linh mở mắt, tinh quang lóe ra, vừa vung tay cả quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Độc cô trường Linh nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, nói. Lục Lâm Thiên, hôm nay ta sẽ cho người biết. Ở trước mặt độc cô gia tộc, người ngoài như ngươi, cái gì cũng không phải. Âm thanh mang theo lãnh ý quanh quẩn trên quảng trường. Bỏ qua độc cô ra, ngươi lại tính cái gì? Lục Lâm Thiên đáp trả. Sắc mặt độc cô trường Linh âm trầm, chợt phung tay, người thần hoàng đoàn chỉnh tề rút lui về phía sau, thối lui ra xa chừng trăm thước mới đột nhiên xoay người, chân khí sắc bén tiết ra ngoài, không cho người vây xem tới gần nửa bước. Cảnh văn, tâm đồng. Mọi người cũng lui xuống đi. Lục Lâm Thiên nói. Cẩn thận một chút. Độc cô Cảnh Văn nói xong, nhìn qua Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá, hào quang chợt lóe, cùng Tuyết Sư, độc cô Băng Lan thối lui ra xa hơn trăm thước. Suy. Độc cô Cảnh Văn rơi xuống đất, nhìn người vây xem xung quanh, nói. Mọi người lui ra sau trăm thước, ai kháng lệnh trọng phạt. Đặng đặng. Mọi người lập tức rút lui. Mệnh lệnh của đại tiểu thư không ai dám chống lại. Đại ca, hộ pháp cho ca ca. Lục Tâm Đồng nhìn Dương Quá, thủ ấn kết xuất, một đoàn độc vụ bay ra, nháy mắt xuyên thấu phạm vi trăm thước, độc vụ kéo dài qua quảng trường, sau đó nàng liền khoanh chân ngồi xuống đất. Dương Quá gật đầu, nhảy xuống khoanh chân ngồi trên quảng trường, Tuyết Sư cũng đi theo sau, thân hình độc cô Cảnh Văn vừa chuyển, lại quay người nhìn chăm chú lên thần hoàng thai. Nhìn Lục Lâm Thiên. Trong mắt độc cô trường Linh lộ nụ cười lạnh, âm thanh như sấm rền vang vọng giữa không trung. Trên thần hoàng thai, một trận đan chiến, chứng danh thần hoàng, dương oai độc cô, kẻ bại tự hủy tu vi. Chứng danh thần hoàng, dương oai độc cô. Chính thống soái xử lý Lục Lâm Thiên. Đông đảo người của độc cô gia tộc phụ họa, âm thanh vang vọng không trung, thân là độc cô gia tộc, tự nhiên phải ủng hộ độc cô trường Linh, sao lại đi ủng hộ một người ngoài. Ánh mắt độc cô trường Linh lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt truyền ra dao động quỷ dị, nháy mắt đã đi tới trước người Lục Lâm Thiên, trong dao động tựa hồ có cảm giác rối loạn giống như có ánh mắt vô hình đang rình rập. Thủ đoạn linh hồn. Lục Lâm Thiên nhíu mày, trong ánh mắt kia có lực lượng có thể ảnh hưởng linh hồn, nếu bị hắn gây ảnh hưởng thành công, như vậy cũng không cần đan chiến nữa. Đối mặt với thủ đoạn này, Lục Lâm Thiên không chút sợ hãi, thủ đoạn này chỉ có kẻ mạnh thi triển với kẻ yếu. Nếu không sẽ bị cắn ngược lại. Không nói tới linh hồn lực của hắn không yếu, chỉ nói cỗ lực lượng kia không thấm tháp gì với kim sắc tiểu đao, trên thực tế cũng là như thế, khi cỗ lực lượng tràn tới, nháy mắt đã bị kim sắc tiểu đao hoàn toàn ngăn cản. Không nghĩ tới độc cô trường Linh lại thi triển loại thủ đoạn có chút vô sỉ này, cũng làm Lục Lâm Thiên biết được nhân phẩm của hắn, ánh mắt chợt lạnh lùng, tâm thần vừa động, một cỗ năng lượng vô hình từ mi tâm chợt khuếch tán. Vô thanh vô tức thổi quét về hướng độc cô trường Linh. Mặc dù vô thanh vô tức, nhưng độc cô trường Linh cũng không phải kẻ yếu, lập tức phát hiện biến hóa, ánh mắt chợt kinh ngạc, hắn thật không ngờ thủ đoạn của mình không ảnh hưởng được đối phương,
làm cho đối thủ có thể phát động phản kích. Độc cô trường linh lập tức tán phát ra một cỗ năng lượng vô hình, đột nhiên va chạm cùng linh hồn năng lượng của Lục Lâm Thiên. Suy, thân hình hai người run lên, Lục Lâm Thiên nhíu mày, hắn cảm giác được linh hồn run rẩy, rõ ràng bị uy áp áp chế. Hừ, linh hồn tán loạn, ánh mắt độc cô trường linh cũng ngạc nhiên, linh hồn lực của Lục Lâm Thiên tuyệt đối không kém. Lục Lâm Thiên, bắt đầu đi. Độc cô trường linh kết xuất thủ ấn, hào quang đồng cổ tràn ra, lưu quang quanh quẩn, đột nhiên hóa thành một dược đỉnh ba chân phong cách cổ xưa, cuối cùng rơi lên thần hoàng thai, chân khí làm linh hồn rung động nhất thời lan tràn. Hồn khí địa cấp đỉnh. Lục Lâm Thiên nhíu mày, cấp độ của hồn khí này không kém hơn cửu long xích viêm đỉnh của Nam Thúc, thầm nghĩ độc cô gia tộc đúng là tài đại khí thô, hôm qua độc cô trường không sử dụng khải giáp cùng hồn khí công kích cũng là địa cấp. Là cổ linh dược đỉnh, chính thống soái sử dụng cổ linh dược đỉnh. Người của độc cô gia tộc kinh ngạc, tựa hồ rất tin tưởng dược đỉnh này. Lục Lâm Thiên nhướng mày, tâm thần vừa động, một đạo lưu quang tràn ra, hỏa long đỉnh xuất hiện trước người, chân khí hoàn toàn không thể so sánh với cổ linh dược đỉnh. Ha ha! Người của độc cô gia tộc cười vang, loại dược đỉnh như vậy cũng dám lấy ra, thật sự không đáng để vào trong mắt. Ánh mắt độc cô trường linh lộ cười lạnh, xem thường nói. Lục Lâm Thiên! Nếu ngươi không có dược đỉnh nhìn được một chút, ta có thể cho ngươi mượn, dù sao ta còn vài kiện không cần dùng, cho ngươi một kiện cũng không sao. Vậy sao, nhưng ta lại thích dược đỉnh này của ngươi, như vậy đi, nếu ngươi thua thì dược đỉnh này là của ta, thế nào? Lục Lâm Thiên thản nhiên cười nói. Khẩu khí thật lớn, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Độc cô trường. Linh cười lạnh nói. Lục Lâm Thiên cười nhạt. Không dám thì thôi. Chỉ sợ ngươi không dám, muốn lấy cổ linh dược đỉnh của ta, dùng hai tay ngươi đổi. Độc cô trường linh nói. Thành giao. Lục Lâm Thiên cười tà khí, dù sao không thể thua, vậy đem tiền đặt cược lớn một chút. Nếu ngay cả dược liệu luyện chế đan dược ngươi cũng không có, ta có thể cung cấp cho ngươi miễn phí. Độc cô trường linh trầm giọng nói. Không cần, dược liệu của ngươi, nói không chừng ta thấy còn ngứa mắt. Lục Lâm Thiên nhíu mày khoanh chân ngồi trước hỏa long đỉnh, trầm thần tĩnh khí, linh lực tràn ra. Theo chân khí phóng thích, rốt cục mọi người đều nhìn thấy được cấp độ của hắn. Linh tôn tứ trọng, Lục Lâm Thiên cũng là linh tôn tứ trọng. Linh tôn tứ trọng tính cái gì, sách giày cho chính thống soái thì còn được. Tiếng nghị luận vang lên, ánh mắt độc cô trường linh biến hóa, cũng khoanh chân ngồi xuống, vẻ mặt khinh thường. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng đã không để ý tới bên ngoài, ngón tay vẫy nhẹ, chân khí tràn ra rót vào hỏa long đỉnh, hỏa diễm xuất hiện, nhiệt độ tăng lên. Chỉ nháy mắt linh lực càng nồng hậu, hỏa diễm bành trướng, hóa thành liệt diễm hừng hực, không ngừng phóng thích ra nhiệt độ khủng bố. Hừ, người ngoài mà thôi. Độc cô trường linh cười lạnh, có được dược đỉnh tốt sẽ giúp xác suất luyện đan gia tăng không ít, mà dược đỉnh của Lục Lâm Thiên cũng đã nói thực lực hắn không gì hơn như vậy. Lục Lâm Thiên cũng không để ý tới độc cô trường linh, thoáng duy tư một lúc, muốn chiến thắng phải luyện chế ra đan dược bát phẩm cao giai, nếu linh tôn tứ trọng bình thường muốn luyện chế bát phẩm trung giai còn khó khăn, muốn luyện bát phẩm cao giai thì không cần nghĩ tới, đây chính là người si nói mộng. Nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên phải mạo hiểm thử xem một lần, nếu không hắn nhất định sẽ thua. Suy tư một thoáng, Lục Lâm Thiên chợt vung tay, không ít dược liệu xuất hiện ngay trước người, năng lượng lan tràn khắp bốn phía. Nhìn thấy dược liệu đặt trước người Lục Lâm Thiên, độc cô trường linh nhướng mày, cấp độ dược liệu thật sự cực cao. Suy, thủ ấn biến hóa, lưu quang quanh quẩn, dược liệu bay thẳng vào trong hỏa long đỉnh, lập tức khô héo. Tư tư, năng lượng hóa thành linh dịch, nhanh chóng bị hỏa diễm bao phủ. Dược liệu dần dần bị luyện hóa, Lục Lâm Thiên tiếp tục lấy thêm dược liệu bỏ vào trong hỏa long đỉnh, hiện tại không phải luyện chế đan dược bình thường. Cho nên Lục Lâm Thiên cũng không dám khinh thường. Không ít ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, ánh mắt họ không ngừng biến hóa, từ cử động của hắn, họ đều nhận ra Lục Lâm Thiên cũng không tầm thường. Với ánh mắt của độc cô trường linh đương nhiên nhận ra Lục Lâm Thiên cũng có thực tài, lập tức khoanh chân ngồi trước cổ linh dược đỉnh, năng lượng tràn ra rót vào bên trong đỉnh. Hô hô! Hỏa diễm nóng cháy toát ra, nhiệt độ cuồng bạo tăng lên, khí thế hoàn toàn áp chế Lục Lâm Thiên. Luyện chế đan dược vốn là một chuyện cực kỳ hao tốn thời gian, đặc biệt là đan dược bát phẩm,
vài ngày hoặc 10 ngày nửa tháng cũng là chuyện thật bình thường. Bốn phía vẫn còn người lục tục chạy tới, từng thân ảnh hạ xuống, nhìn chăm chú lên thần hoàng thai. Cha, đang đan chiến với chính thống soái là Lâm Thiên Ca. Hai thân ảnh vừa hạ xuống chính là Độc Cô Mị cùng Độc Cô Bắc, ánh mắt Độc Cô Mị chợt biến, nàng không nghĩ tới người tham gia đan chiến lại là Lục Lâm Thiên. Thật sự là hắn, không ngờ hắn lại đan chiến với chính thống soái. Sắc mặt Độc Cô Bắc kinh hãi nói. Siêu siêu. Giữa không trung không ngừng có chân khí dao động cường hãn truyền tới, nương theo sau uy áp khiến năng lượng thiên địa biến hóa. Siêu siêu. Từng thân ảnh lăng không rơi xuống, ước chừng gần 200 người, đi đầu là đại trưởng lão Độc Cô Phạm Vân, Độc Cô Ngọc Khuê, Độc Cô Lâm Khoa còn có những trưởng lão khác. Mặt khác cường giả năm đại hoàng tộc cùng tới, Thái Công Tố, Bắc Cung Đình, Thác Bạt Đình, Chuyên Tôn Kiền Nhũng, Hiên Viên Tùng đều mang theo vẻ kinh ngạc lẫn nghi hoặc nhìn lên thần hoàng thai, nhóm người Thái Công Tĩnh Nhiễm, Thác Bạt Thanh Vũ, Chuyên Tôn Tông Nguyên, Hiên Viên Triệt đều có mặt. Bái kiến chư vị trưởng lão, hộ pháp. Trên vạn người xem cung kính hành lễ, Độc Cô Phạm Vân phất tay, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên thần hoàng thai. Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song vừa động, đi tới bên cạnh Độc Cô Cảnh Văn, hỏi. Cảnh Văn, xảy ra chuyện gì? Vô Song tỷ, Lâm Thiên đan chiến với Độc Cô Trường Linh. Độc Cô Cảnh Văn nói, nhưng lại giống như có lời truyền âm với Bắc Cung Vô Song. Đoán không tệ, đúng là Lục Lâm Thiên. Hiên Viên Triệt nhếch môi cười, ánh mắt cực kỳ hứng thú. Nhóm người Thái Công Tĩnh Nhiễm chậm rãi đi tới phía trước, những người của Độc Cô gia tự động tránh đường cho bọn họ. Lui ra một chút, nếu không ta sẽ không khách khí. Vừa có một thân ảnh bước chân vào phạm vi trăm thước thần hoàng thai, Lục Tâm Đồng sầm mặt, quát. Hừ, lại dám cuồng. Đó là một thanh niên mặc áo vàng nhạt, 29-30 tuổi, khí chất bất phàm, có chút râu quai nón, ánh mắt hắn đảo qua Lục Tâm Đồng, sắc mặt trầm xuống nói. Ta không lui, thật muốn xem ngươi làm sao không khách khí. Quấy rầy ca ca của ta, bổn cô nương sẽ không khách khí, người của sáu đại hoàng tộc cũng như vậy. Lục Tâm Đồng từng gặp qua người này, là người Thác Bạt gia tộc, ai dám đi lên quấy rầy ca ca, nàng tự nhiên không bỏ qua. Vừa dứt lời, Lục Tâm Đồng kết xuất thủ ấn, độc vụ tràn ra, hắc vụ kịch độc xuất hiện, mùi vị gai mũi khó ngửi khuếch tán. T. Hắc vụ nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đầu độc mãng khổng lồ màu đen lớn vài trăm thước, quanh thân tràn ngập hàng vạn hàng ngàn hắc ti độc vụ xuyên thấu không gian, khí tức năng lượng chấn động lòng người bắt đầu lan tràn. Chỉ nháy mắt, biến hóa làm mọi người kinh ngạc, độc công vốn thật hiếm thấy, lại cực kỳ quỷ dị, kịch độc còn hỗn loạn linh hồn công kích thật sự là không tầm thường. Lui lại cho ta. Lục Tâm Đồng quát một tiếng, vung tay, hắc mãng rít gào mang theo uy thế kinh người bốc lên lao thẳng về hướng Hoàng Y Nam Tử. T. Hắc mãng bạo lướt bay ra, mang theo độc vụ cuồn cuộn bao phủ thẳng về hướng người kia. Mãi tới lúc này sắc mặt nam tử chợt biến, tới lui đều không xong. Độc vụ làm linh hồn của hắn run lên, tuyệt đối là cực mạnh, không dễ đối phó, nhưng nếu hắn lui thì mặt mũi mất hết. Chỉ nháy mắt độc mãng đã đi tới trước người, linh hồn lực bàng bạc chặt chẽ bám vào thiên không, lập tức xâm nhập vào trong đầu hắn. Hừ! Sắc mặt nam tử trầm xuống, thủ ấn cấp tốc biến hóa, năng lượng thổ hệ hội tụ, chỉ một thoáng ngưng tụ thành quyền ấn cực lớn, quyền ấn nháy mắt khuếch tán hướng thẳng cự mãng đánh tới. Phanh! Quyền ấn va chạm cùng cự mãng, năng lượng kinh người đập vào, độc mãng bốc lên cao. Ca ca. Độc mãng nháy mắt bị phá hủy, hóa thành độc vụ ngập trời khuếch tán giữa không trung, nhưng đồng thời kịch độc cũng lập tức bao trùm Hoàng Y thanh niên. Đặng đặng. Bàn chân điểm xuống đất, chân khí tràn ra, nam tử thối lui mấy. Chục thước, hiểm hiểm thoát khỏi độc vụ bao vây, khí tức của hắn đã đạt tới vũ tôn tứ trọng. Hô. Lục Tâm Đồng biến hóa thủ ấn, khoanh chân ngồi xuống há miệng khẽ hấp, độc vụ nháy mắt bị thu vào miệng nàng, làm không ít ánh mắt nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm. Độc công thật mạnh. Sắc mặt mọi người biến hóa, Hoàng Y thanh niên kia đã là vũ tôn tứ trọng nhưng chỉ gặp một chiêu đã bị đẩy lui, trong khi thân hình Lục Tâm Đồng không hề nhúc nhích chút nào, như vậy đã đủ nói rõ thực lực. Đã nói ngươi lui thì thành thật thối lui, lần này xem như khách khí với ngươi, còn dám tiến lên ta tuyệt không nương tay. Đừng tưởng mình là Thác Bạt hoàng tộc thì giỏi lắm. Lục Tâm Đồng thu lại thủ ấn, nàng từng gặp qua Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước hoàng tộc,
hiện tại chỉ là Thác Bạt hoàng tộc nàng cũng không hề sợ hãi. Nghe được lời nói của Lục Tâm Đồng, sắc mặt người Thác Bạt hoàng tộc đều biến hóa, lần này mất hết mặt mũi, sắc mặt thanh niên hoàng y biến thành xanh trắng, vốn định khoe khoang nhưng không ngờ thiếu nữ kia lại có thực lực cường hãn như thế. Tiểu cô nương, khoảng cách này có chút quá xa, đứng gần thì tốt hơn một chút. Thần tử Thác Bạt Thanh Vũ trầm xuống, dẫm một chân xuống đất. Oanh long! Mặt đất chợt nổ vang, một cỗ năng lượng vô hình thổi quét thẳng về hướng Lục Tâm Đồng. Khoảng cách này tựa hồ không xa, nếu càng xa hơn một chút thì tốt hơn. Trong nháy mắt một tiếng quát truyền ra, Dương Quá đã nhảy tới, thân ảnh nhanh như chớp xuất hiện trước người Lục Tâm Đồng, khóe môi cười lạnh, hoàng mang chợt lóe dẫm mạnh xuống đất. Mặt đất run lên, một cỗ năng lượng vô hình giống như cuộn sóng đột nhiên thổi quét, va chạm cùng một cước của Thác Bạt Thanh Vũ, hai cỗ năng lượng lập tức trùng kích lẫn nhau. Oanh long! Hai cỗ năng lượng đỡ upsilon.ng chạm, không gian trăm thước ầm ầm chao đảo, không ít cường giả phải lui ra sau vài bước. Chỉ nháy mắt thân hình cả hai thối lui ra sau vài bước, mỗi khi lui một bước đá phiến lại nứt nẻ rạn vỡ. Đặng đặng! Lui liên tục ba bước, hai người mới đồng thời ổn định thân hình. Hô! Một trận gió thổi qua, đem cho bụi xung quanh hai người thổi tan, lộ ra một cái hố sâu hơn trăm thước. Hai người vô thanh vô tức đem toàn bộ vật chất xung quanh chấn thành bụi bặm, nhưng lại không tiết ra chút năng lượng nào. Thật mạnh! Cùng một thời gian, nhóm cường giả trẻ tuổi như Hiên Viên Triệt đều tập trung vào người Dương Quá, một cước vừa rồi không phải ai cũng làm được, có thể đối kháng ngang ngửa với Thác Bạt Thanh Vũ, thật sự không đơn giản. Khá lắm Thác Bạt gia tộc, tự cho là hoàng tộc, lại chơi trò xa luân chiến, hôm nay bổn tiểu thư cùng các ngươi so thử vài chiêu, đừng tưởng rằng Thác Bạt gia tộc thì giỏi lắm, ở trước mặt ba huynh muội chúng ta, cái gì là hoàng tộc, chẳng qua chỉ là hạng người dựa vào tổ ấm bảo hộ mà thôi, nói là tự cao tự đại cũng không khoa trương. Lục Tâm Đồng đứng thẳng dậy, nhìn Thác Bạt Thanh Vũ mới đánh lén mình, lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt hắn. Lời của Lục Tâm Đồng vang vọng trên quảng trường, sắc mặt các cường giả đều biến hóa. Khẩu khí của Lục Tâm Đồng thật không nhỏ, không xem Thác Bạt hoàng tộc vào trong mắt. Làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ chính là thiếu nữ này nhỏ tuổi, nhưng độc công thật sự khủng bố, lại thêm thanh niên áo cho cùng Lục Lâm Thiên, ba huynh muội thật sự đạt tới trình độ mà người thường không cách nào đạt tới. Hừ, một chiêu không chiếm tiện nghi, Thác Bạt Thanh Vũ là thần tử Thác Bạt gia tộc, như vậy sao có thể nhịn được, sắc mặt cực kỳ khó xem. Đại ca! Giết gà cần gì sử dụng dao mổ trâu. Ngay khi Thác Bạt Thanh Vũ định bước lên, một thanh niên mặc cẩm bào màu vàng nhạt tiến lên, ánh mắt tức giận nhìn Lục Tâm Đồng, nói. Nhà đầu thật hung hăng càn quấy, vậy hãy để Thác Bạt Thanh Lô này gặp ngươi. Dứt lời, hắn bước tới, sắc mặt âm trầm. Tiểu nhà đầu, nếu ngươi lập tức xin lỗi, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Đại ca, loại mặt hàng này cần gì phiền huynh ra tay. Ngay khi Dương Quá định bước tới, Lục Tâm Đồng đã nhảy lên trước, nói. Đánh không lại còn muốn người khác xin lỗi, không ngờ Thác Bạt hoàng tộc là như vậy, hôm nay xem như ta đã được mở rộng kiến thức, khó trách cháu mẫu thân của phụ thân ta nói, nên ra ngoài đi dạo một chút, như vậy mới được thêm kiến thức, bằng không sẽ giống như Thác Bạt gia tộc, tự cho là hoàng tộc, kỳ thật chỉ là hạng người ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Dứt lời Lục Tâm Đồng chợt cười một tiếng. Làm ánh mắt không ít thanh niên tài tuấn trong sáu hoàng tộc tỏa sáng, đột nhiên thất thần. Lớn mật, cháu của mẫu thân cha ngươi là ai? Ánh mắt Thác Bạt Thanh Lô lạnh lùng, gằn giọng hỏi. Nãi nãi chỉ có một mình ta là cháu, dĩ nhiên là ta, xem ra người Thác Bạt gia tộc ếch ngồi đáy giếng, không thường ra ngoài, trí thông minh cũng bị thoái hóa a. Lục Tâm Đồng tươi cười, vừa dứt lời Độc Cô Cảnh Văn bọn họ cũng không nhịn được bật cười. Ha ha! Những người đứng xung quanh đều cười lớn, không khỏi đưa mắt nhìn qua người Thác Bạt gia tộc, xem như có vài phần hiểu biết. Sắc mặt đại trưởng lão Độc Cô Phàm Vân không có bao nhiêu biến hóa, người Thác Bạt gia tộc giao thủ với ba huynh muội kia cũng không cần họ lên tiếng nói gì, về ý nghĩ trong lòng hắn chỉ sợ ai cũng biết. Chỉ cần ba huynh muội Lục gia có thêm đối thủ, đối với Độc Cô gia tộc mà nói đó là chuyện rất tốt, có một số việc để người ngoài xen vào mới tốt hơn. Nhà đầu thật thông minh. Hiên Viên Triệt mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Tâm Đồng. Đồ khốn! Trong tiếng cười vang, Thác Bạt Thanh Lô mất bình tĩnh, hét lớn một tiếng, năng lượng thổ hệ lập tức hội tụ tràn tới. Không gian đột nhiên hóa thành nặng nề,
cảm giác như phong vân biến sắc, động tĩnh khiến không ít cường giả phải thối lui về phía sau. Tiểu nha đầu, ta sẽ cho ngươi biết thực lực của Thác Bạt hoàng tộc. Thác Bạt Thanh Lô quát, khí tức thổ hệ tràn ra, động tới năng lượng thổ hệ trên không, cả không trung đều run lên. Thác Bạt Thanh Lô là vũ tôn lục trọng. Sắc mặt mọi người liền biến hóa, giới trẻ tuổi Thác Bạt gia tộc thật sự có không ít kẻ phi phàm. Thác Bạt Thanh Lô là đệ đệ của Thác Bạt Thanh Vũ, thực lực rất mạnh. Sắc mặt Độc Cô Cảnh Văn thoáng đổi, lo lắng Lục Tâm Đồng thiệt thòi. Yên tâm đi, không phải ai cũng có thể tùy tiện trêu chọc tam muội được. Dương Quá thản nhiên nói. Lục Tâm Đồng nhíu mày, chợt hiện lên ý cười, nói. Tôn cấp lục trọng giỏi lắm sao? Suy. Hắc phụ nồng đậm hội tụ, linh lực bạo lướt, hương vị gay mũi khó ngửi khuếch tán khắp quảng trường, khí tức linh tôn lục trọng lập tức phóng thích. Linh tôn lục trọng, Lục Tâm Đồng cũng là tôn cấp lục trọng. Tu vi không kém a. Độc công thật mạnh. Sắc mặt Hiên Viên Triệt kinh ngạc, thân hình thoáng lui ra sau, trường bào vung lên, năng lượng lan tràn, khí tức phong hệ tràn ngập, trực tiếp khiến không gian biến thành vặn vẹo, mà độc vụ cũng biến mất không còn nhìn thấy. Hừ, bàng môn tả đạo mà thôi. Sắc mặt Thác Bạt Thanh Lê trầm xuống, năng lượng thổ hệ ngưng tụ trước người ngăn cách với độc vụ, thân ảnh lao thẳng về hướng Lục Tâm Đồng. Vậy để cho ta xem thử, ngươi có bản lĩnh gì? Vài đạo hắc sắc quang mang thành hình, trực tiếp lao thẳng về hướng Thác Bạt Thanh Lô. Hừ, Thác Bạt Thanh Lô hừ một tiếng, quyền ấn đồng thời biến hóa bay ra, va chạm cùng quang mang đang lao tới. Phanh phanh phanh, không gian run lên, độc phụ cùng quyền ấn đồng thời tiêu tán, lực công kích của Thác Bạt Thanh Lô rõ ràng mạnh hơn một ít, nhưng hắn lại không dám tiếp xúc với độc công của Lục Tâm Đồng. Không có gì là ghê gớm cả. Thân ảnh Lục Tâm Đồng nhảy lên giữa không trung, linh lực bạo động, độc vụ đầy trời. Hừ, Thác Bạt Thanh Lô hừ một tiếng, lúc này đã có chút không nhịn được, đánh ra một đạo hoàng mang cương khí thẳng về hướng độc vụ bao trùm. Oanh oanh oanh, hai thân ảnh giao chủ mấy chiêu trong độc vụ, âm thanh nổ tung vang vọng, độc vụ không hề tiêu tán, hương vi gay mũi khó ngửi bao phủ thiên không. Thực lực Tâm Đồng không ngờ cường hãn như thế. Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song đều có chút không tưởng tượng nổi. Lục Tâm Đồng còn nhỏ tuổi mà độc công khủng bố như thế, chẳng lẽ giới trẻ tuổi thế giới bên ngoài cường hãn tới vậy sao? Không ít cường giả sáu hoàng tộc âm thầm cảm thán, điều này làm không ít trưởng lão các tộc đều thầm lo lắng cho tương lai sáu hoàng tộc. Lạc lạc, Thác Bạt hoàng tộc không có gì là ghê gớm cả. Một tiếng cười khúc khích truyền ra, hai thân ảnh đột nhiên va chạm lẫn nhau. Phanh! Trong tiếng âm bạo nổ tung, không gian rung động, năng lượng kình khí thổi quét không trung, hóa hành hình cung tán loạn tản ra, hai thân ảnh cũng hiện thân giữa bầu trời. Lục Tâm Đồng bị đẩy lui, bàn tay vung lên ổn định thân hình, chân khí có chút rối loạn, vừa rồi công kích vật lý khiến nàng phải chịu thiệt thòi. Mặc dù ngoài miệng nàng xem thường Thác Bạt hoàng tộc, nhưng trong lòng cũng không coi khinh chút nào. Lúc này nhìn Thác Bạt Thanh Lô như chiếm cứ chút thượng phong. Nhưng chỉ có chính hắn mới rõ ràng hắn căn bản không làm gì được đối phương, bởi vì nếu bị kịch độc lan tới gần linh hồn giống như sẽ bị ăn mòn, vô cùng quỷ dị không cách nào phòng bị. Bàng môn tả đạo chỉ là bàng môn tả đạo mà thôi. Thác Bạt Thanh Lô quát, trên mặt hiện lên vẻ xanh mét, lúc này hắn càng không nhẫn nhịn được. Ngay tiếp theo năng lượng thổ hệ đột nhiên dũng động, hoàng mang chợt lóe, thân ảnh hắn lập tức lao tới, cẩm bào vung lên. Một đạo hoàng mang quang mang xé rách không gian mang theo âm thanh xé gió chói tai hung hăng bắn thẳng về hướng Lục Tâm Đồng. Hoàng mang quang mang bay ra, không gian nứt vụn, lập tức vỡ áp về hướng Lục Tâm Đồng, uy thế kinh người tràn ngập thiên địa, Lục Tâm Đồng đột nhiên cười quỷ dị, một cỗ xung quanh lạ thường nhất thời lan tràn, đem không gian xung quanh trước mặt trực tiếp đồng hóa, trong mắt đột nhiên bắn ra hàn ý. Chỉ tích tắc hoàng mang quang mang mang theo lực lực khủng bố hung hăng va chạm lên người Lục Tâm Đồng. Oanh! Không gian trực tiếp phá nát, lộ ra khe không gian tối đen, không trung đều run rẩy lên, một cỗ năng lượng dao động nháy mắt hóa thành gió lốc đột nhiên khuếch tán. Kinh khí khủng bố làm không ít cường giả bị đẩy lui, vô cùng chật vật. Tốc độ tựa hồ quá chậm a. Một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện một bên Thác Bạt Thanh Lô, một giải lụa hắc sắc độc phụ phá không lao thẳng tới người hắn. Gì? Không ít cường giả nhìn thấy Lục Tâm Đồng, sắc mặt kinh nghi. Mơ hồ cảm giác được cỗ lực lượng vô cùng quỷ dị làm cho không gian biến hóa.
Thời gian lực, giải lụa độc phụ xuyên thủng không gian nháy mắt đi tới trước người Thác Bạt Thanh Lô, với tốc độ như vậy, hắn căn bản không thể tránh thoát. Suy, chỉ nháy mắt sắc mặt Thác Bạt Thanh Lô đại biến, hoàng mang chợt lóe, một bộ hoàng mang khải giáp bao trùm thân thể, đó là một kiện linh khí phòng ngự địa cấp. Phanh, cùng một thời gian, giải lụa nhờ thời gian lực phụ trợ va chạm lên người hắn, âm thanh nổ tung trầm thấp truyền ra, thân hình hắn trực tiếp bị đẩy lui. Đặng đặng, độc phụ nồng đậm thổi quét trời cao, khải giáp không có vấn đề gì, chẳng qua linh hồn công kích xen lẫn kịch độc bao trùm trong đầu của hắn, làm cho hắn phải tận lực mới tránh thoát, xem như nếm thiệt thòi không nhỏ. Bàng môn tả đạo như ta thế nào, còn chịu nổi nữa không? Lục Tâm Đồng Lăng không đứng thẳng, dung nhan tuyệt mỹ, khí thế kinh người, độc phụ quanh quẩn mang theo uy áp chấn động. Không hổ có danh độc linh ma nữ. Hiên Viên Triệt ngẩng đầu nhìn Lục Tâm Đồng, trong mắt kinh diễm, thật lâu vẫn không chuyển mắt. Hừ, nếm thiệt thòi, sắc mặt Thác Bạt Thanh Lô ngày càng khó xem, thủ ấn biến hóa, chân khí tràn ra, động tới năng lượng thổ hệ bàng bạc, nháy mắt hội tụ thành một đạo hoàng mang trường ấn khổng lồ. Sắc mặt Lục Tâm Đồng có chút biến hóa, thủ ấn kết xuất, độc phụ tràn ngập, linh hồn uy áp tràn xuống, kịch độc nương theo sau làm không ít người có cảm giác áp lực cùng khó chịu, cả linh hồn như run rẩy lên. Mẫn không ấn. Thác Bạt Thanh Lô hét lớn một tiếng, trường ấn vỡ áp xuống, bao phủ cả không gian như muốn tan vỡ, không gian gió dục mây vần, hoàng mang phát sáng, trực tiếp bao phủ cả Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng biết mình là linh giả, nếu cứng đối cứng sẽ có hại, vì vậy không chút do dự thủ ấn biến hóa, một đạo kim quang đột nhiên bay ra. Chi chi, kim mang lướt ra, một âm thanh chói tai vang lên, khiến trong tai mọi người đau đớn, linh hồn như run rẩy lên. Xích kim độc chu hiện thân, toàn thân không ngừng toát ra độc khí. Hình như là thú hồn xích kim độc chu bát giai hậu kỳ. Trường ấn áp xuống, thân thể thú hồn mấp máy, thú hồn lực bạo tuôn, đôi bên lập tức rơi vào giằng co. Ca ca. Hai cỗ năng lượng đối kháng, liên tục lóe ra, sau đó lại hung hăng va chạm lẫn nhau. Oanh long. Hai cỗ năng lượng đỡ upsilon.ng chạm, âm thanh nổ tung như sấm sét, cả không trung run lên. Năng lượng gợn sóng khủng bố thổi quét tứ tán. Khe không gian vỡ tan thành động sâu cực lớn, chỉ nháy mắt đã nhanh chóng khôi phục. Suy, độc phụ cùng linh hồn công kích không ngừng tràn về hướng Thác Bạt Thanh Lô, làm cho hắn không ngừng thối lui. Thân ảnh Lục Tâm Đồng cũng bị đẩy lui, uy lực một trường đủ làm vũ tôn thất trọng bên ngoài phải chao đảo. Tử linh hồn năng giáp. Tâm thần vừa động, quanh thân Lục Tâm Đồng chợt lóe tử quang. Một bộ khải giáp màu tím lập tức hiện ra trên người nàng. Bên trên khải giáp hồn lực quanh quẩn, bao phủ cơ thể mỹ lệ của nàng, tán phát ra khí tức cổ xưa, trong khoảnh khắc ngăn cản kình khí khủng bố bên ngoài, lúc này thân hình xinh đẹp mới dừng lại giữa không trung. Hồn linh khải giáp địa cấp bất phàm a. Không ít người có kiến thức, nhận ra cấp độ khải giáp không tầm thường, khí tức cổ xưa làm lòng người run rẩy. Suy đoán của họ cũng không tệ. Kiện khải giáp này là do Lục Lâm Thiên lấy được trong bảo khố của Thanh Long Hoàng tộc, sau khi Lục Tâm Đồng luyện hóa mới biết tên của nó là tử linh hồn năng giáp, là đồ vật viễn cổ, mặc dù là địa cấp nhưng vật gì có quan hệ với viễn cổ cũng không phải vật phàm. Đi! Thân ảnh vừa ổn định, Lục Tâm Đồng quát một tiếng, tâm thần biến hóa, xích kim độc chu mấp máy, trong miệng phun ra một đạo xương khói xích hồng sắc, nhất thời liền dệt thành cự võng khổng lồ. Trên cự võng mang theo độc vụ cùng thú hồn bàng bạc vỡ áp xuống, Thác Bạt Thanh Lô vừa ổn định thân hình lập tức bị cự võng bao phủ, thậm chí cả linh hồn cũng bị ảnh hưởng. Sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống, thân hình cấp tốc thối lui, đồng thời một kiện trường thương xuất hiện trong tay, thân thương quanh quẩn bí văn, tựa hồ động tới năng lượng thổ hệ, mũi thương bén nhọn toát ra hoàng mang lạnh lẽo, uy áp phóng thích, chính là một kiện vũ linh khí công kích địa cấp. Phá! Nhìn cự võng ập tới, ánh mắt hắn âm trầm, trường thương vẽ ra vài điểm sáng hình cung, khe không gian tối đen lan tràn, thương ảnh không ngừng chồng chất chung một chỗ, chỉ chớp mắt đã mang theo khí tức làm người run rẩy phát ra ngoài. Hiu hiu, cự võng trùm xuống, thương mang trộn vỡ hư không, hai đạo công kích va chạm lẫn nhau, xé rách khe không gian, cự võng bị đâm thủng một lỗ hổng, không gian xung quanh phá nát lộ ra động sâu thật lớn. Ngay lúc không gian động sâu sắp khép lại, Thác Bạt Thanh Lô nhảy ra. Chân khí vỡ áp thiên địa, phong vân khởi động, uyển như thiên thần. Thác Bạt Thanh Lô thật bất phàm.
sắc mặt các cường giả biến hóa, thực lực như vậy thật sự không tầm thường, thậm chí người của Thác Bạt gia tộc cũng mang theo ý cười, tựa hồ nghĩ hắn đã chiếm thượng phong. Thác Bạt Thanh Lô lưu lại tàn ảnh, trường thương bắn ra hoàng mang thực chất, kinh khí áp không, không gian nứt vụn từng khúc, tránh khỏi xích kim độc chu lao thẳng về hướng Lục Tâm Đồng. Thân ảnh Lục Tâm Đồng đột nhiên biến mất tại chỗ. Phanh! Không gian bị xuyên thủng thành động sâu tối đen. Cùng lúc đó thương mang đánh xuống mặt đất khiến mặt đất nứt vỡ, đá vụn bay tung, lộ ra một hố rãnh dài ngàn thước sâu không thấy đáy. Cả quảng trường chao đảo kịch liệt. Nguyên lai Thác Bạt tộc chỉ dựa vào linh khí mà thôi, muốn so linh khí sao, vậy hôm nay bổn cô nương so linh khí với ngươi. Một giây sau, kinh khí tản ra, thân ảnh Lục Tâm Đồng xuất hiện, khí tức quỷ dị nhanh chóng tràn ra, từ trong mi tâm bay ra một cỗ hắc sắc lưu quang, động tới thiên địa năng lượng vô hình. Ông! Chấn linh diệt hồn tháp đột nhiên xuất hiện trên không trung, lập tức hóa thành khổng lồ vài trăm thước, phát ra âm thanh ông ông quỷ dị. Hồn khí địa cấp thật quỷ dị. Ánh mắt các cường giả biến hóa. Nhất thời cả quảng trường nháy mắt biến thành tối tăm, trong lòng Thác Bạt Thanh Lô cảm giác áp lực. Chi chi! Lục Tâm Đồng biến hóa thủ ấn, hắc phụ xen lẫn âm thanh xèo xèo chói tai, giống như quỷ khóc thần hào đau đớn linh hồn, hắc phụ lượn lờ, chỉ thoáng chốc cả bầu trời như lay động lắc lư. Đột nhiên trên trăm hắc sắc quang đoàn bạo lướt bay ra, giống như thuấn di lao thẳng về hướng Thác Bạt Thanh Lô. Trên trăm hắc sắc quang đoàn thu liễm hào quang, hóa thành hơn trăm hồn anh tối đen như lệ quỷ, đại bộ phận đều là hồn anh tôn cấp đã bị luyện chế qua. Thủ đoạn công kích thật khủng khiếp. Không ít người đưa mắt nhìn nhau, hồn khí kia thật sự vô cùng hung hiểm cay độc. Yên Vũ toái không quyết. Sắc mặt Thác Bạt Thanh Lô ngưng trọng, trường thương run lên, mũi thương hóa thành hai nửa, lại thành bốn sau đó tám, chỉ nháy mắt hóa thành ngàn vạn thương mang thực chất, xé rách không gian hung hăng phá không bay đi. Năng lượng thổ hệ bàng bạc thổi quét, va chạm cùng trên trăm đạo hồn anh dữ tợn kia. Oanh oanh oanh! Chi chi! Không gian phá nát, thương mang bạo lướt, hồn anh xèo xèo rít lớn, kinh khí khủng bố hóa thành năng lượng thổ hệ tán loạn khắp cả không trung. Nếu muốn so linh khí, vậy tiếp tục đi. Lục Tâm Đồng lại quát lớn, hắc phụ quanh quẩn, thủ ấn biến hóa, lại một kiện đồ vật bay ra. Ông! Một tiếng kiếm minh truyền tới. Vật kia hóa thành ngân sắc trường kiếm, kiếm khí sắc bén, kiếm minh vang rền, đó là một bộ kiếm trận mà Lục Tâm Đồng mới luyện hóa thời gian gần đây. Ngân sắc trường kiếm hóa thành vô số kiếm ảnh, phân hóa lại tụ họp, quay quanh không trung cực kỳ huyền ảo, chân khí bàng bạc sắc bén lan tràn, kiếm ảnh cắt vỡ không gian, cả hư không đều run lên. Chỉ nháy mắt kiếm trận hóa thành vạn đạo kiếm quang, huyền ảo xoay tròn bao trùm cả không trung, không gian xung quanh đều bị chấn nát. Kiếm trận Lục Tâm Đồng còn có bộ kiếm trận. Bộ kiếm trận này là linh khí cấp độ địa cấp A, chỉ sợ có thể so sánh với linh khí địa cấp đỉnh, là vật bất phàm. Đại La kiếm trận, đi. Mọi người nghị luận, thì Lục Tâm Đồng cũng vừa phất tay. Hiu hiu hiu. Hơn vạn kiếm quang nháy mắt bắn ra, vây quanh Thác Bạt Thanh Lô, uy áp kinh người lan tràn, kiếm quang phá không thổi quét, mơ hồ như huyền ảo tương liên. Ca ca. Không gian phá nát. Thác Bạt Thanh Lô bị kiếm trận khủng bố thổi quét, sắc mặt tối đen cực điểm. Trường thương trong tay hắn không ngừng vũ động, động tới năng lượng thổ hệ bàng bạc áp không mà tới, trường thương đánh ra vô số tàn ảnh bao phủ cả bầu trời. So linh khí, người còn nữa không? Lục Tâm Đồng như một ma nữ, năm ngón tay hóa chảo, độc vụ phủ đầy trời, trong tay hiện lên bạch sắc lưu quang. Thiên linh hồn châm, đi! Lục Tâm Đồng quát một tiếng, bạch quang bắn ra. Bạch quang phát ra âm thanh ông ông vang dội, một phân thành hai, cuối cùng hóa thành châm mang đầy trời, giống như mưa to, vô số châm mang như có lực xuyên thủng không gian, hội tụ cùng một chỗ, uy thế khủng bố tới cực điểm. Châm mang đầy trời làm người ta cảm thấy linh hồn đau đớn, từ trong châm mang bạo lướt ra từng đạo linh hồn công kích hoàn toàn bao phủ Thác Bạt Thanh Lô. Chấn linh diệt hồn tháp, đại la kiếm trận, thiên linh hồn châm, lại thêm hồn khí phòng ngự địa cấp cùng tử linh hồn giáp. Lục Tâm Đồng đồng loạt xuất ra ứng chiến. Thương mang, kiếm trận, độc phụ, hồn anh dữ tợn, châm mang không ngừng tàn sát bừa bãi giữa không trung, cả không gian như bị trộn vỡ, đông đảo ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Chi chi, xích kim độc chu vẫn xoay quanh không trung, giờ phút này trực tiếp dùng thú hồn va chạm tới, thú hồn xuyên thấu không gian đánh thẳng tới Thác Bạt Thanh Lô. Lục Tâm Đồng biến hóa thủ ấn,
từ trong mi tâm lại bay ra một đoàn hắc quang, mang theo khí tức kinh người, nhưng vừa thúc dục vật kia, khóe môi Lục Tâm Đồng cũng tràn ra vết máu. Suy, vật kia giống như lưu quang nháy mắt xuất hiện trước người Thác Bạt Thanh Lô. Vật kia vừa xuất hiện, linh hồn Thác Bạt Thanh Lô run lên, vô cùng kiêng kỵ, thương mang bạo lướt đánh thẳng tới vật tối đen kia. Đương, kiếm quang va chạm tới, trực tiếp ngăn cản thương mang. Một giây sau, Lục Tâm Đồng quát lớn một tiếng. Thiên độc hồn anh. Vật kia run lên, đột nhiên hóa thành một thân ảnh xinh đẹp, lại giống Lục Tâm Đồng như đúc. Suy. Ngay lúc này thân ảnh kia đánh ra một đạo hắc bạch quang trụ xuyên thẳng vào người Thác Bạt Thanh Lô, thương mang lập. Tức ngăn cản lại, vừa trộn vỡ hắc bạch quang trụ nhưng quang trụ đã xuyên thấu qua thương mang ngưng tụ trở lại, chui vào trong không gian thuộc tính của hắn, tiếp tục xâm nhập vào trong ấn đường. Thân thể Thác Bạt Thanh Lô nhất thời run lên, ánh mắt tích tắc ngây dại. Cường giả giao thủ, trong nháy mắt có thể quan hệ tới sinh tử, lúc này Thác Bạt Thanh Lô cũng không còn cách nào ngăn cản công kích của Lục Tâm Đồng. Rốt cục có một đạo kiếm quang đánh lên người hắn, đem hắn chấn lui mấy bước, khí huyết sôi trào cuồn cuộn. Hiu hiu, lại vài đạo kiếm quang va chạm tới, ánh mắt Thác Bạt Thanh Lô đại biến, thần trí tựa hồ khôi phục lại, hoảng sợ thúc dục trường thương. Nhưng khó thể ngăn cản được kiếm trận huyền ảo công kích liên miên không dứt. Phanh phanh. Cuối cùng hắn không còn cách nào đối kháng, thương mang phá nát, càng ngày càng nhiều kiếm quang cùng châm mang va chạm lên thân thể hắn, chân khí tản ra, nhất thời lực công kích như rời non lấp bể chút xuống, Thác Bạt Thanh Lô hoàn toàn hoảng hốt. Phốc. Vài đạo kiếm quang cùng thật nhiều châm mang trực tiếp đánh lên người Thác Bạt Thanh Lô, khải giáp lập tức nứt nẻ, lập tức phun ra máu tươi. Oanh oanh oanh. Tiếng nổ vang kinh thiên truyền khắp quảng trường, không gian tạc vỡ, năng lượng khổng lồ phóng thích, cả không gian trộn thành mảnh nhỏ. Thần sắc mọi người đều kinh ngạc, hào quang chói mắt làm họ không cách nào nhìn thẳng, chỉ sợ họ hoàn toàn không ngờ Lục Tâm Đồng cường hãn tới tình trạng này. Phốc, một thân hình đột nhiên nện xuống đất, mang theo huyết vụ tung tóe nặng nề đập xuống quảng trường. Phanh, mặt đất run lên, thân hình nện ra một hố sâu, một thân ảnh màu tím lập tức hạ xuống. Ngay lập tức thu hồi mấy kiện linh khí trên không trung. Suy, chỉ nháy mắt Lục Tâm Đồng đã rơi xuống quảng trường, xách lên Thác Bạt Thanh Lô, sắc mặt nàng tái nhợt, đồng thời thúc dục vài kiện linh khí làm nàng tiêu hao rất lớn, huống chi còn phải thúc dục thiên độc hồn anh. Thác Bạt Thanh Lô bị Lục Tâm Đồng bắt trong tay, toàn thân đầm đìa máu tươi, sắc mặt trắng bệch cực điểm, hai mắt có chút ngây dại, hoàn toàn mất đi lực tái chiến. Mà không gian lực trói buộc làm cho hắn không cách nào động đậy. Không gian hoàng mang bị nứt nẻ không ít, còn tràn ra không ít máu tươi. Không gian bình tĩnh trở lại, hai thân ảnh trên thần hoàng thai vẫn yên tĩnh luyện chế dược liệu, giao thủ vừa rồi tựa hồ không hề ảnh hưởng tới hai người, đủ cho thấy định lực họ thật mạnh mẽ. Hô! Không ít người hít sâu một hơi lạnh, toàn bộ ánh mắt đều nhìn chăm chú vào Lục Tâm Đồng, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Nhìn thấy Thác Bạt Thanh Lô thua bại, sắc mặt người Thác Bạt hoàng tộc thật khó xem. Hôm nay họ thật sự đánh mất hết mặt mũi. Ánh mắt Thác Bạt đỉnh càng thêm âm trầm. Thật mạnh. Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn vẫn luôn lo lắng, lúc này đã an tâm, đồng thời đều rung động cảm thán, không nghĩ tới Lục Tâm Đồng đã có được thực lực như thế. Thác Bạt hoàng tộc, lạc lạc. Lục Tâm Đồng lau vết máu trên môi, cười lạnh một tiếng, nhìn Thác Bạt Thanh Lô, nói. Đây là Thác Bạt hoàng tộc trong 6 đại nhân hoàng tộc sao? Đã nói cả đám chỉ biết dựa vào tổ ấm bảo hộ mà thôi, còn cho là mình vô cùng lợi hại. Lời nói thật chói tai truyền ra, rơi vào trong tai mọi người khiến ánh mắt họ không khỏi biến hóa, không ít cường giả cảm thấy bất mãn đồng thời cũng nhìn ra sự thật, trong lòng đều tự so sánh, vừa rồi nếu là họ đối chiến có thể chiến thắng được Lục Tâm Đồng hay không. Mà những lời này rơi vào trong tai Thác Bạt gia tộc nghe càng thêm chói tai, cả đám người vô cùng tức giận, bọn họ cũng chưa từng thừa nhận qua vũ nhục như thế. Thả đệ đệ của ta. Sắc mặt Thác Bạt Thanh Vũ âm trầm, gần như trở nên xanh mét. Thả thì thả, giữ lại cũng vô dụng, nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta, lần sau đừng nhắc tới Thác Bạt hoàng tộc trước mặt của ta. Lục Tâm Đồng thản nhiên cười lạnh, lưu quang chợt lóe, trực tiếp nhấc Thác Bạt Thanh Lô ném thẳng tới. Suy. Thác Bạt Thanh Vũ nhảy lên giữa không trung, nhanh như chớp đón lấy Thác Bạt Thanh Lô, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lục Tâm Đồng. Hôm nay người Thác Bạt hoàng tộc nhớ kỹ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Tâm Đồng, Thác Bạt Thanh Vũ âm trầm nói.
Ta vừa mới nói, đừng lấy Thác Bạt hoàng tộc ra nói với ta, dọa nạt người khác tạm được, ở trước mặt ta xem như đồ bỏ. Lục Tâm Đồng nói, quên nói cho các người biết, người này chúng thiên linh hồn độc của ta, Thác Bạt hoàng tộc không phải tự cho mình thật siêu phàm sao, phỏng chừng không cần ta giải độc đâu nhỉ, tự mình giải độc đi. Dứt lời, khóe môi Lục Tâm Đồng lộ tia cười lạnh, thiên linh hồn độc chính là hồn độc trên thiên độc hồn anh, so sánh với huyết độc mà Bạch Linh từng chúng phải còn lợi hại cùng phức tạp hơn, không phải ai cũng giải được, nếu mạnh mẽ giải độc, linh hồn sẽ bị trọng thương rất nặng. Người Thác Bạt hoàng tộc nghe vậy, sắc mặt đại biến, lập tức kiểm tra cho Thác Bạt Thanh Lô. Tâm Đồng, nhanh điều tức đi, nơi này có chúng ta nhìn thấy, yên tâm đi. Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song tiến lên. Với thực lực của hai nàng cũng biết Lục Tâm Đồng không ổn, chỉ sợ như nỏ mạnh hết đà, Độc Cô Cảnh Văn vừa dứt lời liền đưa ra một viên đan dược bát phẩm trung giai bất phàm cho Lục Tâm Đồng. Ân. Lục Tâm Đồng tiếp đan dược gật đầu, nàng cũng hao tổn thật không ít, đánh bại Thác Bạt Thanh Lô có vẻ không khó khăn, kỳ thật phải dùng hết toàn lực, thậm chí xuất động cả thiên độc hồn anh, nếu không nhờ thiên linh hồn độc công kích, chỉ sợ cũng không đánh trọng thương được Thác Bạt Thanh Lô. Nếu còn tiếp tục chậm trễ, sẽ tạo thành không ít ảnh hưởng đối với tu vi, Lục Tâm Đồng không chút chần chờ lập tức thối lui sang một bên, ánh mắt lại nhìn chăm chú lên thần hoàng thai. Nhìn thân ảnh Lục Lâm Thiên giống như không bị trận giao thủ của nàng làm ảnh hưởng, kỳ thật nàng biết ca ca đều cảm giác được rõ ràng, tự nhiên cũng biết nàng đánh bại Thác Bạt Thanh Lô, sau này ca ca cũng sẽ không còn xem nàng như một tiểu hài tử giống ngày trước. Lục Tâm Đồng bố trí độc vụ cấm chế, khoanh chân ngồi xuống, nuốt đan dược bắt đầu điều tức. Trên thần hoàng thai, linh hỏa nóng cháy, hai thân ảnh kết xuất thủ ấn, luyện chế dược liệu trong đỉnh, hai cỗ khí tức nóng bỏng bốc lên cao. Thác Bạt đỉnh kết xuất thủ ấn đánh lên người Thác Bạt Thanh Lô, khi thu hồi thủ ấn sắc mặt cực kỳ khó xem lẫn ngưng trọng, Thác Bạt Thanh Lô đã gần như hôn mê, hắn lập tức lấy ra đan dược nhét vào trong miệng Thác Bạt Thanh Lô. Đại trưởng lão, Thanh Lô thế nào? Thác Bạt Thanh Vũ ngưng trọng hỏi. Thác Bạt đỉnh cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Trầm giọng nói. Thương thế không nặng, phiền toái chính là chúng phải độc tố linh hồn, hồn độc quá mạnh mẽ, ta cũng bó tay hết cách. Đại trưởng lão cũng hết cách. Sắc mặt người Thác Bạt gia tộc kinh ngạc. Chư vị, để cho ta nhìn xem. Độc Cô Phàm Vân tiến lên, nơi này là địa bàn của Độc Cô gia tộc, hắn phải quan tâm việc này, bằng không không thể nào nói nổi. Thác Bạt đỉnh khẽ gật đầu lui. Qua một bên, có lẽ Độc Cô gia tộc sẽ có biện pháp. Độc Cô Phàm Vân đánh ra từng đạo thủ ấn, sắc mặt nghi hoặc, người của Thác Bạt gia tộc đều khẩn trương không dám thở mạnh, chỉ sợ quấy rầy hắn. Hô! Sau một lát Độc Cô Phàm Vân thu lại thủ ấn, thở sâu một hơi. Lão gia hỏa, thế nào? Thác Bạt đỉnh liền hỏi. Hồn độc quá mạnh mẽ, cực kỳ quỷ dị, nếu muốn giải trừ ta cũng có thể miễn cưỡng làm được. Ánh mắt hắn lại nhìn lướt qua Lục Tâm Đồng, khẽ run lên. Vậy chỉ có thể nhờ ngươi hỗ trợ, nhanh ra tay đi, xem như ta thiếu ngươi một nhân tình. Thác Bạt đỉnh nói. Ánh mắt Độc Cô Phàm Vân có chút bất đắc dĩ, trầm giọng nói. Ngươi hãy nghe ta nói xong đã, mặc dù ta có thể giải được hồn độc này, chẳng qua hồn độc quá mức lợi hại cùng quỷ dị, nếu loại trừ hồn độc, cũng sẽ làm linh hồn của hắn bị trọng thương, hậu quả thế nào ngươi nên biết. Cái gì, ngươi cũng không có cách nào sao? Thác Bạt gia tộc đều kinh hô. Độc Cô Phàm Vân lắc đầu. Nếu ta có biện pháp, ngươi cảm thấy sẽ lừa gạt ngươi sao, hồn độc này quá mức khó tưởng tượng, nếu muốn hoàn toàn loại trừ tổn thương linh hồn, hiện tại ta không thể làm được. Nói tới đây ánh mắt hắn lại nhìn Lục Tâm Đồng, thật không ngờ độc công của tiểu A đầu kia lại khủng bố tới tình trạng này, người tu luyện độc công cũng không tới nỗi không có, thậm chí là không ít, chẳng qua tu luyện tới khủng bố như thế hắn là lần đầu tiên chứng kiến. Độc Cô gia thật sự không có biện pháp sao? Sắc mặt Thác Bạt đỉnh càng thêm khó xem, Thác Bạt Thanh Lô cũng là cường giả trẻ tuổi trong tộc, bỏ qua huyết mạch không nói, bồi dưỡng một cường giả trẻ tuổi như vậy thật sự tiêu hao tâm huyết kinh người, tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Ít nhất tạm thời không có cách nào. Độc Cô Phàm Vân nói. Cởi chuông phải nhờ người buộc chuông thôi. Hỗn trướng. Thác Bạt Thanh Vũ khẽ quát một tiếng, đệ chúng hồn độc, không cách nào hóa giải. Lúc này hắn cũng không nhẫn nhịn được nữa, bước lên nhìn Lục Tâm Đồng đang điều tức, quát lớn. Nhà đầu bàng môn tả đạo, mau giải độc cho đệ đệ của ta, nếu không ta sẽ không khách khí.
Tam muội của ta đang điều tức, nếu ngươi còn tiếp tục quấy rầy, kết cục của ngươi cũng giống đệ đệ của ngươi đấy. Dương Quá bước lên, lạnh lùng nói. Được, ta muốn nhìn xem ngươi mạnh được bao nhiêu, chẳng lẽ cho rằng Thác Bạt hoàng tộc dễ bắt nạt hay sao? Sắc mặt Thác Bạt Thanh Vũ trầm xuống, khí tức bạo tuôn, nháy mắt thổ hoàng khí hiện lên. Hừ, trước mặt Thác Bạt hoàng tộc, vũ giả thổ hệ căn bản không phải đối thủ của ta. Nhìn thấy Dương Quá bị ảnh hưởng, Thác Bạt Thanh Vũ cười lạnh một tiếng nói. Vậy sao, vũ giả thổ hệ đích thật khó thể đối kháng, nhưng ta còn là vũ giả phong hệ nữa. Ánh mắt Dương Quá trầm xuống, chân khí biến hóa thành phong hệ, uy áp lập tức giảm bớt trong phạm vi có thể đối kháng. Vũ giả song hệ mà thôi. Ánh mắt Thác Bạt Thanh Vũ híp lại, thổ hoàng khí của hắn tuy có uy áp với phong hệ, nhưng cũng không quá nhiều, chỉ cần tu vi không quá yếu, chủ yếu đều có thể kháng cự. Hai người giúp nhị đệ cùng tam muội hộ pháp, giao họ cho hai người. Dương Quá quay đầu nhìn Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song nói. Sẽ không ai tới gần được nửa bước. Độc Cô Cảnh Văn gật đầu. Dương Quá nhìn Thác Bạt Thanh Vũ, ánh mắt trầm xuống, nói. Ngươi chính là thần tử Thác Bạt gia. Đúng vậy. Thác Bạt Thanh Vũ trầm giọng. Nếu đệ của ta có bất kỳ bất chắc, ta thề các ngươi đều sẽ hối hận. Muốn giải độc thì chờ tam muội của ta khôi phục trước, ngươi hỏi lại nàng, nhưng chỉ sợ với tính cách của tam muội ta, cũng sẽ không để ý các ngươi, về chuyện chúng ta có hối hận hay không, chỉ bằng một Thác Bạt gia tộc có lẽ có uy hiếp đối với người khác, nhưng ở trước mặt chúng ta, ngươi còn chưa có tư cách này, có lẽ ngươi cho rằng Thác Bạt gia tộc bất phàm, cho ngươi con đường thứ hai, nếu ngươi thắng ta, ta sẽ để tam muội giải độc cho đệ của ngươi, nếu ngươi bại, ngày sau người Thác Bạt gia nhìn thấy người phi linh môn. Thì đi đường vòng cho ta. Lời của Dương Quá vang vọng, từ sau khi hắn lấy được truyền thừa của sư phụ bất bại kiếm đế, lại thêm mấy năm lịch lãm, hiện tại hắn không còn dễ nói chuyện như năm xưa, ít nhất hắn không muốn đánh mất danh hào của sư phụ bất bại kiếm đế. Nghe được lời của Dương Quá, những người khác đều sửng sốt, thầm than ba huynh muội này đều vô cùng cuồng ngạo. Sắc mặt Thác Bạt đỉnh biến hóa, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói. Thần tử, vậy ngươi luận bàn với hắn một trận đi. Không cần Thác Bạt đỉnh nhắc nhở, Thác Bạt Thanh Vũ đã trầm giọng nói. Được, ta sẽ cho ngươi biết, thế nào là thực lực chân chính của Thác Bạt hoàng tộc. Không phải chỉ là thổ hoàng khí sao, cho dù ta dùng thổ hệ, ngươi lại làm khó dễ được ta sao? Dương Quá cười nhạt, thu liễm phong hệ, hoàng mang tràn ra, tựa hồ còn có một cỗ khí tức lan tràn, lại không bị thổ hoàng khí áp chế. Nhìn thấy biến hóa, sắc mặt người Thác Bạt gia tộc cũng thay đổi, thật sự không nghĩ ra Dương Quá rõ ràng là vũ giả thổ hệ, vì sao lại có thể ứng phó tự nhiên như thế. Thác Bạt Thanh Vũ cũng nghĩ không thông, chưa từng có vũ giả thổ hệ dám cản rỡ trước mặt hắn, ánh mắt trở nên âm trầm, thủ ấn biến hóa, hoàng mang chợt lóe lập tức lao về phía trước. Suy, thân ảnh hắn chỉ còn lưu lại tàn ảnh, năng lượng thổ hệ lặng yên hội tụ, không gian như bị bóp méo, chỉ nháy mắt ngắn ngủi đã ngưng cố cả không gian. Lập tức xuất hiện trước người Dương Quá, đột nhiên đánh ra một đạo quyền ấn, trực tiếp công thẳng tới. Suy, một cỗ lực lượng quỷ dị tràn ra đồng hóa cả không gian xung quanh, một quyền của Thác Bạt Thanh Vũ đánh vỡ không gian, hào quang tối đen chợt lóe liền mất, chỉ nháy mắt thân ảnh Dương Quá đã đi tới bên cạnh Thác Bạt Thanh Vũ. Tốc độ của ngươi chưa đủ. Dương Quá lập tức đánh tới, quyền ấn mang theo năng lượng thổ hệ chém ra, nháy mắt xoay tròn thành lốc xoáy, khí tức sắc bén lan tràn. Quyền ấn phá vỡ hư không lập tức công thẳng về hướng Thác Bạt Thanh Vũ. Hừ! Trong lòng Thác Bạt Thanh Vũ chấn kinh, cấp tốc xoay người, năng lượng thổ hệ mang theo khí tức dày trọng lập tức đón đỡ quyền ấn kia. Phanh phanh! Hai đạo quyền ấn tựa như hoàng mang vẫn thạch va chạm lẫn nhau, tiếng nổ trầm thấp truyền ra, ngay khi hai quyền ấn va chạm lập tức nổ tung lộ ra khe không gian tối đen. Đặng đặng! Kinh khí tán loạn, thân hình Dương Quá bị đẩy bay lên không trung. Mà Thác Bạt Thanh Vũ lại bật lui trên mặt đất, lưu lại hai dấu chân, ngay cả đá phiến cũng nứt nẻ. Phanh! Thân hình bật lui tới hai thước, chân phải Thác Bạt Thanh Vũ đột nhiên dẫm xuống đất, đá vụn bay tung, thân hình đột nhiên nhảy lên giữa không trung, giống như lưu quang hóa quyền thành trưởng bao phủ thẳng về hướng Dương Quá. Tới tốt lắm! Dương Quá biến hóa thủ ấn, lại đánh. Ra trưởng ấn nghênh đón. Phanh! Hai trưởng ấn nổ vang, kinh khí tán loạn. Cả hai người lại bị đẩy lui. Suy! Hai người lăng không đứng thẳng,
nháy mắt giao thủ hai chiêu nhưng bất phân thắng bại, không ít ánh mắt ngạc nhiên nhìn Dương Quá, ai cũng biết Thác Bạt Thanh Vũ là thần tử Thác Bạt gia tộc, dù là trong giới trẻ tuổi sáu đại nhân hoàng tộc cũng đã gần tới đỉnh cấp. Quả nhiên có chút thực lực, bất quá đây chỉ là bắt đầu, hiện tại cho ngươi biết thực lực chân chính của ta. Dứt lời, chân khí quanh thân Thác Bạt Thanh Vũ đồng loạt phóng thích. Một loạt tiếng vang răng rắc vọng ra, Thác Bạt Thanh Vũ khởi động hoàng sắc khải giáp, năng lượng thổ hệ bao trùm, tuyệt đối đã tới cấp độ khải giáp phòng ngự địa cấp đỉnh. Vũ tôn thất trọng, sắc mặt mọi người kinh ngạc hô. Ở trước mặt ta, ngươi không có bản lĩnh hung hăng càn quấy. Thác Bạt Thanh Vũ vừa dứt lời, chảo ấn ngưng tụ, xuyên thấu qua không gian vẽ ra khe không gian như ẩn như hiện, vỡ áp thẳng về hướng Dương Quá. Vũ tôn thất trọng sao? Ánh mắt Dương Quá trầm xuống, chân dẫm hư không, không gian xung quanh dao động, khí thế lan tràn ngập trời, khí tức vũ tôn thất trọng gần tới đỉnh phóng thích, khải giáp giống như nham thạch cũng lập tức bao phủ khắp thân hình. Dương Quá cũng là vũ tôn thất trọng. Vũ tôn thất trọng, còn mạnh hơn Lục Tâm Đồng A. Chẳng lẽ người bên ngoài đã cường hãn tới vậy sao? Ngay cả Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song đều kinh ngạc, Độc Cô Mị rung động nói. Đại ca cùng muội muội kết bái của Lâm Thiên Ca lại mạnh mẽ như thế. Lâm Thiên dám đàn chiến với Độc Cô Trường Linh, xem bộ dáng hẳn là Linh Vũ song tu như lời đồn đãi, thực lực có lẽ vô cùng cường đại, Lục gia sắp quật khởi rồi. Ánh mắt Độc Cô Bắc lóe lên, trong lòng cảm thán. Thác Bạt Thanh Vũ đánh ra chảo ấn xé vỡ không gian, nháy mắt bao phủ về hướng Dương Quá. Chảo ấn rơi xuống, kinh khí vỡ áp không gian, ánh mắt Dương Quá run lên, chân khí lan tràn, hoàng mang lưu chuyển quanh thân, phất tay đánh ra một đạo quyền ấn. Lui về cho ta. Dương Quá quát lớn một tiếng, quyền ấn bạo lướt, chân khí cuồn cuộn như hồng thủy, lập tức va chạm vào chảo ấn, cả không gian đều vặn vẹo. Phanh! Tiếng nổ tung trầm thấp, không gian nứt vụn. Thân ảnh hai người chấn lui mấy bước. Thác Bạt Thanh Vũ ổn định thân hình, sắc mặt kinh ngạc. Nhưng hắn chỉ thoáng khựng lại một chút, lại tiếp tục lao tới trước. Sắc mặt Dương Quá trầm xuống, thủ ấn biến hóa, quyền ấn thẳng tắp bay ra oanh nứt một khe không gian sâu thẳm. Khóe môi Thác Bạt Thanh Vũ hiện tia cười lạnh, căn bản không muốn tránh né, nhất thời quyền ấn đã đánh thẳng lên người hắn. Phanh! Quyền ấn nện xuống, cự lực ngập trời tràn ra. Nhưng thân hình Thác Bạt Thanh Vũ chỉ thoáng lảo đảo, thủ ấn đã lặng yên biến hóa. Đây mới là thực lực chân chính của Thác Bạt hoàng tộc. Tiếng quát lạnh lùng truyền ra, quyền ấn phá không bay tới, tạp toái không gian mãnh liệt oanh xuống. Dương Quá cẩn thận. Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song như sực nhớ ra gì đó, lập tức kinh hô, nhưng cũng đã chậm. Một quyền của Thác Bạt Thanh Vũ lập tức đánh trúng người Dương Quá, cả không gian đều run lên. Phanh! Cự lực đánh trúng, khải giáp lập tức lõm vào, thân hình Dương Quá bắn ngược nện xuống đất, cả mặt đất ầm ầm run rẩy. Đá vụn tung tóe, bụi đất lan tràn, nhìn thấy một màn này người của Thác Bạt gia tộc đều lộ nụ cười, vũ giả thổ hệ đối kháng với họ, đây hoàn toàn là muốn chết. Tiểu tử Dương Quá chẳng lẽ không biết công kích thổ hệ hoàn toàn miễn dịch với thổ hoàng khí thiên cấp của Thác Bạt gia tộc hay sao, căn bản không thể ngay mặt đối kháng. Trên một ngọn núi xa xa quảng trường, Nam Thúc đứng trên tảng đá, bên cạnh còn có một kim ảnh, chính là Kim Huyền. Phải nếm chút thiệt thòi mới có thể nhanh chóng tiến bộ, lúc trước lão chủ nhân cũng từng bước đặt chân lên đỉnh, thần tử Thác Bạt hoàng tộc không kém, nhưng tổ tiên của hắn còn không làm gì được lão chủ nhân, hắn muốn gây tổn thương cho thiếu chủ, chỉ sợ khó mà làm được. Kim Huyền khoanh tay đứng thẳng, không chút lo lắng. Suy, cho bụi tán đi, một thân ảnh nhảy ra khỏi hố sâu, Dương Quá hiện thân. Khải giáp trước ngực có dấu vết bị lõm vào, khóe môi còn có chút vết máu. Lực phòng ngự không tệ lắm. Người Thác Bạt gia tộc cười lạnh, tựa hồ mang theo tia khinh thường. Dương Quá, cẩn thận một chút, thổ hoàng khí thiên cấp có lực miễn dịch công kích của vũ giả thổ hệ cùng cấp. Bắc Cung Vô Song hô. Dương Quá nhìn lên không, liếm máu nơi khóe môi, ánh mắt run lên. Ha ha, hiện tại đã biết thực lực của Thác Bạt gia tộc rồi sao? Ngươi làm gì có tư cách hung hăng càn quấy trước mặt ta? Thác Bạt Thanh Vũ đứng giữa không trung nhìn xuống, lộ nụ cười đắc ý. Vậy sao, vậy tiếp tục đi. Dương Quá dẫm chân, thân hình thẳng tắp nhảy lên, một đạo quyền ấn bay ra nhanh như chớp, lực cuồng bạo thổi quét về hướng Thác Bạt Thanh Vũ. Không phục sao, ngươi làm khó dễ được ta.
Sắc mặt Thác Bạt Thanh Vũ trầm xuống, căn bản không quá để ý, thủ ấn kết xuất, dự tính tiếp tục trà đạp Dương Quá như vừa rồi. Vậy sao? Trong tích tắc Dương Quá đã đi tới cách Thác Bạt Thanh Vũ chưa đầy 10 thước, khải giáp cùng khí thức thổ hệ biến mất, khoảnh khắc hóa thành phong hệ, đột nhiên gió dục mây vần, năng lượng phong hệ hội tụ nhanh như chớp. Thay đổi thuộc tính. Sắc mặt Thác Bạt Thanh Vũ trầm xuống, hắn có thể xem thường thổ hệ, nhưng công kích phong hệ hắn không dám, nhanh như chớp đánh ra quyền ấn muốn nghênh chiêu. Đã chậm. Âm thanh Dương Quá truyền tới, một cỗ chân khí quỷ dị đồng hóa không gian xung quanh, sau lưng chợt hiện ra đôi vũ rực màu xám, chỉ nháy mắt tốc độ gia tăng gấp mấy lần. Phanh. Một đạo công kích phong hệ chấn vỡ không gian lướt ra, dùng khí thế Thái Sơn áp đỉnh đột nhiên đánh thẳng vào LNG ngực Thác Bạt Thanh Vũ, nhất thời tóe lên hoa lửa tứ tán. Phanh. Không gian xung quanh như bị sóng to gió lớn thổi quét, cự lực chút xuống, thân hình Thác Bạt Thanh Vũ trực tiếp bị nện xuống quảng trường, mặt đất ầm ầm run lên, thiên địa năng lượng gào thét hóa thành kình khí loạn khắp không trung. Ông ông. Dương Quá lăng không đứng thẳng, đôi vũ rực duỗi ra, khí tức cổ xưa lan tràn. Linh khí phi hành địa cấp này làm người ta không dám khinh thường, Dương Quá chỉ vừa luyện hóa chưa bao lâu, vốn là bảo vật của Long tộc, Lục Lâm Thiên cảm thấy không tệ nên mới lấy về giao cho Dương Quá. Tốc độ thật nhanh, khí tức thật quỷ dị, tại sao có chút tương tự với công kích của Bạch Hổ thú hoàng tộc. Ánh mắt mọi người run lên, không ít cường giả bắt đầu chú ý. Trong lòng đất đá vụn kích tán, thân hình Thác Bạt Thanh Vũ nháy mắt đứng lên, sắc mặt thoáng tái nhợt, có chút chật vật, nhưng chỉ như thế mà thôi, công kích của Dương Quá cũng không tạo thành thương tổn quá lớn với hắn, nhưng đối với hắn mà nói cũng đủ thiệt thòi. Chẳng lẽ đây cũng là thực lực chân chính của Thác Bạt hoàng tộc sao? Dương Quá cười nhạt, cực kỳ hài lòng với linh khí phi hành địa cấp của mình, tốc độ phong hệ gia tăng như hổ thêm cánh, thật sự khủng bố. Ánh mắt Thác Bạt Thanh Vũ trầm xuống, hoàng mang quanh quẩn, vừa rồi dựa vào khải giáp phòng ngự trên người nên giúp hắn không bị ảnh hưởng quá lớn. Siêu! Dẫm mạnh một cước, thân hình Thác Bạt Thanh Vũ bay thẳng về hướng Dương Quá, lần này hắn không dám khinh thường như trước nữa, bố trí không gian thổ hệ trước người, lập tức công tới. Đi! Sắc mặt Dương Quá trầm xuống, trong tay bắn ra cỗ phong nhận thổi quét tới trước. Phanh! Hai cỗ năng lượng va chạm, khoảnh khắc bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, cả không gian quảng trường đều run rẩy lên, thiên địa năng lượng đè ép, không gian xung quanh cuồn cuộn sôi trào. Không có gì là ghê gớm cả. Dương Quá hét lớn, hai cánh chấn động quét ra kình khí ngập trời, một đạo quyền ấn oanh thẳng ra. Vậy lại đến. Thác Bạt Thanh Vũ tuyệt đối không phải kẻ yếu, lực phòng ngự cùng lực công kích kinh người, từng đạo công kích thổi quét bay ra, nhanh như thiểm điện va chạm thẳng vào công kích của đối phương. Thực lực cường đại, va chạm mạnh mẽ làm thật nhiều cường giả đều vắng lặng, thực lực cả hai cơ hồ xấp xỉ, làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là Dương Quá. Người bên ngoài có thể đối chiến ngang tay với Thác Bạt Thanh Vũ như vậy, sao có thể không làm bọn họ rung động? Sắc mặt Thác Bạt Thanh Vũ ngày càng ngưng trọng, tốc độ của Dương Quá thật sự là khó đuổi kịp, đặc biệt công kích quỷ dị khiến cho hắn không ngừng rơi vào khó khăn, tựa hồ có thể trực tiếp làm ảnh hưởng tầm mắt của hắn, mỗi lần thi triển đều làm cho hắn cực kỳ chật vật. Lui cho ta! Thân ảnh Dương Quá lảo đảo thối lui, Thác Bạt Thanh Vũ rốt cục tìm được khe hở công kích, hét lớn một tiếng. Quyền ấn bay tới, không gian trực tiếp chấn vỡ, mỗi đạo công kích đều ẩn chứa năng lượng thổ hệ tràn đầy. Quyền ấn vỡ áp đầy trời, Dương Quá ngẩng đầu, trong mắt lóe ra tinh quang, khóe môi hiện nụ cười, Thác Bạt Thanh Vũ đã mất tính nhẫn nại, vì thế hai cánh hắn chợt rung lên, năng lượng phong hệ lập tức hội tụ. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, năng lượng phong hệ cuồng bạo xoay tròn dựng lên, giống như long quyển phong bạo gào thét, năng lượng lan tràn, gió lốc bao phủ cả không gian. Cấp tốc xoay tròn, xung quanh đều lộ ra khe không gian tối đen. Quyền ấn nện xuống, chảo ấn bay ra, thân ảnh Dương Quá bay vào bên trong long quyển phong bạo nhất thời thổi quét, đột nhiên ngăn cản ngay trước quyền ấn. Phanh phanh, không gian nổ tung thành từng khúc, không gian mảnh nhỏ bay tung tóe, phong hệ cùng thổ hệ va chạm phá nát, những nơi năng lượng đi qua đều xé rách không gian, sau đó mới chậm rãi khép lại. Suy, đúng lúc này. Kình khí khủng bố khuếch tán, thân ảnh Dương Quá xuất hiện sau lưng Thác Bạt Thanh Vũ, khóe môi mang theo ý cười thản nhiên, thời gian lực đồng hóa không gian xung quanh, hai cánh chấn động rơi xuống. Không xong. Trong nháy mắt Thác Bạt Thanh Vũ cảm giác được biến hóa sau lưng,
cấp tốc xoay người, chẳng qua ngay trong nháy mắt đó Dương Quá đã đánh ra đạo quyền ấn phá vỡ hư không, cả không gian như hoàn toàn đông cứng lại, năng lượng cường hãn thổi quét tràn qua. Oanh long! Trong chớp mắt quyền ấn mang theo lực lượng ngập trời đánh thẳng vào LNG ngực Thác Bạt Thanh Vũ. Phanh! Một quyền này đánh ra toàn lực, hư không run lên, không gian xung quanh Thác Bạt Thanh Vũ sụp đổ, khải giáp lộ ra vết lõm thật sâu, thân hình bắn ngược xuống giữa không trung, hung hăng đập xuống quảng trường bên dưới. Oanh long! Mặt đất nứt vỡ, cho bụi kích tán, phảng phất như đất rung núi chuyển, từng khe nứt như mạng nhện rậm rạp lan tràn, mọi người xung quanh đều kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối, sắc mặt một ít cường giả thật khó xem. Xưa nay sáu đại hoàng tộc vẫn luôn hy vọng nhìn thấy gia tộc khác xấu mặt, nếu nhìn thấy sẽ không ngừng chế giễu. Nhưng hôm nay nếu Thác Bạt gia tộc liên tục xấu mặt trong tay Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng, bọn hắn lại cảm thấy mình thân là người của sáu đại nhân hoàng tộc, lại đi thua trong tay người bên ngoài, tự nhiên đều là chuyện không có mặt mũi. Cho nên đối với người ở đây mà nói, hy vọng Thác Bạt Thanh Vũ có thể thắng lợi, mà lúc này nhìn thấy hắn bị đánh rơi, điều này làm cường giả các gia tộc đều biến đổi sắc mặt. Đây là chuyện cùng quan hệ tới mặt mũi của sáu đại hoàng tộc. Kinh khí khuếch tán, quảng trường nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, Thác Bạt Thanh Vũ vừa bò lên, khải giáp nứt nẻ, khóe môi tràn vết máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về hướng Dương Quá, trong lòng vô cùng tức giận. Thác Bạt hoàng tộc, hôm nay xem như ta đã biết. Mặc dù sáu đại hoàng tộc đều bất phàm, nếu là hắn của ngày trước, chỉ sợ không có bao nhiêu lực đối kháng, nhưng cho tới hôm nay, thân là đệ tử bất bại kiếm đế. Giới trẻ tuổi sáu đại hoàng tộc ở trước mặt hắn, tuyệt đối không còn là kẻ cao cao tại thượng. Thật có chút bất phàm. Thác Bạt Thanh Vũ lau vết máu trên miệng, nói. Ngươi thật có tư cách cho ta vận dụng toàn lực, ngươi cũng rất vinh hạnh đó, là người đầu tiên khiến cho ta cần dùng toàn lực. Dứt lời, trong tay hắn hiện lên hoàng mang, một cỗ khí tức hủy diệt lan tràn, lưu quang đột nhiên xoay tròn trong lòng bàn tay của hắn. Hô! Lưu quang xuất hiện. Giữa không trung lan tràn cỗ khí tức quỷ dị, không gian run rẩy lên, mặt đất xung quanh hắn bắt đầu nứt vỡ lan tràn rậm rạp như mạng nhện. Ngay lúc này mọi người cảm giác được cảm giác nguy hiểm cực độ xuất hiện, sắc mặt các cường giả đều biến hóa, ánh mắt nhìn chăm chú lên tay Thác Bạt Thanh Vũ. Chẳng lẽ Thác Bạt gia tộc đã giao vật kia cho hắn sao? Không ít cường giả đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt kinh ngạc, Dương Quá nhướng mày, nhưng sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa. Khóe môi Thác Bạt Thanh Vũ hiện tia cười lạnh quỷ dị, vung tay, hoàng mang thu liếm. Hôm nay, để cho ngươi thử xem Kim Long thần phủ của ta. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đại phủ lớn chừng hai thước, đại phủ kim hoàng sắc, bí văn quanh quẩn, năng lượng thổ hệ lan tràn, trên cán phủ bao trùm lớp vảy, nhìn qua thật giống như long lân. Ngao! Một tiếng long ngâm truyền ra, gió dục mây vần, năng lượng thổ hệ điên cuồng hội tụ, không gian run rẩy. Khe nứt trên quảng trường lan tràn, khí thế ngút trời. Thật đúng là Kim Long thần phủ. Thần khí chấn tộc của Thác Bạt gia tộc, lại rơi vào trong tay Thác Bạt Thanh Vũ. Kim Long thần phủ, đây là thần khí không tầm thường a. Hiện tại ngươi không còn cơ hội, có thể làm Kim Long thần phủ xuất hiện, xem như là vinh hạnh của ngươi. Thác Bạt Thanh Vũ cầm đại phủ chỉ thẳng vào Dương Quá. Thần khí không tệ. Dương Quá cũng không quá để ý. Vừa dứt lời liền vung tay lên, trong tay tràn ra một đạo hoàng kim quang mang. Ông! Tiếng sấm nổ mạnh, hoàng kim quang mang thu liếm, lộ ra một thanh kiếm hoàng kim, thanh kiếm cực kỳ cồng kềnh, chuôi kiếm ngăm đen, bốn phía không có mũi kiếm, nhưng lại có tiếng. Sấm rền vang vọng, năng lượng cuồn cuộn chấn động không gian xung quanh sôi trào. Dương Quá cầm kiếm, nói. Chấn thiên, không biết so sánh ngươi với thần khí kia sẽ thế nào. Lời của Dương Quá vừa dứt, chấn thiên phảng phất như có linh tính, đột nhiên bay ra khỏi tay Dương Quá, thân kiếm trôi nổi, mũi kiếm trực chỉ vào Kim Long thần phủ. Ông! Cùng một lúc chấn thiên khẽ động, âm thanh như sư giống phượng minh, lại như phong lôi từng trận, kiếm minh vô cùng bá đạo, một cỗ kim quang tràn ra, không gian lâm vào biến sắc, tiếng sấm sét vang rền, hư không hôn ám, chỉ còn lại kim mang tràn ra chói mắt. Tựa như mặt trời giữa trưa, chân khí bàng bạc vỡ áp thẳng về hướng Kim Long thần phủ. Dưới khí thế kia tập kích, chân khí Kim Long thần phủ đột nhiên lui ra phía sau, giống như khí thế sắc bén bá đạo của chấn thiên đã tạo thành ảnh hưởng đối với nó. Ông! Khí thế vỡ áp, chiếm cứ thượng phong, chấn thiên rung lên ông như muốn nói gì đó với Dương Quá.
Cùng lúc đó trong lòng nhiều cường giả đột nhiên nhảy mạnh, biến hóa làm họ kinh hãi đảm chiến, thanh kiếm quái dị kia lại có thể làm cho cả thiên địa năng lượng đều biến hóa. Khí thế thật bén nhọn bá đạo, đã đạt tới cấp độ thế nào? Thần khí, tuyệt đối là thần khí, tựa hồ không kém hơn thần khí của Thác Bạt gia tộc, còn mạnh hơn một ít. Không nghĩ tới người bên ngoài lại có được vật bất phàm như thế. Ánh mắt các cường giả mơ hồ lộ vẻ tham lam. Ánh mắt Thác Bạt Thanh Vũ run lên, khí tức kia làm hắn bị ảnh hưởng, nháy mắt ổn định lại tâm tình, ánh mắt trầm xuống, chân khí hộ thân lan tràn, nhất thời huy động đại phủ trong tay trực tiếp bổ thẳng về hướng Dương Quá. Phủ mang bạo lướt, không gian run rẩy, phủ mang phá vỡ khe không gian, khí thế kinh người vỡ áp thiên địa. Chấn thiên. Dương Quá phất tay, chấn thiên lập tức bay vào trong tay hắn, cùng một thời gian chấn thiên vung lên, kiếm quang bạo lướt, mang theo khe không gian tối đen lao thẳng về hướng phủ quang. Ca ca. Phủ quang kiếm quang nhanh như chớp va chạm lẫn nhau, không gian run lên, năng lượng va chạm trực tiếp toát ra động sâu tối đen, sau đó biến mất không còn nhìn thấy. Kim Long Trảm. Thác Bạt Thanh Vũ bay lên không trung, đại phủ chém xuống, phủ quang phá không, hư không run rẩy. Ngao. Phủ quang hóa thành kim long khổng lồ, long ngâm vang vọng, long uy lan tràn. Năng lượng thổ hệ bạo lướt, phong vân biến sắc, kim long ầm ầm đánh thẳng về hướng Dương Quá. Dương Quá nhíu mày, hét lớn một tiếng. Chấn thiên, phá thổ thức. Ông. Tiếng kiếm minh rung trời, kiếm quang xuyên thấu thiên không. Ca. Kim long tắt nghẽn giữa không trung, kim quang bạo tuôn, kiếm quang trực tiếp cắt hư ảnh kim long thành hai nửa. Phanh. Một tiếng nổ lớn nứt toác, kiếm quang thần tốc lao tới, nháy mắt phá vỡ hư ảnh kim long, lao tới trước người Thác Bạt Thanh Vũ. Suy. Sắc mặt Thác Bạt Thanh Vũ đại biến, đại phủ dựng đứng, hào quang bao phủ trước ngực, trực tiếp ngăn cản kiếm quang. Hào quang trúng xuống, năng lượng phong bạo thổ hệ thổi quét, khuếch tán tới phạm vi nhất định đột nhiên ngừng lại, lặng yên biến mất. Đặng đặng. Mặc dù kiếm quang đã tiêu tán, nhưng Thác Bạt Thanh Vũ cũng bị chấn lùi mấy bước, sắc mặt vô cùng khó xem. Kim Long thần phủ, không có gì là ghê gớm cả. Dương Quá thản nhiên nói, đôi cánh vỗ mạnh, chấn thiên nổ vang, hội tụ thành tiếng kiếm minh đinh tai nhức óc quanh quẩn trên không trung, kiếm minh giống như đang hoan hô, lại như rít gào, làm lòng người run rẩy, tựa hồ đang chúc mừng điều gì đó. Nhìn chấn thiên hưng phấn run rẩy, Dương Quá thản nhiên nói. Chấn thiên, hôm nay chúng ta không thể đánh mất danh hào của sư phụ lão nhân gia, nhất định phải đem người này chém rơi xuống đất. Nghe được lời nói của Dương Quá, chấn thiên rung động, tựa như đang sống, kiếm khí sắc bén tiết ra ngoài, không gian giống như hóa thành lốc xoáy, một cỗ thiên địa năng lượng quay chung quanh thân kiếm, khí thế kinh người vỡ áp thiên địa làm cường giả sáu đại hoàng tộc bên dưới kinh hãi, không ít người chợt rùng mình. Nhìn khí thế của Dương Quá, chẳng biết tại sao Thác Bạt Thanh Vũ mơ hồ run rẩy lên, đây là cảm giác chưa từng có. Thần tử Thác Bạt hoàng tộc, hôm nay mượn ngươi kinh sợ thiên hạ. Dương Quá vung kiếm, kiếm quang tràn ra, kim mang tàn sát bừa bãi, tựa như mặt trời nhô cao, phong vân biến sắc. Hừ, đừng quá kiêu ngạo, ngươi còn chưa có bổn sự này. Sắc mặt Thác Bạt Thanh Vũ biến hóa, giờ phút này hắn đã cảm giác được uy hiếp thực sự, đã xuất toàn lực, sử dụng cả kim long thần phủ nhưng vẫn không thể làm gì được đối thủ, còn giống như bị áp chế, trong bất chi bất giác hắn mới ý thức được thực lực đối phương thật khủng bố. Kim long diệt không. Thác Bạt Thanh Vũ hét lớn một tiếng, khí tức thổ hệ truyền vào trong kim long thần phủ, đại phủ tỏa sáng hào quang, từng đạo kim quang tràn ra, uy áp lan tràn. Đồng thời kim long thần phủ huy động, nháy mắt bốn phủ quang bay ra, mỗi khi có một phủ quang bay tới tốc độ của hắn lại chậm hơn một ít, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Phốc! Khi phủ quang thứ năm bổ tới, Thác Bạt Thanh Vũ phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt cực điểm. Năm đạo phủ quang phá không, không gian run rẩy như muốn nứt vụn, đột nhiên hóa thành năm đầu kim long. Ngao! Năm đạo long ngâm vang vọng, mang theo long uy sinh động giao nhau dựng lên không ngớt, ầm ầm va chạm về hướng Dương Quá. Nhất thời cả không trung đều run rẩy lên, năng lượng thổ hệ bao trùm, cả không trung đều vặn vẹo, lung lay như sắp đổ, làm sắc mặt các trưởng lão đều biến sắc. Dương Quá nhíu mày, chân đạp hư không, hai cánh rung lên, chấn thiên trực chỉ trời cao. Trên mũi kiếm nhất thời tràn ra khí tức cuồn cuộn, thiên địa năng lượng xoay tròn hóa thành long quyển phong bạo, một đạo năng lượng quang trụ khổng lồ từ trong thiên địa hội tụ,
xuyên thấu qua năng lượng phong bạo trực tiếp truyền vào trên mũi kiếm. Ngay tiếp theo chấn thiên bộc phát ra hào quang mạnh mẽ, chân khí cuồn cuộn như nước thủy triều lan tràn, uy áp làm thiên địa run rẩy, kim quang trực chỉ thiên không. Trong ánh mắt ngây dại của mọi người, chấn thiên vung ra, kiếm quyết họa xuất, theo kiếm quyết biến hóa, từng đạo kiếm minh kinh thiên động địa vang vọng khắp cả hư không. Ngao! Trong tích tắc năm hư ảnh kim long nháy mắt đã đi tới trước mắt. Phá thiên thức! Kiếm quyết cuối cùng rơi xuống, hàng vạn hàng ngàn kim quang hóa thành kiếm quang bao trùm cả bầu trời, cả không gian nứt toác, mỗi đạo kiếm quang đều bổ ra khe không gian tối đen. Chỉ nháy mắt hàng vạn hàng ngàn kiếm quang đã bao vây năm hư ảnh kim long, kiếm quang bạo lướt, kim long rít gào, kinh khí khủng bố thổi quét, nháy mắt không gian phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố nhất thời khuếch tán. Phanh phanh! Trong khoảnh khắc không gian phá vỡ, hoàn toàn hỗn loạn, chỉ có thể nhìn thấy kim mang hoàng mang tràn ngập thiên không, mà Dương Quá cùng Thác Bạt Thanh Vũ đều bị cuốn vào bên trong. Uy thế kinh người như vậy làm mọi người thầm than, không nghĩ tới uy lực một kiếm của Dương Quá khủng bố như thế. Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song Vô. Cùng kinh ngạc. Ca ca. Khe không gian lan tràn, kinh khí ngập trời, năng lượng phong bạo khuếch tán tới phạm vi nhất định đột nhiên ngừng lại, lặng yên biến mất. Phốc. Thác Bạt Thanh Vũ phun ra máu tươi, khí tức rối loạn, thân hình lảo đảo thối lui, mỗi khi lui một bước không gian nứt nẻ, sắc mặt trắng bệch, khí thế uể oải, hắn chưa từng nghĩ tới mình lại không thể đối kháng với một người bên ngoài có tu vi đồng cấp với mình như thế. Thần tử Thác Bạt hoàng tộc, đi xuống cho ta. Thân ảnh Dương Quá chỉ lưu lại tàn ảnh, xuất hiện trước người Thác Bạt Thanh Vũ, một đạo kiếm quang chém xuống. Thác Bạt Thanh Vũ chỉ có thể hoảng hốt vung đại phủ nghênh chiêu. Phanh! Hai kiện thần khí va chạm, hoa lửa tán phát, một tiếng nổ vang, giống như sấm sét ầm ầm vang vọng cửu tiêu. Oanh long! Đương! Thác Bạt Thanh Vũ bay ngược ra ngoài, kim long thần phủ văng ra, cổ tay đau đớn, chỉ mới va chạm một kiếm suýt nữa máu tươi đã phun tràn ra ngoài. Một màn này làm người Thác Bạt hoàng tộc đại biến, Thác Bạt đỉnh không cách nào tiếp tục giữ được bình tĩnh. Tiếp tục! Khí thế của đối phương đã hoàn toàn tan tác. Dương Quá đương nhiên không bỏ qua cơ hội, hai cánh run lên, chấn thiên tê minh. Hỗn trướng, dừng tay cho ta. Thác Bạt đỉnh quát lớn. Vừa dứt lời, thân ảnh hắn đã lao tới, giải lụa năng lượng phá không xuyên qua, đánh thẳng vào sau lưng Dương Quá, khe không gian nứt vụn từng khúc, một chiêu không chút lưu tình. Dương Quá cẩn thận. Nhóm người Tuyết Sư kinh hoàng hét lớn, Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn đồng thời lao tới. Âm thầm đánh lén. Lấy giả hiếp nhỏ, Thác Bạt hoàng tộc còn việc nào vô sỉ hơn chưa làm. Nhưng đúng ngay lúc này, một tiếng quát lạnh truyền ra, chỉ thấy sau lưng Dương Quá đột nhiên hiện lên một thân ảnh. Kim sắc thân ảnh bước tới, nhẹ nhàng vung tay, trong tay hiện ra động sâu tối đen, giải lụa năng lượng xuyên vào động sâu biến mất không còn chút bóng dáng. Hưu. Cùng lúc đó, Dương Quá đã tới trước người Thác Bạt Thanh Vũ, chấn thiên chém xuống, kiếm quang trực tiếp bổ ra ngoài. Sắc mặt Thác Bạt Thanh Vũ đại biến, không còn lực đánh trả, hoảng sợ đánh ra một đạo trưởng ấn ngăn cản. Ca! Trưởng ấn bị chém thành mảnh nhỏ, kiếm quang tỏa ra, nháy mắt chút xuống, bổ ra phòng ngự trên người Thác Bạt Thanh Vũ, hắn cấp tốc tránh né nhưng kiếm quang vẫn như hình với bóng, nháy mắt đã rơi lên sau vai hắn. Ca sát! Cự lực chút xuống, kiếm khí sắc bén khuếch tán, khải giáp nổ tung, lập tức lan tràn khắp thân thể, cả bộ khải giáp đều hóa thành mảnh nhỏ. Thân hình Thác Bạt Thanh Vũ lảo đảo té nghiêng, bờ vai tuôn ra máu tươi, miệng phun huyết phụ, rơi thẳng xuống đất. Phanh! Thân hình Thác Bạt Thanh Vũ nện thẳng xuống quảng trường, mặt đất ầm ầm run rẩy. Ngươi chính là đại trưởng lão Thác Bạt gia. Kim Huyền Lăng không đứng thẳng, thản nhiên nhìn vẻ mặt kinh hãi của Thác Bạt đỉnh, có người đánh lén thiếu chủ làm trong lòng hắn vô cùng tức giận, bên cạnh hắn chính là Độc Cô Ngạo Nam. Ánh mắt Thác Bạt đỉnh kinh hãi nhìn Kim Huyền. Hắn đã gặp qua người này, là người luôn đi theo bên cạnh Dương Quá, hắn từng suy đoán người này bất phàm, thật không ngờ lại cường đại tới tình trạng như thế, giơ tay nhấc chân là có thể hóa giải công kích của hắn thật dễ dàng, cấp độ thực lực như thế nào liền có thể biết, nhưng vì đoán được khiến trong lòng hắn càng thêm rung động. Không tệ, ta chính là đại trưởng lão Thác Bạt hoàng tộc Thác Bạt đỉnh, các hạ là ai? Thác Bạt đỉnh hỏi, những người mới sinh ra sau này trong Thác Bạt hoàng tộc. Nếu không phải phế vật thì là đồ vô sỉ, dám đánh lén thiếu chủ của ta, vậy phải nhận trừng phạt,
cho dù ngươi là đại trưởng lão Thác Bạt gia cũng không ngoại lệ. Kim Huyền vừa dứt lời, đột nhiên kim mang dao động. Chỉ nháy mắt thân ảnh Kim Huyền đã đi tới trước người Thác Bạt đỉnh, cả không gian đều cô động lại. Các hạ càn rỡ, không phải ai cũng có thể tùy tiện chạm vào Thác Bạt hoàng tộc. Sắc mặt Thác Bạt đỉnh đại biến, đồng thời năng lượng thổ hệ hóa thành khí lãng khủng bố khuếch tán, trực tiếp chấn vỡ không gian, nhưng không cách nào đột phá không gian cô động của Kim Huyền, trong lòng hắn càng thêm sợ hãi. Lại dùng danh nghĩa Thác Bạt hoàng tộc đem ra khoe khoang, phế vật. Kim Huyền quát lạnh một tiếng, kim bào rung lên, cánh tay thon dài tùy ý phất ra, trực tiếp xuyên thấu không gian đi tới trước người Thác Bạt đỉnh còn đang giãy giụa. Một đạo kim quang bạo lướt oanh kích thẳng lên người Thác Bạt đỉnh. Chỉ nháy mắt khuôn mặt Thác Bạt đỉnh hiện lên vẻ kinh hoàng, chân khí hắn đình trệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy kim quang đánh lên người mình. Oanh! Âm thanh nổ tung trầm thấp, Thác Bạt đỉnh bị văng ngược ra ngoài, thân hình nặng nề nện xuống quảng trường. Vừa lúc rơi xuống cách chỗ Thác Bạt Thanh Vũ không xa, đất rung núi chuyển, đá vụn kích tán. Hô! Mọi người kinh hãi, không nghĩ tới Thác Bạt đỉnh chỉ tiếp một chiêu đã bị đánh bay, hoàn toàn không có chút lực đối kháng, ánh mắt họ nhìn Kim Huyền đều hít sâu một hơi, cường giả sáu đại hoàng tộc lúc này mới biết thực lực của người kia, không ngờ đã đạt tới nông nỗi khủng bố như thế. Tu vi Thác Bạt đỉnh đã lên tới Vũ Tôn Bát Trọng đỉnh phong từ trăm năm trước. Thực lực hắn đã sớm vô địch thủ trong tôn cấp, nhưng chỉ một chiêu đã bị đánh bay, chẳng lẽ tu vi của kim bào nhân kia? Người này không dùng linh lực cùng chân khí, mà là yêu nguyên, hắn là yêu thú, nhất định vượt qua bát giai. Ánh mắt họ nhìn Kim Huyền không có chút bất kính, cho dù là sáu đại nhân hoàng tộc cũng không dám ngạo khí trước mặt cường giả chân chính. Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn đều lặng lẽ thối lui, ánh mắt kinh ngạc nhìn Kim Huyền. Thác Bạt đỉnh cùng Thác Bạt Thanh Vũ đồng thời bò lên, trên thân thể Thác Bạt Thanh Vũ đầm đìa máu tươi, vũ linh khí khải giáp phòng ngự địa cấp đã hóa thành hư ảo, còn Thác Bạt đỉnh đỡ hơn không ít, khóe môi có chút vết máu, cũng không nghiêm trọng. Thần tử, đại trưởng lão, người Thác Bạt gia tộc vội vàng chạy tới nâng đỡ hai người, vô cùng tức giận, nhưng càng nhiều là kinh hãi. Thác Bạt hoàng tộc, sau này khi nhìn thấy ta cùng người của Phi Linh Môn, nhớ rõ đi đường vòng. Ở trước mặt ta cũng đừng luôn ngậm miệng mở miệng xưng Thác Bạt hoàng tộc, bởi vì ở trước mặt ta, thần tử Thác Bạt hoàng tộc cũng chỉ vậy mà thôi. Dương Quá Lăng không đứng thẳng, thu liễm linh khí phi hành, cũng thu hồi chấn thiên vào trong cơ thể. Sắc mặt Thác Bạt Thanh Vũ trắng bệch, ánh mắt có chút dại ra, máu tươi chảy xuống nhưng không hề để ý. Các hạ rốt cục là ai, tu vi Thác Bạt đỉnh này không tinh, hôm nay nhận được các hạ chỉ giáo, ngày sau trong tộc có người hỏi. Ta cũng có thể nói ra. Thác Bạt đỉnh tái nhợt, trong lòng rung động, biết hôm nay không cách nào báo thù, nhưng hắn phải ghi nhớ danh hào của đối phương, Thác Bạt hoàng tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Kim Huyền ngạo nghễ đứng giữa không trung, nói. Nếu ngươi muốn trở về công đạo, chỉ sợ trong tộc các ngươi cũng không còn mấy người nhận ra ta, có lẽ còn. Có người nhớ được danh hào lão chủ nhân của ta, ngươi trở về nói, bốn chữ bất bại kiếm đế là đủ rồi. Bất bại kiếm đế. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Trong đám người, Thái Công Tố tiến tới, hỏi. Xin hỏi các hạ, bất bại kiếm đế có phải là tiền bối Phạm Thích Thiên được xưng bất bại kiếm đế hơn 3 vạn năm trước? Không nghĩ tới còn có người nhớ được danh hào lão chủ nhân của ta. Kim Huyền ngạc nhiên nhìn Thái Công Tố nói. Thật sự là bất bại kiếm đế Phạm Thích Thiên. Thân hình Thái Công Tố run lên, sắc mặt biến hóa, theo tư liệu của Thái Công gia tộc ghi lại. Bất bại kiếm đế Phạm Thích Thiên là cường giả phong vân đỉnh cấp 3 vạn năm trước, theo đồn đãi bình sinh chưa từng bại lần nào, cho dù là đối chiến với 6 đại nhân hoàng tộc cùng 4 đại thú hoàng tộc cũng không hề chiến bại, mà hiện tại tọa kỵ cùng hậu nhân cường giả kia lại xuất hiện, làm sao không khiến bà kinh ngạc. Đan chiến trên thần hoàng thai, mọi người lui ra xa trăm thước, nếu không đừng trách ta không khách khí, ai cũng không ngoại lệ. Độc Cô Ngạo Nam thản nhiên nói. Mọi người nghe được. Ai cũng biết tu vi vị linh vũ đại đế này, những người đứng gần nhất cũng đã có khoảng cách xa vài trăm thước, lúc này nghe được lời nói của Nam Thúc, không khỏi tiếp tục lui ra sau. Bái kiến thành chủ. Trưởng lão Độc Cô gia tộc nhìn thấy Nam Thúc, không thể không hành lễ. Các ngươi cũng lui ra đi. Nam Thúc cũng không lưu mặt mũi cho họ, phất tay ý bảo. Thiếu chủ, người điều tức trước đi, nơi này giao cho ta là được. Kim Huyền đi tới bên cạnh Dương Quá nói. Vậy làm phiền Kim Huyền Thúc,
Dương Quá gật đầu, có Kim Huyền Thúc bảo hộ, còn có Nam Thúc ở đây, tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dương Quá lui ra, nhìn Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song gật gật đầu, đi tới gần Lục Tâm Đồng khoanh chân ngồi xuống điều tức. Người Thác Bạt gia tộc thu hồi Kim Long Thần Phủ, nâng đỡ Thác Bạt Thanh Vũ lui ra ngoài, không ai dám nói thêm lời nào, đều cực kỳ im lặng. Kim Huyền cùng Nam Thúc đưa mắt nhìn nhau, âm thầm gật đầu, động tĩnh lớn như vậy nhưng hai người vẫn có thể bảo trì tâm tình, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, người bình thường cũng không thể làm được. Hai người đi xuống Thần Hoàng Thai, đứng sừng sững ở đó, ánh mắt khép hờ, trên quảng trường mới trải qua trận đại chiến, không còn ai dám tiến thêm một bước. Hai trận đại chiến đã đủ kinh sợ mọi người, kể cả cường giả trẻ tuổi sáu đại hoàng tộc luôn tự cho mình siêu phàm. Càng ngày càng có nhiều người tụ tập tới, trong đám người lặng lẽ bàn tán về Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng, chỉ sợ sau cuộc chiến vừa rồi sẽ không còn ai dám đem người thế giới bên ngoài không đặt vào trong mắt. Ba huynh muội thật mạnh. Hiên Viên Triệt nhìn lên Thần Hoàng Thai, cuối cùng dừng lại trên người Lục Tâm Đồng, thật lâu vẫn chưa rời mắt. Hiện tại mọi người chỉ lo lắng một việc, vạn nhất Độc Cô Trường Linh cũng thua bại, như vậy ba cuộc chiến của giới trẻ tuổi sáu đại hoàng tộc đều thua trong tay ba huynh muội Lục gia, nếu tin tức truyền ra ngoài địa vị của sáu đại hoàng tộc sẽ ảnh hưởng thế nào cũng có thể biết. Nhìn hai người luyện đan trên Thần Hoàng Thai, mọi người cũng đủ tính nhẫn nại, chờ vài ngày đối với họ cũng không thành vấn đề. Bóng đêm bao phủ trời cao, ánh trăng chiếu xuống, cả quảng trường đều được ánh trăng chiếu sáng, hỏa long đỉnh vùng cổ linh dược đỉnh tản ra hỏa diễm hừng hực, chiếu sáng cả Thần Hoàng Thai. Suốt một ngày đêm trôi qua, Độc Cô Trường Linh đã luyện hóa xong toàn bộ dược liệu. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy trước mặt Lục Lâm Thiên còn đặt không ít dược liệu, khóe môi cười lạnh, chỉ nói hắn có cổ linh dược đỉnh, như vậy cho dù là luyện hóa dược liệu hay ngưng tụ thành đan, Lục Lâm Thiên cũng không phải đối thủ của hắn. Độc Cô Trường Linh lấy ra một vật, vật thể đỏ hồng như máu, dài chừng một thước, lớn cỡ cánh tay, có 9 lá, hình dáng giống như linh chi nhưng tuyệt đối không phải linh chi bình thường. Cả Thần Hoàng Thai tràn ngập năng lượng lan tràn làm không ít người hô hấp dồn dập, đều cảm giác được nếu mình dùng vật kia, tuyệt đối đạt được chỗ tốt không nhỏ. Cửu Diệp Thiên Huyết Chi, không ngờ là bảo vật này. Thứ tốt a, đó chính là thiên tài địa bảo hiếm có. Không ít người nhìn chằm chằm đồ vật trong tay Độc Cô Trường Linh, sắc mặt biến hóa. Cửu Diệp Thiên Huyết Chi, theo lời đồn đãi đây là linh dược tốt nhất trong linh chi, nếu trực tiếp dùng có thể đề cao thực lực cho tu luyện giả, cũng là tài liệu chủ yếu của đan dược bát phẩm trung giai thậm chí là cao giai, nói là vô giá cũng có chút xem thường Cửu Diệp Thiên Huyết Chi. Chỉ sợ loại linh dược bảo vật như vậy cũng chỉ có Độc Cô gia tộc mới có, rõ ràng là Độc Cô Trường Linh đã chiếm ưu thế. Chỉ sợ đan chiến lần này Lục Lâm Thiên đã thua một nửa. Độc Cô Trường Linh kết xuất thủ ấn, hào quang bao phủ, đem Cửu Diệp Thiên Huyết Chi bỏ vào trong cổ linh dược đỉnh. Cửu Diệp Thiên Huyết Chi, tiểu thư, có phải Độc Cô Trường Linh định luyện chế cửu chuyển hóa linh đan? Độc Cô Băng Lan đứng sau lưng Độc Cô Cảnh Văn, sắc mặt ngưng trọng nói. Độc Cô Cảnh Văn gật đầu, sắc mặt lạnh lùng. Cảnh Văn, làm sao vậy? Bắc Cung Vô Song lo lắng hỏi. Vô Song tỷ, Độc Cô Trường Linh dùng Cửu Diệp Thiên Huyết Chi làm tài liệu chủ yếu luyện chế đan dược, rất có thể là luyện cửu chuyển hóa linh đan của Độc Cô gia tộc, đan dược bát phẩm cao giai. Đan dược bát phẩm cao giai. Sắc mặt Bắc Cung Vô Song biến hóa. Độc Cô Trường Linh vốn bất phàm, linh hồn lực rất mạnh, kỹ thuật luyện đan hiếm thấy, nếu hiện tại hắn lựa chọn luyện chế đan dược bát phẩm cao giai, hẳn là có hy vọng. Nhưng Lâm Thiên mới đạt tới linh tôn tứ trọng a. Bắc Cung Vô Song lo lắng nói. Siêu siêu. Vài thân ảnh bay tới, lặng yên rơi xuống ngoài quảng trường, chính là Vân Tiếu Thiên, Dương Trưởng Lão, Đại Hộ Pháp, Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông. Cha, là Lâm Thiên. Sắc mặt Vân Hồng Lăng thay đổi, thân ảnh chợt lóe đi về phía trước. Ánh mắt Vân Tiếu Thiên vừa chuyển, nhìn thấy hai thân ảnh trên đài xa xa, chợt nhướng mày, từ hôm qua hắn nghe nói có người đan chiến trên Thần Hoàng Thai. Vừa nghĩ tới Lục Lâm Thiên, chẳng qua lúc đó hắn còn chưa thể thoát thân cho nên hiện tại mới tới. Vân Hồng Lăng vừa đi tới hỏi thăm Độc Cô Cảnh Văn là chuyện gì xảy ra, nghe hai nàng nhỏ giọng thông báo, ngay lập tức sắc mặt Vân Hồng Lăng biến thành lo lắng. Kim Huyền cùng Nam Thúc vẫn nhắm mắt đứng dưới Thần Hoàng Thai, sừng sững không hề di động, làm toàn bộ những người có mặt không ai dám tiến lên nửa bước. Mãi tới lúc trạng vạng, Lục Lâm Thiên mới luyện hóa xong dược liệu.
liếc mắt nhìn lướt qua Độc Cô Trường Linh, lập tức lấy ra một hộp gấm sau đó mở nắp, lấy ra một linh quả vô sắc vô vị, thậm chí không chút dao động cầm trong tay. Diễn Linh Thiên Quả, tiểu tử này vẫn còn Diễn Linh Thiên Quả. Ánh mắt Vân Tiếu Thiên sáng ngời, hắn biết linh quả này, lúc trước Lục Lâm Thiên dùng Diễn Linh Thiên Quả. Trao đổi địa tâm linh ngọc với Vân Dương Tông, không nghĩ tới trên người tiểu tử kia vẫn còn bảo vật như vậy. Đó hình như là Diễn Linh Thiên Quả a. Không nghĩ tới Lục Lâm Thiên còn có được bảo vật bất phàm như vậy. Lục Lâm Thiên nhìn Diễn Linh Thiên Quả, sắc mặt biến hóa, sau đó ném vào trong Hỏa Long Đỉnh, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người hắn lại tiếp tục lấy ra hai hộp gấm, bỏ thêm hai Diễn Linh Thiên Quả vào trong Hỏa Long Đỉnh. Lục Lâm Thiên muốn làm gì vậy? Ba Diễn Linh Thiên Quả, mỗi thiên quả đều là bảo vật, ta còn chưa nghe nói qua luyện chế loại đan dược nào cần tới ba Diễn Linh Thiên Quả. Tiểu tử kia không phải lãng phí bảo vật đấy chứ? Mọi người buồn bực, một Diễn Linh Thiên Quả đương nhiên không bằng Cửu Diệp Thiên Huyết Chi, nhưng ba Diễn Linh Thiên Quả tuyệt đối giá trị hơn không ít người cảm thấy vô cùng đau lòng tiếc nuối. Ngay lúc mọi người còn đang nghị luận sôi nổi, Lục Lâm Thiên lấy ra thêm ba hộp gấm, lại đem thêm ba Diễn Linh Thiên Quả bỏ vào trong Hỏa Long Đỉnh. Toàn bộ cường giả sắp hỏng mất, nghẹn họng nhìn chằm chằm hành động của Lục Lâm Thiên, không ít người nhỏ giọng mắng lên. Tiểu hỗn trướng, còn dám giả nghèo a? Vân Tiếu Thiên oán hận nhìn Lục Lâm Thiên, lúc trước tiểu tử kia luôn giả vờ một nghèo hai trắng, hắn còn tưởng rằng Lục Lâm Thiên lấy ra vài quả đã là cực hạn. Mà bây giờ Lục Lâm Thiên liên tục xuất ra 6 Diễn Linh Thiên Quả không hề chớp mắt, Vân Tiếu Thiên liền biết mình bị lừa, nghĩ tới đây hắn vô cùng đau lòng, đúng là đã lãng phí một lần cơ hội dọa dẫm tiểu tử hỗn đản kia. Kỳ thật hắn cũng nghĩ không đúng. Trên thực tế hiện tại trong Phi Linh Môn cũng không còn bao nhiêu Diễn Linh Thiên Quả. Lần trước Lục Lâm Thiên đưa cho Mạc Lang một Diễn Linh Thiên Quả dùng đột phá bát giai, sau đó suy nghĩ loại bảo vật này mang theo bên người cũng có hữu dụng, vì vậy lấy lại 6 quả, trong Phi Linh Môn cũng không còn bao nhiêu quả. Người của Độc Cô gia tộc nhìn thấy Lục Lâm Thiên lấy ra 6 Diễn Linh Thiên Quả dùng tài liệu chủ yếu luyện đan, sắc mặt biến hóa, với kiến thức của bọn hắn cũng không biết Lục Lâm Thiên muốn luyện chế loại đan dược nào. Sáng ngày thứ ba, Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá Thu liễm thủ ấn, đã khôi phục trở lại, trong lòng lo lắng Lục Lâm Thiên cho nên hai người cũng không muốn tiếp tục điều tức. Chẳng biết từ lúc nào, cổ linh dược đỉnh bắt đầu truyền ra dao động, năng lượng bàng bạc lan tràn, cả dược đỉnh kêu lên ông ông không dứt. Có thể rõ ràng nhìn thấy không gian xung quanh dược đỉnh mơ hồ vặn vẹo, không gian xung quanh chao đảo, có vẻ cực kỳ huyền ảo. Mà lúc này đủ loại linh dịch bên trong cổ linh dược đỉnh xoay tròn. Bên trong có một đoàn năng lượng đỏ tươi như máu cỡ bàn tay không ngừng nhộn nhạo xoay chuyển. Suy, Độc Cô Trường Linh thu lại thủ ấn, muốn luyện hóa dược liệu tiêu hao thật không ít, sắc mặt hắn trắng bệch, nếu không có dược đỉnh tốt thật sự là vô cùng khó khăn. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên vẫn đang luyện hóa dược liệu, sắc mặt Độc Cô Trường Linh biến hóa, tâm thần vừa động, đột nhiên chân khí dao động tản ra, chấn động cả không gian xung quanh khuếch tán. Khí tức trên người hắn đột nhiên kéo lên. Trong nháy mắt đều phóng thích, đã tới linh tôn thất trọng. Độc Cô Trường Linh là linh tôn thất trọng. Hình như tới gần thất trọng hậu kỳ, tu vi bất phàm a. Các trưởng lão Độc Cô gia tộc mỉm cười, tựa hồ sớm biết cấp độ tu vi của Độc Cô Trường Linh, Lục Lâm Thiên làm sao có thể so sánh. Nhóm người Dương Quá càng thêm lo lắng, nếu luận thực lực chiến đấu dù gặp phải linh tôn cửu trọng cũng không cần sợ hãi, nhưng hiện tại là luyện đan, như vậy kết quả thật sự không thể đoán trước. Suy, Độc Cô Trường Linh phóng thích chân khí, không biết là cố ý hay vô ý, chân khí dao động nháy mắt thổi quét về hướng Lục Lâm Thiên. Suy, ngay lúc này Lục Lâm Thiên đột nhiên mở mắt, thủ ấn kết xuất, một tay truyền linh lực vào trong Hỏa Long Đỉnh, một tay phất mạnh trường bào, một cỗ năng lượng vô hình trong khoảnh khắc tràn ra, hai cỗ dao động va chạm, năng lượng tán phát, thân hình Lục Lâm Thiên cùng Hỏa Long Đỉnh đồng thời bị đẩy lui vài thước. Linh hỏa trong Hỏa Long Đỉnh nhất thời bị dao động không ngừng. Định, Lục Lâm Thiên biến hóa thủ ấn, linh lực bắn ra, trực tiếp định trên Hỏa Long Đỉnh, linh hỏa khôi phục lại bình thường, vừa rồi chỉ cần thiếu một chút sẽ gây ra vấn đề lớn. Vô sỉ, Vân Hồng Lăng mắng to một tiếng, Độc Cô Trường Linh thật quá vô sỉ, mọi người đều nhìn ra được vừa rồi hắn đã cố ý. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nhìn Độc Cô Trường Linh, cảm giác được tu vi của hắn, sắc mặt có chút ngưng trọng. Trong mắt Độc Cô Trường Linh hiện lên vẻ khinh thường, thủ ấn kết xuất, đã bắt đầu ngưng tụ thành đan,
sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, hiện tại hắn lần đầu tiên luyện chế cửu chuyển hóa linh đan bát phẩm cao giai, điều này đối với hắn mà nói cũng có không ít khó khăn. Chẳng qua vì muốn đả kích Lục Lâm Thiên, hắn cũng mạo hiểm một lần, tới lúc đó đủ trà đạp Lục Lâm Thiên, có thể hung hăng dẫm nát hắn dưới chân. Lục Lâm Thiên quan sát, với tu vi của Độc Cô Trường Linh cùng Cổ Linh Dược Đỉnh tương trợ, tốc độ luyện hóa dược liệu nhanh hơn hắn không ít, đúng thật là đối thủ. Cửu chuyển thiên linh bí pháp. Thủ ấn biến hóa, hào quang thần dị lan tràn, chân khí trên người Lục Lâm Thiên đại biến, đột nhiên kéo lên, nháy mắt lên tới linh tôn lục trọng đỉnh, nhưng không thể tiến thêm nửa bước. Muốn thi triển cửu chuyển thiên linh bí pháp thật sự tiêu hao rất lớn, vốn Lục Lâm Thiên dự định đợi tới lúc ngưng tụ thành đan mới dùng, tới lúc đó sẽ nắm chắc nhiều hơn một chút, nhưng hiện giờ bị kéo xa khoảng cách, hơn nữa đối thủ luyện chế đan dược bát phẩm cao giao tới gần hậu kỳ, bản thân hắn đã rơi vào hoàn cảnh xấu, chỉ đành sử dụng bí pháp trước tiên. Biến hóa làm mọi người kinh hãi, tự nhiên không qua mặt được các cường giả sáu đại hoàng tộc, họ cũng biết đó là một loại bí pháp mà thôi. Suy, linh hỏa trở nên cháy rực hơn không ít, hơn nữa diễn linh thiên quả lại dễ dàng luyện hóa hơn những dược liệu khác, bởi vì nó có thể trực tiếp sử dụng. Cho nên không qua bao lâu, sáu diễn linh thiên quả đều được luyện hóa thành linh dịch vô sắc vô vị. Lục Lâm Thiên biến hóa thủ ấn, linh hồn lực lượng truyền vào bên trong Hỏa Long đỉnh. Suy suy, từng đoàn linh dịch lập tức bị linh hồn lực bao phủ. Hô hô, nhiệt độ tăng lên càng kinh khủng, linh dịch sôi trào cuồn cuộn, tạp chất hoàn toàn bài trừ, càng lúc càng thêm tinh thuần, trong vô hình còn có năng lượng dao động. Sắc mặt Lục Lâm Thiên ngưng trọng nhìn chằm chằm vào trong Hỏa Long đỉnh, chuyện kế tiếp cần làm chính là đem linh dịch hoàn mỹ dung hợp, ngưng tụ thành phôi đan, cuối cùng luyện hóa thành đan. Đây là một bước cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể thất bại. Ánh mắt liếc qua Độc Cô Trường Linh, lúc này vẻ mặt Độc Cô Trường Linh ngưng trọng khống chế linh. Hỏa trong Cổ Linh Dược Đỉnh, trong mơ hồ còn có năng lượng dao động từ trong Dược Đỉnh tràn ra. Dược Đỉnh tốt a. Lục Lâm Thiên thầm than, Cổ Linh Dược Đỉnh đúng là bất phàm, mặc dù có thật nhiều năng lượng dao động khuếch tán, nhưng bị Dược Đỉnh che giấu hơn phân nửa. Dược đỉnh có tác dụng phụ trợ đan dược không ít, tiêu hao linh lực cực nhỏ, còn có ích lợi cho phẩm chất của đan dược. Lại quan sát Hỏa Long đỉnh, sắc mặt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, lần này hắn luyện chế đan dược tên là Diễn Linh Hóa Thần Đan, mà đơn thuốc là thuộc về Chí Thánh Đại Đế. Có thể nói lần này luyện chế vì không thể bại, Lục Lâm Thiên mạo hiểm, Diễn Linh Hóa Thần Đan là đan dược cao giai bát phẩm, tài liệu chủ yếu là ba diễn linh thiên quả, nghe đồn đãi nếu luyện thành sẽ có ưu đãi thật lớn cho tâm tình. Có thể gia tăng thêm hy vọng cho tôn cấp thành đế giả. Cho dù chỉ tăng thêm 1% mà thôi, nhưng đã đủ làm cho toàn bộ tôn cấp đều điên cuồng, cơ hội thành đế xa vời nếu có 1% gia tăng, đã đủ cho họ điên cuồng truy đuổi. Biết tu vi của mình nếu muốn luyện chế đan dược cao giai bát phẩm thật sự quá khó khăn, cho nên vì gia tăng cơ hội lớn hơn một chút, hắn trực tiếp sử dụng 6 diễn linh thiên quả. Ngưng tụ thành đan. Cảm giác được năng lượng bàng bạc trong Hỏa Long đỉnh rất khó khăn khống chế, Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, nhanh chóng trầm tĩnh trở lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú vào dược đỉnh, tâm thần vừa động, linh lực toàn lực truyền vào. Hô hô, linh hỏa nhất thời thổi quét, đem linh dịch hoàn toàn bao phủ. Mãi cho tới ngày thứ tư, cả quá trình ngưng tụ thành đan vẫn không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Nhưng Lục Lâm Thiên cũng gặp phải vấn đề, hắn tiêu hao quá lớn. Dù đã sớm ăn vào không ít đan dược khôi phục, vận chuyển âm dương linh vũ quyết vừa tiêu hao vừa khôi phục, nếu không nhờ đặc tính của bí quyết, chỉ sợ hắn đã sớm không cách nào chống đỡ. Khi Lục Lâm Thiên bắt đầu ngưng tụ thành đan, Độc Cô Trường Linh đã sớm quan sát hắn, tựa hồ không nghĩ tới Lục Lâm Thiên có thể nhanh chóng đuổi kịp tốc độ của mình. Mà lúc này hắn cũng gặp phải không ít trở ngại, lần đầu tiên luyện chế đan dược bát phẩm cao giai tiếp cận hậu kỳ, khó khăn thật sự rất lớn. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đuổi kịp mình, mặc dù còn chưa rõ ràng uy hiếp được bản thân, nhưng hắn cũng có chút bận tâm, vạn nhất hắn thất bại cho dù Lục Lâm Thiên chỉ luyện chế ra loại đan dược kém cỏi nhưng hắn vẫn sẽ thua. Lại thêm 3 ngày trôi qua, đã là ngày thứ 6. Mọi người ngày càng khẩn trương, từng luồng năng lượng dao động lan tràn ra ngoài, ai cũng biết đã tới thời điểm mấu chốt, chỉ sợ không bao lâu sẽ phân ra thắng bại. Lúc này trong Cổ Linh Dược Đỉnh đã mơ hồ xuất hiện một viên đan phôi lớn cỡ nắm tay một người trưởng thành. Hô! Bên trong Hỏa Long Đỉnh, linh hỏa bốc cao, năng lượng kinh người lan tràn, tuyệt đối không thể khinh thường.
Trên quảng trường, đông đảo cường giả nhìn thấy năng lượng dao động trên đài, động tác của hai người vô cùng thuần thục, khả năng nắm giữ kỹ xảo cùng linh hồn lực làm không ít cường giả đều thầm gật đầu. Đặc biệt là Lục Lâm Thiên, cường giả Độc Cô gia tộc đều kinh hãi, nhìn bộ dáng cùng khí thế của Lục Lâm Thiên, thật sự không hề tầm thường, mà linh giả có được tài nghệ như vậy trong đan dược, chỉ sợ đếm được trên đầu ngón tay. Độc Cô Trường Linh liếc nhìn Lục Lâm Thiên, năng lượng kinh người như vậy rõ ràng không phải là chuyện tốt, chứng minh người kia đang luyện chế đan dược phẩm cấp thật cao, chỉ vì dược đỉnh tầm thường kia không thể che giấu được chân khí, vì vậy ảnh hưởng tới phẩm cấp thật không nhỏ. Nhưng Độc Cô Trường Linh cảm giác được Lục Lâm Thiên luyện chế đan dược rõ ràng là bất phàm, hắn cũng biết mình gặp phải chướng ngại, muốn hoàn toàn ngưng tụ thành đan không phải chuyện dễ dàng, càng tới lúc cuối cùng càng khó khăn trùng trùng, cũng dễ dàng xảy ra sai lầm. Suy, từ mi tâm Độc Cô Trường Linh tràn ra dao động, ánh mắt liếc Lục Lâm Thiên, khóe môi hiện tia cười lạnh. Sắc mặt Lục Lâm Thiên tái nhợt tới cực điểm, hắn dựa vào đan dược cùng đặc tính âm dương linh vũ quyết luyện chế diễn linh hóa thần đan, hiện tại đã khó thể chống đỡ, muốn luyện chế đan dược bát phẩm cao giai thật sự là quá khó khăn. Nhưng đúng ngay lúc này sau lưng Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện một đạo dao động, một thân ảnh nháy mắt hiện ra. Thân ảnh kia có bộ dáng của Độc Cô Trường Linh, vừa xuất hiện lập tức ngưng tụ một đạo năng lượng giải lụa, xuyên thủng không gian đánh thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Linh hồn phân thân, Lâm Thiên cẩn thận. Biến hóa đột ngột làm cả quảng trường đều kinh ngạc, Độc Cô Cảnh Văn quát lớn, thân ảnh kia chính là linh hồn phân thân của cô Trường Linh, thủ đoạn ngưng tụ linh hồn phân thân như vậy đối với nàng cũng không xa lạ gì. Ca. Trong nháy mắt giải lụa năng lượng đã đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, sắp đánh thẳng vào người hắn. Suy. Ngay trong nháy mắt này, từ mi tâm Lục Lâm Thiên bắn ra một đạo tử kim quang mang, vô thanh vô tức xuất hiện, một cỗ sát khí thao thiên nháy mắt phóng thích, một thân ảnh giống Lục Lâm Thiên như đúc xuất hiện, chính là đại hồn anh của hắn. Đại hồn anh nhìn giải lụa bay tới nhưng không có ý ngăn cản, há miệng khẽ hấp, hấp lực tràn ra, không gian xung quanh hóa thành lốc xoáy tùy ý cho giải lụa va chạm tới, ngay lập tức đã bị hắn hút vào trong miệng. Suy, thân hình đại hồn anh đột nhiên run lên, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, không hề có chút ảnh hưởng nào. Công kích không hiệu quả, Độc Cô Trường Linh nhìn thấy đại hồn anh, sắc mặt linh hồn phân thân đại biến, năng lượng sát khí làm trong lòng hắn run rẩy. Hừ, trong mắt đại hồn anh hiện lên sát ý, không nghĩ tới Độc Cô Trường Linh lại dám đánh lén. Tê thiên liệt địa chảo. Đại hồn anh quát lạnh một tiếng, sát khí ngập trời, một đạo chảo ấn ầm ầm đánh xuống, mang theo năng lượng đỏ đậm nổ bắn bay qua. Linh hồn phân thân kinh hoàng, thực lực linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên tựa hồ còn mạnh hơn cả bản thể không ít, vì thế hắn cấp tốc thối lui, giống như muốn tiêu tán giữa không trung. Chẳng qua tốc độ chảo ấn quá nhanh, vì vậy trên vai hắn lập tức bị xé toang một lỗ hổng, ngọn lửa nóng cháy khiến linh hồn phân thân bị thiêu đốt thành cho tàn. Suy, chỉ nháy mắt linh hồn phân thân lại xuất hiện ngoài trăm thước, mà lỗ hổng kia cũng đã khôi phục, nhưng sắc mặt vô cùng khó xem, bởi vì đã bị thương. Ha ha, người của Độc Cô gia tộc thật sự là bị ổi, không ngờ lại âm thầm đánh lén. Đại hồn anh cười lạnh, sát khí bộc phát, cả thần hoàng thai đều run rẩy. Cũng không phải Lục Lâm Thiên cố ý thi triển sát khí trêu chọc người chú ý, chỉ vì thân thể đại hồn anh bị thần hoàng khí áp chế, chỉ phải dựa vào sát khí bao phủ mới ngăn cản được thần hoàng khí, nếu thần hoàng khí cường thịnh thêm một ít, sẽ khó mà đối kháng. Hơn nữa Độc Cô Trường Linh thi triển linh hồn phân thân, thần hoàng khí đương nhiên không sánh bằng bản thể, nhưng đại hồn anh vẫn thừa nhận một chút ảnh hưởng. Đây cũng là linh hồn phân thân sao, sát khí thật mạnh. Người trên quảng trường nhìn thấy đại hồn anh, không ít người cảm giác tâm thần run rẩy. Lục Lâm Thiên, đan chiến cũng không nói qua không thể động thủ, hơn nữa cũng chỉ có ta ra tay, đây chỉ là thủ đoạn, không quan hệ gì tới việc đánh lén. Linh hồn phân thân nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt run rẩy. Vậy sao, nếu ngươi đã tự mình đưa tới cửa, vậy đừng trách ta không khách khí. Đại hồn anh quát lớn, chỉ cần đánh chết linh hồn phân thân, đã có thể làm Độc Cô Trường Linh bị trọng thương, vì vậy lập tức phóng thích sát ý. Đại hồn anh cười lạnh, nếu chỉ đơn thuần luyện chế đan dược, Lục Lâm Thiên cũng không có kế hay, nhưng nếu động thủ so thực lực, hắn hoàn toàn không lo lắng. Linh hồn phân thân Độc Cô Trường Linh thoáng động, thủ ấn biến hóa, đột nhiên lưu quang chợt lóe. Lại phân ra hai linh hồn phân thân, ba phân thân cùng đứng thẳng, linh hồn dao động lập tức thổi quét.
chân khí ba linh hồn phân thân không kém bản thể bao nhiêu, đều đạt tới linh tôn thất trọng cơ hồ đều là trung kỳ, linh hồn dao động như thế đều làm cho vũ tôn bát trọng cũng phải kiêng kỵ. Độc Cô gia tộc còn có loại bí pháp này, thật sự cường hãn. Người của năm đại hoàng tộc đều cảm thán, linh hồn công kích của Độc Cô gia tộc luôn làm người kiêng kỵ. Trong mắt ba linh hồn phân thân lộ ra lãnh ý, nói. Muốn đối phó ta, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Vậy thử xem sẽ biết. Đại hồn anh quát một tiếng, thủ ấn kết xuất, ánh mắt mang theo sát ý, nhanh như quỷ mị xuất hiện trước mặt một linh hồn phân thân, trầm giọng quát. Thiên linh diệt hồn chỉ. Một đạo chỉ ấn phá không bay ra, chỉ ấn tràn ngập khí tức khủng bố cực đoan, không gian trực tiếp nứt vỡ. Linh hồn công kích khủng bố như thế, không gian đều nổ tung, mà linh hồn phân thân cũng không có động tĩnh gì, mặc cho chỉ ấn đánh vào trong ấn đường. Hô! Thiên linh diệt hồn chỉ, lực công kích linh hồn đáng sợ, lập tức tràn ra, thổi quét trong cơ thể linh hồn phân thân. Nhưng lúc này linh hồn phân thân chỉ lui ra sau vài bước, giống như không hề tạo ra chút hiệu quả. Linh hồn công kích, chỉ tiếc ở trước mặt ta hoàn toàn không hiệu quả, đây là thực lực của Độc Cô gia tộc. Linh hồn phân thân đứng giữa cười lạnh một tiếng nói. Suy suy. Hai linh hồn phân thân còn lại cùng xuất hiện trước người đại hồn anh, quyền ấn đánh thẳng vào người hắn. Phanh phanh. Thân hình đại hồn anh nhất thời lảo đảo bật lui ra sau. Đại hồn anh vừa ổn định thân hình, linh hồn phân thân còn lại đã đánh tới, một đạo linh hồn dao động khủng bố tràn ngập, sau lưng hắn phong vân như biến sắc, giơ tay nhấc chân đã dẫn dắt thiên địa năng lượng hội tụ. Chỉ nháy mắt một đạo trưởng ấn lập tức đánh tới, linh hồn năng lượng thổi quét nương theo sau thần hoàng khí lan tràn. Bị thần hoàng khí áp chế, đại hồn anh lại không thể thối lui, chỉ đánh ngưng tụ một đạo năng lượng quang mang khổng lồ oanh thẳng vào trưởng ấn. Oanh! Năng lượng va chạm, kinh khí ngập trời, trực tiếp đem không gian chấn vỡ. Đặng đặng! Năng lượng công kích khủng bố như thế, đại hồn anh cũng không chịu nổi, thân hình lảo đảo bật lui, cũng hư ảo hơn một ít. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Ba linh hồn phân thân cười lạnh. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, đệ nhất chuyển, đệ nhị chuyển. Tâm thần vừa động, từng đạo thủ ấn kết xuất, thiên địa năng lượng hội tụ, bạch sắc cương khí xuất hiện, đột nhiên sát khí thao thiên càng thêm nồng đậm. Đệ cửu chuyển. Đại hồn anh quát lớn. Bá bá. Vào lúc này thật nhiều ánh mắt tập trung vào đại hồn anh, khí tức tiêu thăng làm cho toàn bộ cường giả đều dùng mình. Đây là linh hồn phân thân gì vậy? Linh hồn phân thân mà cũng có thể thi triển bí pháp sao? Mọi người kinh nghi bất định hô. Sắc mặt ba linh hồn phân thân biến hóa, khí tức kia đã gia tăng tới cấp độ tôn cấp thất trọng. Ba linh hồn phân thân lập tức chấp động vây quanh đại hồn anh bên trong. Đại hồn anh cười lạnh, nói. Muốn vây công sao? Người có thể ngưng tụ một linh hồn phân thân cũng đã không tệ rồi, chỉ tiếc ở trước mặt ta, linh hồn lực của ngươi còn quá yếu. Làm sao đối kháng linh hồn lực gấp 3 của ta? Linh hồn phân thân cười lạnh nói. Linh hồn lực gấp 3 mà thôi, cũng không có gì giỏi lắm đi. Đại hồn anh cười nhạt, thân ảnh đột nhiên biến mất giữa không trung. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Ba linh hồn phân thân vây tới, linh hồn lực dao động, thần hoàng khí thi triển tới cực hạn, phong tỏa cả không gian. Phanh! Ba đạo công kích đánh xuống, không gian chấn khai. Nhưng đã mất đi dấu vết của đại hồn anh. Nhưng ngay lúc này, đại hồn anh đã xuất hiện bên ngoài vòng vây, cười lạnh nói. Muốn so linh hồn phân thân sao, ám ma phân thân bí pháp. Vừa dứt lời, một loạt linh hồn phân thân giống đại hồn anh như đúc lập tức xuất hiện. Siêu siêu. Tổng cộng 9 linh hồn phân thân vây quanh 3 linh hồn phân thân của Độc Cô Trường Linh, lại thêm đại hồn anh, tổng cộng là 10 phân thân cùng đứng thẳng. Mỗi linh hồn phân thân đều có chân khí tôn cấp thất trọng, sát khí thao thiên lan tràn, linh hồn lực dao động tràn ngập làm không gian lung lay sắp đổ. Trời ạ, Lục Lâm Thiên sao có thể thúc giục nhiều linh hồn phân thân như vậy? Linh hồn lực phải mạnh thế nào mới làm được? 10 thân ảnh bao vây 3 thân ảnh bên trong, lúc này thật sự làm 3 thân ảnh kia hoàn toàn đại biến. Hừ, Độc Cô Trường Linh không dám chậm trễ, Lục Lâm Thiên thật quá mức quỷ dị. Ba linh hồn phân thân lập tức triển khai thân hình nhảy ra, linh hồn năng lượng cùng thần hoàng khí đáng sợ bao trùm cả thần hoàng thai như sông lên trời, thanh thế mênh mông cuồn cuộn làm các cường giả đều run rẩy. Ba linh hồn phân thân đồng thời công kích tới, khí thế khủng bố lập tức ảo ra.
Đại hồn anh cười tà khí, thủ ấn biến hóa, dao động khủng bố từ 10 thân ảnh lập tức lan tràn, nhất thời phong vân biến sắc, cả 10 thân ảnh đều hình thành linh hồn lốc xoáy cực lớn. Đi! 10 linh hồn lốc xoáy thổi quét, bám theo tiếng xé gió chói tai, không gian run rẩy chấn động, không gian xung quanh đều bị chấn vỡ. Âm dương linh vũ quyết. Đại hồn anh thầm quát, 10 linh hồn lốc xoáy huyền ảo tương liên, hóa thành một linh hồn lốc xoáy khổng lồ, âm dương linh vũ quyết vận chuyển, lực cắn nuốt ngập trời tán phát. Linh hồn công kích đối với độc cô trường linh mà nói không có tác dụng gì quá lớn, mà Lục Lâm Thiên cũng không muốn lãng phí 3 linh hồn phân thân kia, còn không bằng thi triển âm dương linh vũ quyết trực tiếp cắn nuốt. Nhất thời lốc xoáy khổng lồ không ngừng cắn nuốt lực công kích của độc cô trường linh, lập tức đem 3 linh hồn phân thân hấp xả vào bên trong linh hồn lốc xoáy. Không xong. 3 linh hồn phân thân thầm hô không tốt, lực cắn nuốt thật lớn kia khiến hắn không thể thoát thân, 3 linh hồn phân thân toàn lực giãy giụa nhưng không cách nào giãy thoát. Suốt mấy ngày Nam Thúc không hề có chút động tĩnh gì, lúc này tựa hồ cảm giác được biến hóa trên thần hoàng thai, thoáng mở mắt, liếc mắt nhìn lên trên đài, lập tức nhắm mắt lại. Cắn nuốt. Đại hồn anh cảm giác được 3 linh hồn phân thân kia không giãy thoát, đôi mắt chợt bắn ra tinh mang, thủ ấn biến hóa, lực hấp xả càng thêm tăng lớn. Hô! Đồng thời lực cắn nuốt chướng lớn, khoảnh khắc linh hồn năng lượng trong 3 phân thân đều bị linh hồn lốc xoáy hấp thu cắn nuốt. Vào lúc này đại hồn anh có thể cảm giác được 3 đạo linh hồn lực tinh thuần đang tràn vào trong cơ thể. 3 đạo linh hồn năng lượng tinh thuần giống như nước thủy triều dũng mãnh tràn vào trong thân thể đại hồn anh. 3 linh hồn phân thân nhất thời không cách nào phản kháng, linh hồn năng lượng bị hấp thu, lực cắn nuốt kia giống như có thể khắc chế linh hồn của độc cô trường linh. Chỉ nháy mắt bản thể độc cô trường linh kinh hãi, hắn chưa từng nghĩ tới Lục Lâm Thiên còn có thủ đoạn khủng bố như thế, vô luận bản thể kêu gọi thế nào 3 linh hồn phân thân cũng không thể chạy thoát. Độc cô trường linh chấn kinh, nếu linh hồn phân thân xảy ra chuyện, hắn sẽ bị trọng thương. Trong đầu hắn đột nhiên đau đớn, miệng phun máu tươi. Sắc mặt biến thành tái nhợt. Cùng một thời gian mọi người đều chứng kiến 3 linh hồn phân thân của độc cô trường linh đã rơi vào trong linh hồn lốc xoáy biến mất không còn bóng dáng. Muốn đánh lén, vậy phải thừa nhận hậu quả. 10 thân ảnh thu hồi, 9 linh hồn phân thân quay về trong thân thể đại hồn anh, đồng thời thủ ấn biến hóa, thân hình đại hồn anh lướt thẳng về hướng độc cô trường linh, hung hăng vung ra một đạo quyền ấn. Liệt viêm quyền. Quyền ấn mang theo hình cung hỏa diễm làm không gian gấp khúc biến dạng, trong mơ hồ mang theo sóng lửa ngập trời tràn ra, lao thẳng về hướng độc cô trường linh. Đáng chết! Sắc mặt độc cô trường linh đại biến, không ngờ trộm gà không được còn mất nắm gạo, linh hồn bị trọng thương, lúc này lại bị công kích, hoảng sợ vung tay. Thủ ấn biến hóa, trong tay độc cô trường linh hiện lên một đầu bạch sắc cự mãng, nương theo sau linh hồn dao động bạo lướt, ngăn cản quyền ấn của Lục Lâm Thiên. Sắc mặt đại hồn anh run lên, quyền ấn kéo dài bao phủ bạch sắc cự mãng. Bạch sắc cự mãng có chút mờ ảo, ngay lập tức quyền ấn đánh thẳng vào đầu của nó. Một quyền hạ xuống, đầu cự mãng bộc phát hỏa quang mãnh liệt, một tiếng nổ bạo quanh quẩn giữa hư không. Oanh! Cự mãng hóa thành năng lượng nổ tung, chấn động không gian kịch liệt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tam thiên lưu vân thủ. Tiếp theo sau đại hồn anh không chút khách khí, lập tức đánh ra. Thủ ấn kết xuất, phong vân biến sắc, tầng mây thật dày quỷ dị xuất hiện, từng đạo thủ ấn lướt ra, chấn vỡ không gian xung quanh, thật nhiều thủ ấn hội tụ chung một chỗ, trưởng ấn lập tức vỗ tới. Tiểu tử dừng tay, một âm thanh quát lớn truyền tới, một thân ảnh nháy mắt xuất hiện trước người độc cô trường linh, trưởng ấn thổi quét, đem trưởng ấn của Lục Lâm Thiên chấn vỡ, không gian lộ ra cương khí tối đen, trưởng ấn đánh thẳng vào đại hồn anh. Linh tôn bát trọng. Sắc mặt đại hồn anh kinh ngạc hô. Suy. Trong tích tắc không gian xung quanh chợt lóe, thân ảnh Nam Thúc đã xuất hiện trước người đại hồn anh, trường ấn ầm ầm rơi xuống người Nam Thúc, như đá ném vào biển rộng, không lưu lại chút dấu vết. Cút xuống cho ta. Sắc mặt Nam Thúc trầm xuống, hét lớn một tiếng vang vọng trời cao, tiếng quát vừa dứt lập tức vung tay tát tới. Ba. Một tiếng tát tai thanh thúy vang lên, thân ảnh kia không hề có chút lực đánh trả. Trên mặt hiện lên dấu bàn tay, miệng phun máu tươi, thân hình lập tức bị đánh bay ra khỏi thần hoàng thai. Phanh! Thân hình hắn nện xuống quảng trường, mặt đất nứt nẻ, đá vụn tứ tán, miệng lại phun máu tươi, khi hắn lảo đảo bò lên mới nhận ra là tam trưởng lão độc cô Lâm Khoa. Hô!
Mọi người không khỏi hít sâu một hơi, Độc Cô Lâm Khoa là linh tôn bát trọng nhưng lại bị một cái tát đánh bay. Sắc mặt cường giả Độc Cô gia tộc biến hóa, không phải vì thực lực của Nam Thúc mà là vì theo vai với Tam trưởng lão là trưởng bối của Độc Cô Ngạo Nam, xem như là gia gia, nhưng không nghĩ tới Độc Cô Ngạo Nam không chút lưu tình tát bay hắn. Trên mặt Độc Cô Lâm Khoa đầm đìa máu tươi, nhìn Nam Thúc âm trầm quát. Độc Cô Ngạo Nam, ngươi dám động thủ với ta. Độc Cô Ngạo Nam thản nhiên nói. Ta đã sớm nói, ai dám tiến lên, ta tuyệt đối không khách khí, cho dù là ngươi cũng không ngoại lệ. Độc Cô Ngạo Nam, luận vai với ta là gia gia của ngươi, ngươi dám đối với ta như vậy, phải xử trí theo gia quy. Độc Cô Lâm Khoa hét lớn, khuôn mặt xanh mét, gân xanh hiển lộ, một cái tát tuyệt đối là vũ nhục hắn nặng nề. Năm đó bức chết mẫu thân ta, hình như có cả ngươi nữa, có tin hiện tại ta lập tức lấy mạng của ngươi không? Trong mắt Độc Cô Ngạo Nam lóe sát ý, nhìn thẳng Độc Cô Lâm Khoa. Độc Cô Lâm Khoa run lên, sát ý làm linh hồn hắn run lên, vừa nhắc tới việc năm đó hắn cũng dùng mình, nói. Độc Cô Ngạo Nam, chẳng lẽ lần này ngươi trở về là muốn báo thù sao, cái chết của mẫu thân ngươi chỉ là việc ngoài ý muốn, không ai muốn như thế. Giỏi cho câu nói việc ngoài ý muốn, ngươi dám nói không liên quan gì tới các ngươi sao. Ánh mắt Nam Thúc lóe lạnh ý, sát ý tràn ngập. Không gian như có hàn băng lướt qua, làm lòng người chợt lạnh, các trưởng lão Độc Cô gia tộc đều cúi thấp đầu liếc nhìn nhau, không biết trong lòng suy nghĩ chuyện gì. Đại ca, hai người trẻ tuổi đang luyện đan, hãy để cho bọn họ luyện trước đi, ta cũng muốn biết rốt cục là ai mạnh hơn ai. Một âm thanh truyền tới, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trên thần hoàng thai. Người kia chừng 50 tuổi, mắt sáng như sao, khuôn mặt cực kỳ anh khí, có vài phần tương tự Độc Cô Cảnh Văn. Vừa nhìn cũng biết là cha con, thân mặc trường bào màu trắng, chỉ thêu chút hoa văn đơn giản, lại mang theo khí thế liếc nhìn thiên địa. Bái kiến tộc trưởng, người của Độc Cô gia tộc vừa nhìn thấy hắn lập tức cung kính hành lễ, đó chính là tộc trưởng Độc Cô Ngạo Vũ, là một người chỉ cần dậm chân toàn đại lục đều rung chuyển. Độc Cô tộc trưởng, cường giả các tộc cũng xoay người hành lễ. Không cần đa lễ, Độc Cô Ngạo Vũ nói, ánh mắt đảo qua Lục Lâm Thiên cùng Đại Hồn Anh. Thoáng hiện tia kinh ngạc. Đây là cha của Cảnh Văn sao? Ánh mắt Đại Hồn Anh lướt qua Độc Cô Ngạo Vũ, cảm giác được khí thức của hắn, rõ ràng không chút dao động nhưng trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi run lên. Tộc trưởng, Độc Cô Ngạo Nam khi sư diệt tổ, cần phải xử trí theo gia quy A. Độc Cô Lâm Khoa lập tức nói. Ta khi sư diệt tổ, ngươi nói thử xem ta khi sư diệt tổ chỗ nào. Ánh mắt Nam Thúc trầm xuống, trong lúc nói chuyện thân ảnh chợt lóe. Đột nhiên xuyên qua không gian đi tới trước người Độc Cô Lâm Khoa, lãnh ý tràn ra, không gian lực. Vô hình trói buộc khiến Độc Cô Lâm Khoa không thể thoát thân. Đại ca, hai người trẻ tuổi đang luyện đan, đừng quấy nhiễu tốt hơn, đại ca cấp cho tiểu đệ chút mặt mũi đi. Thân ảnh Độc Cô Ngạo Vũ nháy mắt rơi xuống trước người Nam Thúc, trong mắt lộ tia cười, cả không gian xung quanh như động lại, theo từng cử động của hắn, không gian mới biến hóa, thân ảnh Độc Cô Lâm Khoa nháy mắt khẽ nhúc nhích. Nếu tộc trưởng đã nói vậy, cứ tiếp tục nhìn xem hai người trẻ tuổi luyện đan đi, nếu có người lại xen vào, các ngươi không sợ đánh mất mặt mũi Độc Cô gia tộc, vậy ta cũng tuyệt đối không khách khí. Nam Thúc thản nhiên liếc nhìn Độc Cô Lâm Khoa, xoay người nhìn Đại Hồn Anh, nói. Tiểu tử, được rồi, chuyên tâm luyện đan đi, nếu có người còn muốn dùng quỷ kế, ngươi cũng không cần lưu tình. Dạ, Nam Thúc. Đại Hồn Anh đáp. Thân ảnh chợt lóe đã hóa thành tử kim lưu quang bay vào trong ấn đường Lục Lâm Thiên, vừa rồi hắn mới cắn nuốt ba linh hồn phân thân của Độc Cô Trường Linh, năng lượng thật lớn, trong mơ hồ có cảm giác nếu Đại Hồn Anh hoàn toàn luyện hóa chỉ sợ sẽ đạt được không ít ưu đãi, không nghĩ tới còn có thu hoạch như vậy. Vào lúc này sắc mặt Độc Cô Trường Linh vô cùng khó xem, hắn tổn thất ba linh hồn phân thân, ba cỗ linh hồn lực không còn, đối với linh giả như hắn mà nói chính là trọng thương, trong mắt hắn hiện lên lãnh ý. Nhưng cũng không có biện pháp nào, Lục Lâm Thiên có quá nhiều thủ đoạn quỷ dị, hắn không cách nào làm được gì. Tộc trưởng, nhưng mà... Độc Cô Lâm Khoa nhìn thấy Độc Cô Trường Linh bị trọng thương, còn định nói gì nhưng lại bị Độc Cô Ngạo Vũ ngắt lời. Mọi người nhìn hai người trẻ tuổi luyện đan đi, đừng làm chuyện mất thân phận Độc Cô gia tộc. Độc Cô Ngạo Vũ quay đầu nhìn người của Độc Cô gia, ánh mắt run lên, lập tức nhìn qua thần hoàng thai, lại rơi lên người Kim Huyền. Khẽ gật đầu chào, ánh mắt lại lướt. Qua Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng, cũng không nói thêm lời nào. Cha,
Độc Cô Cảnh Văn đi tới bên cạnh, hỏi nhỏ. Sao cha lại tới đây? Động tĩnh lớn như vậy, cha tất nhiên muốn tới xem. Độc Cô Ngạo Vũ lộ vẻ mỉm cười, ánh mắt lại rơi lên người Lục Lâm Thiên. Trên thần hoàng thai, thủ ấn của hai người lại biến hóa, linh hồn Độc Cô Trường Linh bị trọng thương, rõ ràng cố sức không ít, sắc mặt ngày càng trắng bệch. Theo thời gian trôi qua, năng lượng trong dược đỉnh ngày càng nồng nặc, đặc biệt là Lục Lâm Thiên, Hỏa Long đỉnh không cách nào che đậy năng lượng lan tràn. Biến hóa như vậy cũng làm Nam Thúc đưa mắt nhìn Lục Lâm Thiên, tuy ánh mắt không biến hóa nhưng vẫn lưu chút lo lắng, với ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn thấy Lục Lâm Thiên đã rơi xuống hạ phong, chỉ sợ tình huống không ổn, đơn thuần ở tu vi linh lực, Lục Lâm Thiên vẫn chênh lệch với Độc Cô Trường Linh không ít. Vài giờ sau, hương đan dược tràn ngập khắp cả thiên địa, khí tức làm người cảm giác đạt được không ít ưu đãi. Hương đan dược truyền ra từ cổ linh dược đỉnh, năng lượng nồng đậm lan tràn, khiến cả không gian cũng lắc lư. Khí tức năng lượng thật nồng đậm. Ngửi được hương đan dược, không ít cường giả tán thưởng. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn lên thần hoàng thai, dừng lại trên cổ linh dược đỉnh, ánh mắt cũng hiện lên tán thưởng. Hô! Thời gian lại trôi qua, thiên địa năng lượng hội tụ, càng ngày càng thêm dày đặc. Thiên địa năng lượng tập trung trên cổ linh dược đỉnh, làm các cường giả cũng run rẩy. Lại có thể làm thiên địa năng lượng biến hóa như thế, ít nhất phải là đan dược bát phẩm cao giai hậu kỳ. Độc Cô Trường Linh luyện chế cửu chuyển hóa linh đan, đó vốn là đan dược bát phẩm cao giai hậu kỳ. Năng lượng dao động cũng làm cho Lục Lâm Thiên chú ý, ánh mắt liếc qua bên cạnh, không nghĩ tới Độc Cô Trường Linh đã sắp thành công, chỉ sợ phẩm chất đan dược tuyệt đối lên tới bát phẩm cao giai, còn không phải loại bát phẩm cao giai bình thường. Trong lòng Lục Lâm Thiên nhất thời càng thêm áp lực. Hắn còn đang gian nan dung hợp linh dịch trong Hỏa Long đỉnh, căn bản khó thể nắm giữ trong tay, hắn cũng đã thất bại không ít lần, nếu muốn dung hợp cùng một chỗ tựa hồ khó thể làm được. Trong lòng Lục Lâm Thiên còn có một lo lắng, cho dù luyện chế thành công chỉ sợ cũng không thắng lợi, đừng nói tới phẩm chất, chỉ nói tốc độ cũng đã không đuổi kịp, dưới áp lực như vậy tâm thần của hắn nhận lấy một ít ảnh hưởng. Nhìn thấy Độc Cô Trường Linh gợi lên biến hóa, nhóm người Lục Tâm Đồng đều ngưng trọng. Có thể nhìn ra Độc Cô Trường Linh đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Vào thời khắc này, Độc Cô Trường Linh vốn đang khoanh chân ngồi, sắc mặt trắng bệch, lại đột nhiên đứng lên. Ngay lúc Độc Cô Trường Linh đứng lên, ánh mắt mọi người nóng cháy tập trung lên người hắn, giống như sắp chứng kiến người trẻ tuổi cực mạnh trong Độc Cô gia tộc đã sắp thắng lợi. Độc Cô Trường Linh đứng dậy, nhìn thấy thiên địa năng lượng hội tụ, trong mắt hiện lên ý cười hài lòng, khóe mắt nhìn thấy Lục Lâm Thiên vẫn còn ngưng đan. Trong mắt lộ vẻ cười lạnh. Ngay sau đó hắn nhìn vào cổ linh dược đỉnh, hít sâu một hơi, trường bào vung lên, chỉ nghe cổ linh dược đỉnh vang lên âm thanh giòn giã trầm thấp, nắp đỉnh nhất thời bay lên. Hô! Cơ hồ cùng lúc đó một cỗ năng lượng dao động từ trong đỉnh thổi quét ra ngoài, chấn động dược đỉnh ông ông kêu vang, giống như sắp xảy ra nổ mạnh. Năng lượng bàng bạc khuếch tán, người thực lực hơi yếu đứng cách thần hoàng thai ngàn thước đều lảo đảo thối lui. Suy! Một giây sau một đạo huyết sắc quang mang phóng lên cao, xuyên lên tận trời, trong mơ hồ tràn ra năng lượng dao động làm các cường giả đều run rẩy. Bên trong cổ linh dược đỉnh, linh hỏa bao phủ một viên đan dược lớn cỡ nửa nắm tay hài nhi. Hô! Đan dược màu đỏ, làm cho người ta có cảm giác hết hồn, năng lượng lan tràn làm không gian xung quanh vặn vẹo, khiến ánh mắt mọi người đều kinh hãi. Hô! Huyết sắc quang trụ phóng lên cao, không trung đột nhiên run lên. Thiên địa năng lượng kéo theo tầng mây đen thật dày hội tụ tới gần, phong vân biến sắc, năng lượng áp không. Thành đan cho ta. Trong mắt Độc Cô Trường Linh bắn ra tinh quang, thủ ấn kết xuất, linh lực bạo tuôn, linh hồn lực bàng bạc thổi quét. Oanh long. Thiên địa năng lượng dao động càng thêm kịch liệt, hội tụ thành lốc xoáy, thiên địa năng lượng quang trụ từ bên trong lốc xoáy đột nhiên bắn ra. Nương theo sau quang trụ đánh xuống, không trung rung động. Tầng tầng không gian xung quanh tán khai, nứt vụn thành từng khúc, năng lượng quang trụ lập tức oanh kích vào bên trong cổ linh dược đỉnh. Phanh! Cổ linh dược đỉnh run lên, uyển như tiếng sấm. Oanh long! Lại thêm một đạo quang mang rơi vào trong dược đỉnh, lại tới đạo thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu liên tục oanh kích xuống. Phanh phanh! Mỗi đạo năng lượng quang trụ kích xuống, cổ linh dược đỉnh rung động không ngớt. Phốc! Khi đạo thứ bảy giáng xuống, Độc Cô Trường Linh phun ra máu tươi, giờ phút này ánh mắt mọi người đều biến thành lo lắng đề phòng.
Trong nháy mắt đạo thứ 8 cùng thứ 9 giáng xuống, không gian một mảnh tối đen, trong cổ linh dược đỉnh vang lên tiếng nổ ầm ầm rung động. Phốc! Độc Cô Trường Linh lại phun ra hai ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Độc Cô Trường Linh luyện chế đan dược bát phẩm cao giai hậu kỳ vẫn cố hết sức a. Cường giả các tộc nhủ thầm, nhưng trên mặt vẫn vô cùng kinh ngạc. Liên tục phun ra hai ngụm máu tươi, thiên địa năng lượng tựa hồ bắt đầu tiêu tán. Đôi mắt Độc Cô Trường Linh gắt gao nhìn chằm chằm viên đan dược màu đỏ trong cổ linh dược đỉnh. Cửu chuyển hóa linh đan. Trong miệng hắn hét lớn một tiếng, thủ ấn biến hóa, linh hồn lực lượng cuồn cuộn tràn vào trong dược đỉnh, thiên địa năng lượng còn lại đều hội tụ vào trong đỉnh. Oanh! Một cỗ huyết sắc quang mang bắn ra, xuyên tới 9 tầng trời, năng lượng dao động lập tức lan tràn. Thiên địa năng lượng hội tụ trên bầu trời nhất thời run lên, lập tức bị chấn khai khuếch tán. Năng lượng thật mạnh, năng lượng dao động làm các cường giả đều kinh hãi. Thu, Độc Cô Trường Linh quát một tiếng, thân hình bắn thẳng lên trời cao như lưu quang, truy đuổi theo hồng mang, trong tay hiện lên hào quang, một cỗ năng lượng bàng bạc vặn vẹo không gian, đem hồng mang đều bao phủ. Suy, không gian vặn vẹo, Độc Cô Trường Linh thu hồng mang vào trong tay, khi quang mang tiêu tán, một viên đan dược đỏ như máu nháy mắt rơi vào trong tay Độc Cô Trường Linh. Hô. Trên viên đan dược nho nhỏ, quang mang huyết hồng quanh quẩn, nếu nhìn kỹ còn có 9 đạo lưu quang quấn quanh, năng lượng bàng bạc khuếch tan, đan hương mê người làm các cường giả ngửi được đều thèm nhỏ dãi. Luyện chế thành công cửu chuyển hóa linh đan bát phẩm cao giai hậu kỳ. Trên mặt nhị trưởng lão Độc Cô Ngọc Khuê lộ nụ cười, viên đan dược kia hoàn toàn không nhìn thấy được chút tì vết. Đã luyện chế thành công cửu chuyển hóa linh đan bát phẩm cao giai hậu kỳ, Lục Lâm Thiên thua. Linh tôn thất trọng chế bát phẩm cao giai hậu kỳ, Độc Cô Trường Linh bất phàm a. Lục Lâm Thiên đã thua. Ánh mắt Nam Thúc híp lại, hắn không thích Độc Cô Trường Linh, nhưng người này cũng có bản lĩnh thật sự, người của Độc Cô gia đều xôi trào, chỉ có nhóm người Dương Quá sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, nhìn chằm chằm lên đài. Phốc. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Lục Lâm Thiên đột nhiên phun máu tươi, năng lượng trong đỉnh quá mức khổng lồ, vượt xa khả năng nắm giữ của hắn. Lục Lâm Thiên đã sớm ý thức được mình sai lầm, biến khéo thành vụng, lẽ ra hắn không nên dùng tới 6 diễn linh thiên quả, năng lượng gia tăng quá lớn khiến cho hắn vô lực duy trì, muốn dung hợp nhiều năng lượng như vậy, thật sự quá khó khăn. Cũng may hắn có bất diệt huyền thể, chỉ phun máu tươi, nếu không thân thể đã sớm bị chấn nát, cho tới hiện tại hắn chỉ miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Lúc này lại có biến cố làm cho hắn không cách nào khống chế xuất hiện, năng lượng linh dịch thật sự quá lớn. Khí huyết dao động, linh lực rối loạn, vì vậy hỏa long đỉnh nhất thời nứt nẻ. Không xong, đỉnh sắp nổ. Sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến, chuyện hắn lo lắng rốt cục đã xảy ra. Không xong, đỉnh sắp nổ. Độc Cô Cảnh Văn cùng Lục Tâm Đồng kinh hô. Lục Lâm Thiên không ổn. Các cường giả đều nhìn thấy được cảnh tượng này. Phanh phanh. Năng lượng tán phát, không gian vặn vẹo, hỏa long đỉnh đột nhiên bành trướng. Không còn cách nào chống đỡ được năng lượng khổng lồ, lập tức nổ tung, cả không gian đều kiềm hãm, ngay sau đó tiếng sấm sét vang vọng dựng lên cuối chân trời. Nương theo sau linh hỏa nóng cháy thổi quét khắp xung quanh, Ma Cô Vân dựng thẳng bầu trời, hỏa diễm thổi quét khắp cả thiên không. Cả thần hoàng thai như sơn băng địa liệt, mặt đất nứt nẻ, đá vụn kích tán, ánh mắt người trên quảng trường biến thành kinh hãi. Khí tức nóng cháy giống như biển lửa bao phủ cả không gian. Thổi quét thân hình Lục Lâm Thiên vào bên trong, từng đạo không gian xung quanh biến thành đỏ đậm khuếch tán xa xa. Vào lúc này lại không có ai nhìn thấy, ngay tích tắc hỏa long đỉnh nổ tung, trong không gian hỗn loạn có một đạo tử sắc lưu quang chợt lóe rồi biến mất, nhanh tới mức không người nào phát hiện. Một màn hỗn loạn làm ánh mắt các cường giả đều mơ hồ, không gian thần hoàng thai lại bị năng lượng đáng sợ kia va chạm bóp méo, hỏa long đỉnh nổ tung thật vô cùng đáng sợ. Ai? Nam Thúc thở dài một tiếng, hắn biết thực lực của Lục Lâm Thiên, nếu luận giao thủ, Độc Cô Trường Linh căn bản không làm gì được hắn. Thế nhưng trong đan đạo, Độc Cô Trường Linh được bồi dưỡng từ nhỏ, mà Lục Lâm Thiên lại không có thời gian tu luyện đan đạo, hơn nữa cấp độ linh giả lại kém hơn, có thể chống đỡ tới bây giờ cũng đã vô cùng khó khăn. Ánh mắt Kim Huyền khẽ động, liếc nhìn Nam Thúc, hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Ca ca thua sao? Sắc mặt Lục Tâm Đồng biến đổi. Thân thể mềm mại run lên, lảo đảo lui ra sau một bước, dược đỉnh đã nổ tung,
nàng đương nhiên biết rõ hậu quả. Siêu siêu, xa giữa không trung, hai thân ảnh lặng yên rơi xuống bên ngoài quảng trường, ánh mắt nhìn chăm chú lên thần hoàng thai, chính là Độc Cô Trường Không cùng một thanh niên khí độ bất phàm, khuôn mặt có vài phần tương tự Độc Cô Trường Không. Giờ phút này ai cũng ngừng thở, nhìn chằm chằm lên thần hoàng thai hỗn loạn kia. Kinh khí tán loạn, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện, mà thân ảnh kia nửa quỳ dưới đất. Kinh khí từ từ tiêu tán, mà Lục Lâm Thiên cũng xuất hiện trên thần hoàng thai. Lúc này Lục Lâm Thiên quỳ dưới đất, đầu cúi xuống, vẻ mặt uể oải, khóe miệng đầm đìa máu tươi, thanh y có chút phá nát, cực kỳ chật vật. Thua, Lục Lâm Thiên thua. Lục Lâm Thiên thua, chính thống soái thắng lợi. Ánh mắt Độc Cô Trường Linh mang theo lãnh ý nhìn Lục Lâm Thiên, cả quảng trường đột nhiên ồn ào, người Độc Cô gia tộc thắng lợi, đây là điều mà họ mong muốn nhìn thấy. Chính thống soái lợi hại, là người mạnh nhất trong giới trẻ tuổi Độc Cô gia tộc. Vì thần hoàng chứng danh, vì Độc Cô Dương Oai, chính thống soái uy vũ. Cường giả thần hoàng đoàn chỉnh tề hét lớn, sóng âm quanh quẩn trên không trung. Rốt cục đã thua. Sắc mặt các cường giả thay đổi, nhưng trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm, cho dù lời đồn Lục Lâm Thiên cường hãn thế nào, nhưng rốt cục đã thua, cuối cùng sáu đại hoàng tộc bảo vệ được mặt mũi. Hừ. Người Thác Bạt hoàng tộc hừ lạnh một tiếng, bị tổn thất nặng trong tay Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng. Hiện tại nhìn thấy Lục Lâm Thiên bị thua, chẳng khác gì chút ác khí. Lục Lâm Thiên, dựa theo đánh cuộc, người thua, nên tự phế tu vi, tự hủy hai tay. Độc Cô Trường Linh lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên nói. Tuân thủ đánh cuộc, tự phế tu vi, tự hủy hai tay. Thần Hoàng đoàn đồng thanh hét lớn, chân khí bức người thổi quét bao phủ Lục Lâm Thiên. Tuân thủ đánh cuộc, tự phế tu vi, tự hủy hai tay. Tuân thủ đánh cuộc. Tự phế tu vi, tự hủy hai tay. Từng tiếng hét lớn quanh quẩn giữa không trung. Sắc mặt nhóm người Độc Cô Cảnh Văn đều đại biến. Mà thần sắc nhóm thần tử nữ Hiên Viên Triệt cũng thoáng chấp động, nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên. Nghe âm thanh xôi trào ủng hộ, Độc Cô Trường Linh lộ ý cười, nói. Lục Lâm Thiên, người đã thua, cần ta động thủ. Hay là tự ngươi động thủ? Ai nói ta thua, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta thua? Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên. Chỉ thấy thân thể hắn vô cùng chật vật, mặt xám mày cho, khóe môi chảy máu, ngực áo bị nhuộm đỏ, chỉ có đôi mắt vẫn thâm thúy, trong mắt còn mang theo màu đỏ nhàn nhạt. Ca ca không thua, cho tới bây giờ ca ca chưa từng thua, lần này cũng vậy. Trong mắt Lục Tâm Đồng lộ ý cười. Ánh mắt Độc Cô Trường Linh run lên, lập tức trầm xuống. Lục Lâm Thiên, dược đỉnh của ngươi đã nổ. Chẳng lẽ còn chưa thua sao, chẳng lẽ người muốn nằm vạ? Buồn cười, dược đỉnh nổ tung lại cho là thua, đây là quy củ của Độc Cô gia tộc các ngươi định ra sao? Lục Lâm Thiên phun ra bọt máu, trong cơ thể vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ còn chưa thua sao? Người trên quảng trường nghe vậy không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ đã như thế còn chưa thua? Dược đỉnh tự bạo đương nhiên không tính thua, vậy đan dược của ngươi đâu, chẳng lẽ đan dược không còn chưa tính là thua? Độc Cô Trường Linh lạnh lùng nói. Ai nói đan dược không còn? Lục Lâm Thiên nhíu mày, dùng tay trái lau máu trên miệng, linh lực chợt dao động, chân khí cùng linh lực đồng thời thi triển. Chỉ thấy hắn vươn ra tay phải, nhất thời trên lòng bàn tay hiện ra tử sắc lưu quang. Hô! Tử sắc lưu quang xuất hiện, cả không gian lan tràn cỗ khí tức quỷ dị, cơ hồ đồng thời không gian đột nhiên run rẩy lên. Giờ phút này nhìn thấy tử sắc lưu quang. Độc Cô Trường Linh đột nhiên cảm giác được trong lòng run lên, một cảm giác nguy hiểm lan tràn khắp nội tâm của hắn. Đây là... Sắc mặt đông đảo cường giả không khỏi đại biến, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của Lục Lâm Thiên, năng lượng tử sắc lưu quang liên tục dao động làm lòng người run rẩy. Suy! Lục Lâm Thiên ném tử sắc lưu quang lên cao, ngay lập tức lưu quang mở rộng, hóa thành mấy thước lớn, biến thành đại đỉnh ba chân màu tím, bí văn lôi quang lan tràn, hào quang chói mắt. Chính là Tử Lôi Huyền Đỉnh. Trên Tử Lôi Huyền Đỉnh hiện ra linh dịch tinh thuần, lúc này nó đang xoay tròn bên trong đỉnh. Vừa rồi khi Hỏa Long Đỉnh nổ tung, Lục Lâm Thiên tự biết không xong, liều mạng thúc giục Tử Lôi Huyền Đỉnh đem linh dịch trong Hỏa Long Đỉnh hút vào bên trong Huyền Đỉnh. Tử Lôi Huyền Đỉnh, đây hình như là Tử Lôi Huyền Đỉnh trong lời đồn đãi. Thần khí thành danh của Huyền Thiên Yêu Tôn tung hoành đại lục hơn 7.000 năm trước.
Nghe lời đồn Tử Lôi Huyền Đỉnh vô cùng bất phàm. Nhưng Tử Lôi Huyền Đỉnh là vũ linh khí, chẳng lẽ Lục Lâm Thiên muốn dùng binh linh khí luyện chế đan dược sao? Vũ linh khí luyện chế đan dược được sao? Mọi người kinh hãi, chẳng biết từ lúc nào trên thần hoàng thai đột nhiên hiện ra lôi vân cuồn cuộn dày đặc. Tử sắc điện quang lưu chuyển, chân khí khiến người sợ hãi truyền tới, lôi điện lóe ra, mọi người đều cảm thấy áp lực bất an. Càng làm người ta nghi hoặc chính là linh dịch lại đang nằm bên trong huyền đỉnh. Chẳng lẽ Lục Lâm Thiên muốn dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh luyện chế đan dược sao? Độc Cô Trường Linh cùng cường giả thần hoàng đoàn vốn nghĩ mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng không ai nghĩ tới Lục Lâm Thiên còn có chiêu này, hắn lại có thể bảo tồn được linh dịch, như vậy có thể tiếp tục luyện chế. Nhìn Lục Lâm Thiên muốn dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh luyện chế đan dược, Kim Huyền cùng Nam Thúc nhìn nhau, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Lúc này Lục Lâm Thiên muốn dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh luyện chế đan dược cũng vì bất đắc dĩ, vừa rồi Hỏa Long Đỉnh đã nổ tan, vì không muốn mất đoàn linh dịch này, hắn phải lấy ra Tử Lôi Huyền Đỉnh chứa đựng, hắn vốn không có ý nghĩ dùng Huyền Đỉnh luyện chế đan dược, nhưng hiện tại rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể miễn cưỡng làm như thế, dù sao hắn đã sớm dung hợp linh vũ, đồng thời thúc giục Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng linh lực ngưng tụ linh hỏa không đến nỗi không làm được. Vũ Thần Khí. Đôi mắt Độc Cô Trường Linh nhìn chằm chằm Tử Lôi Huyền Đỉnh, khuôn mặt thật khó xem, hắn thật không ngờ Lục Lâm Thiên còn có một chiêu này. Dùng Vũ Thần Khí luyện chế đan dược, ta muốn xem ngươi làm sao luyện chế. Độc Cô Trường Linh hừ lạnh một tiếng, tuy kinh ngạc nhưng trong lòng cũng biết, chỉ sợ dù Lục Lâm Thiên luyện chế thành công nhưng phẩm cấp đan dược cũng không cao bằng cửu chuyển hóa linh đan của mình. Ngươi không làm được, không có nghĩa là tất cả mọi người đều không làm được. Lục Lâm Thiên nói. Cố làm xem a, cho dù ngươi luyện chế thành công thì đã sao, phẩm cấp đan dược của ngươi còn cao hơn được cửu chuyển hóa linh đan của ta hay sao, tới lúc đó ngươi cũng trốn không thoát tự phế tu vi, tự hủy hai tay. Độc Cô Trường Linh lớn tiếng cười lạnh, âm thanh quanh quẩn trên quảng trường, hiện tại không thể xuất thủ, hắn cũng không ngại gia tăng áp lực cho Lục Lâm Thiên. Đông đảo cường giả sửng sốt, Độc Cô Trường Linh nói không sai, dù Lục Lâm Thiên thành công luyện chế ra đan dược. Nhưng phẩm cấp làm sao bằng cửu chuyển hóa linh đan, nói thế nào cũng thua, nhưng không nghĩ tới tiền đặt cược của hai người này lại là phế bỏ tu vi, hủy bỏ hai tay, thật sự là quá nặng nề. Ai thắng ai thua, còn chưa nhất định. Thản nhiên nói một câu, Lục Lâm Thiên tiến lên một bước, tay trái biến hóa thủ ấn, chân khí tràn vào Tử Lôi Huyền Đỉnh. Ông ông! Tử Lôi Huyền Đỉnh run lên, lôi vân bắt đầu khởi động. Giờ phút này Lục Lâm Thiên không thể không quyết định mình phải buông tay bắt buộc, chỉ còn một lần cơ hội cuối cùng. Nhìn thấy hành động của Lục Lâm Thiên, người trên quảng trường không khỏi ồ lên, không ít ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, nghe lời nói của hắn giống như tự nhận mình sẽ có hy vọng chiến thắng. Biểu tỷ, Vô Song tỷ, chẳng lẽ Lâm Thiên vẫn còn biện pháp sao? Vân Hồng Lăng lo lắng, ánh mắt ngưng trọng nhìn Lục Lâm Thiên. Ta cũng không biết, có lẽ Lâm Thiên sẽ có biện pháp. Độc Cô Cảnh Văn nói, Lâm Thiên không phải người lơ là, nói không chừng trong lòng đã có biện pháp. Bắc Cung Vô Song cắn môi, tuy nghe nói như thế nhưng ánh mắt vẫn vô cùng ngưng trọng. Yên tâm đi, ca ca làm sao có thể bại. Lục Tâm Đồng kiên nghị nói, trong lòng nàng tin tưởng ca ca, từ nhỏ tới lớn ca ca chưa từng thất bại. Hừ, ta muốn nhìn xem hôm nay ngươi làm sao thắng ta. Độc Cô Trường Linh nhìn Lục Lâm Thiên. Vẻ mặt biến thành khinh thường, tới lúc này hắn thật sự không nghĩ ra Lục Lâm Thiên còn có biện pháp nào xoay chuyển cục diện, điều này hoàn toàn không có khả năng. Tử Lôi Huyền Đỉnh kêu vang, năng lượng linh dịch lan tràn, lại giống như bị một cỗ năng lượng ngăn chặn bên trong, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lục Lâm Thiên. Đan chiến lần này chính bản thân Lục Lâm Thiên cũng biết mình rơi vào tình trạng tiến lui đều khó khăn. Bởi vì kết quả vượt ngoài dự đoán của hắn. Trình độ của Độc Cô Trường Linh trong đan đạo đã tuyệt đối cường đại, vì vậy chính bản thân Lục Lâm Thiên đã rơi vào hiểm cảnh. Thu liếm tâm thần, ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, trong đầu hiện ra một đơn thuốc, cơ hồ giống như diễn linh hóa thần đan như đúc. Nhưng vẫn còn có điều khác nhau, bởi vì phẩm cấp khác nhau hoàn toàn, đơn thuốc kia vốn ở cấp độ bát phẩm cao giai đỉnh. Lục Lâm Thiên từ trong đơn thuốc biết được một việc, nếu luyện chế thành công đan dược này, sẽ giúp tôn cấp cửu trọng gia tăng hy vọng thành đế lên 10%, nói cách khác chỉ cần dùng đan dược sẽ có 1/10 cơ hội thành đế. Đế linh tấn thần đan. Khẽ thì thầm, Lục Lâm Thiên muốn luyện chế loại đan dược này,
mà đơn thuốc do sư phụ Chí Thánh Đại Đế lưu lại. Trong tư liệu, muốn luyện chế đan dược ngoại trừ cần 3 diễn linh thiên quả làm tài liệu chủ yếu, còn cần một loại tài liệu chủ yếu khác, nhưng loại tài liệu này đủ làm cho toàn bộ linh giả trên đời trực tiếp rút lui không dám nghĩ tới. Đó chính là cần một tia đế giả chi nguyên làm tài liệu chính, đế giả chi nguyên, dưới gầm trời này có mấy ai lấy ra được, mà vừa lúc trên người Lục Lâm Thiên lại có. Phương pháp luyện chế lại vô cùng quỷ dị, không thể dùng linh hỏa bình thường mà phải luyện chế ở một nơi có lôi điện dày đặc, dùng lôi điện lực ngưng tụ đan dược. Chẳng qua nếu dùng phương pháp này rất có thể đem người luyện đan đánh thành mảnh nhỏ, hoặc là nếu sơ sẩy sẽ bị lôi điện hủy diệt đan dược thành cho tàn. Sư phụ a, ngài đừng gạt đệ tử, nếu đệ tử thua, sẽ không còn ai đi cứu ngài. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm, phương pháp luyện chế ngoài tưởng tượng kia, hy vọng sư phụ Chí Thánh Đại Đế đừng nói đùa, mà hiện tại Lục Lâm Thiên chỉ có thể buông tay bắt buộc. Hít sâu một hơi, Lục Lâm Thiên lại biến hóa thủ ấn, sắc mặt ngưng trọng. Ai thắng ai thua, đợi một lát sẽ thấy được rõ ràng, hiện tại dương dương đắc ý, không khỏi quá sớm. Lục Lâm Thiên lướt mắt nhìn quanh quảng trường, quát một tiếng, Tử Lôi Huyền Đỉnh nháy mắt mở rộng, lập tức hóa thành mấy chục thước, lôi quang bí văn lan tràn. Xuy xuy, lôi vân cuồn cuộn áp không tràn tới, hội tụ bên trên Tử Lôi Huyền Đỉnh, cả không gian phong vân biến sắc, lôi vân dày đặc. Khí tức cường hãn ngập trời, tràn ngập khắp cả không gian. Làm cả phiến không gian đều run rẩy lên. Lục Lâm Thiên biến hóa thủ ấn, lôi vân cuồn cuộn không ngớt, thân hình hắn lập tức hòa thành một thể cùng lôi vân, theo thủ ấn đánh ra, lôi vân áp không, trên không trung tràn ngập tử sắc lôi điện, nhìn qua thật giống như thác nước tử sắc treo trên bầu trời. Lục Lâm Thiên muốn làm gì? Uy thế kia làm mọi người run sợ, không ai biết Lục Lâm Thiên đang định làm gì, ánh mắt gắt gao tập trung trên người hắn. Suy! Đúng ngay lúc này một đạo tử sắc lôi điện đột nhiên đánh xuống, nhất thời cả không trung vang vọng tiếng sấm đinh tai nhức óc. Lôi điện ngưng đan, thủ ấn trầm xuống, Lục Lâm Thiên quát một tiếng. Oanh long, tử sắc lôi điện nháy mắt đánh vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, một đạo tử kim huyền lôi trực tiếp oanh kích vào trong đoàn linh dịch, cả đoàn linh dịch lập tức nổi lên tử sắc điện mang quanh quẩn. Đi, tay phải kết xuất thủ ấn, đồng thời thúc giục linh vũ, linh hồn lực bao phủ Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lấy lôi ngưng đan đương nhiên không thể khinh thường, nếu không cẩn thận sẽ phá hủy toàn bộ linh dịch. Trên thần hoàng thai, tử sắc lôi vân chiếm lĩnh, hào quang thiểm điện áp không giáng xuống, từng đạo lôi đình khiến tim đập nhanh không ngừng xuyên toa, năng lượng dao động đáng sợ tràn ngập, điện mang giáng xuống, không gian nổ tung. Phương pháp luyện chế đan dược rung động như vậy làm những người đứng xem đều cảm giác lãnh ý lan tràn, trước mặt lôi uy kinh người khiến linh hồn họ đều run rẩy. Suy. Từng đạo tử kim huyền lôi không ngừng oanh kích vào Tử Lôi Huyền Đỉnh, lôi điện quanh quẩn hô ứng cùng tử kim huyền lôi giữa không trung. Lục Lâm Thiên tựa hồ dùng lôi điện ngưng đan a. Thật là quỷ dị, dùng lôi điện ngưng đan, đây là muốn luyện chế đan dược gì? Nhóm người Độc Cô Cảnh Văn cũng kinh ngạc nghẹn họng nhìn chân chối. Kim Huyền cùng Nam Thúc đều đưa mắt nhìn nhau, với kiến thức của họ cũng chưa từng gặp qua thủ đoạn như thế. Trong đám người, Độc Cô Ngạo Vũ nhìn lên thần hoàng thai, sắc mặt kinh nghi, không ai nhìn thấy được tia tán thưởng chợt lóe trong mắt hắn. Tiểu tử này thật biến thái. Nhóm người Vân Thiếu Thiên càng thêm ngây người, kinh ngạc há hốc mồm. Mỗi một đạo tử kim huyền lôi giáng xuống, đoàn linh dịch càng tương dung một ít. Chẳng qua mỗi một đạo lôi điện giáng xuống, sắc mặt Lục Lâm Thiên lại tái nhợt một phần. Linh hồn lực bao phủ linh dịch, khống chế tử kim huyền lôi làm cho linh dịch tương dung. Lực kháng cự bắn ngược của linh dịch làm Lục Lâm Thiên chống đỡ thật cố sức. Không biết qua bao lâu, một cỗ năng lượng kinh người chợt khuếch tán. Ngay lập tức một viên đan dược xanh trắng ánh tím xuất hiện ngay trên Tử Lôi Huyền Đỉnh. Đan dược lớn cỡ nắm tay hài nhi, năng lượng bàng bạc vừa tán phát lại bị lôi điện màu tím bao phủ, nhìn qua cực kỳ huyền ảo. Nhìn thấy viên đan dược, sắc mặt Lục Lâm Thiên lộ vẻ vui mừng, lúc này linh dịch đã ngưng tụ thành đan phôi. Tâm thần hắn vừa động, linh lực tràn ra, thổi quét về hướng viên đan dược kia. Oanh long! Lại một đạo tử kim huyền lôi đánh xuống đan dược, ngay lập tức đan dược xoay chuyển với tốc độ cao trên huyền đỉnh, năng lượng bàng bạc lan tràn khuếch tán. Viên đan phôi lập tức biến thành bóng loáng như ngọc. Mà thời khắc này thiên địa năng lượng như bị lôi kéo, không ngừng hội tụ. Hô! Nhất thời động tĩnh trên thần hoàng thai càng thêm khủng bố, năng lượng áp không.
nương theo sau lôi vân cuồn cuộn trực tiếp che phủ cả phiến không gian. Năng lượng như vậy, Lục Lâm Thiên sắp thành công A1. Khiến cho thiên địa năng lượng biến hóa mãnh liệt như thế, tựa hồ không kém hơn Độc Cô Trường Linh. So sánh tu vi, có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, Lục Lâm Thiên rõ ràng mạnh hơn. Trong mắt Độc Cô Trường Linh hiện tia lãnh ý, hắn không nghĩ tới Lục Lâm Thiên đã sắp thành công. Năng lượng dao động như vậy, chỉ sợ phẩm cấp đan dược cũng là bát phẩm cao giai, lấy lôi điện ngưng đan, thủ đoạn quỷ dị của Lục Lâm Thiên thật sự là đông đúc. Làm sao có thể, hắn làm sao làm được? Độc Cô Trường Linh cùng thần hoàng đoàn đều không dám tin tưởng. Tiểu tử này thật sự làm được, mạnh mẽ. Vân Tiếu Thiên có chút kích động tới run rẩy. Cha, Lâm Thiên ca thật không kém đâu. Độc Cô Mị kéo tay Độc Cô Bắc kích động nói. Ánh mắt Nam Thúc run rẩy, lại nhìn Lục Lâm Thiên với vẻ lo lắng. Vậy mà cũng được, lấy lôi điện ngưng tụ thành đan, kỳ tích. Nhóm người Hiên Viên Triệt đều kinh ngạc lẫn rung động. Nguyên lai mọi người đều hy vọng Lục Lâm Thiên sẽ thua, nhưng lúc này nhìn thấy một màn chấn động lòng người trước mắt, tưởng tượng tới phương pháp luyện chế đan dược đặc thù kia, lại có người hy vọng Lục Lâm Thiên có thể thành công, ý tưởng trong lòng họ hiện tại cực kỳ mâu thuẫn. Lúc này thiên địa năng lượng ngày càng mạnh, thậm chí mơ hồ còn vượt qua cả năng lượng mà Độc Cô Trường Linh tạo ra. Năng lượng càng ngày càng mạnh, chẳng lẽ đan dược của Lục Lâm Thiên tốt hơn Độc Cô Trường Linh hay sao? Nói không chắc đâu, Lục Lâm Thiên thật sự quỷ dị. Có lẽ Lục Lâm Thiên mới là người thắng. Lúc này ánh mắt Độc Cô Trường Linh càng thêm âm trầm, trong mắt hiện lên sát ý. Ngay khi sát ý vừa xuất hiện, Độc Cô Trường Linh chợt run lên, bởi vì có hai cỗ chân khí khiến linh hồn hắn run rẩy bao phủ lên người của hắn. Độc Cô Trường Linh đưa mắt nhìn qua, hắn nhìn thấy Kim Huyền cùng Độc Cô Ngạo Nam đang liếc hắn, trong lòng không khỏi run lên, chỉ sợ hắn có động tác sẽ lập tức bị hai vị siêu cấp cường giả công kích không hề lưu tình. Bị ánh mắt của hai vị cường giả khủng bố nhìn chằm chằm, khiến Độc Cô Trường Linh hoảng sợ thu liễm sát ý, không dám dính vào nguy hiểm, chỉ có thể ôm oán hận đứng yên tại chỗ. Nhưng lúc này không ai nhìn thấy sắc mặt Lục Lâm Thiên ngày càng trắng bệch, lực lượng tiêu hao quá lớn làm cho hắn đã không còn cách nào chống đỡ. Phốc! Lục Lâm Thiên lại phun ra máu tươi, đồng thời thúc giục Linh Vũ tuy chân khí không bị trở ngại, chỉ là linh lực cùng linh hồn lực không cách nào duy trì được nữa. Đông! Trong đầu mê muội, thân hình mềm nhũn, Lục Lâm Thiên quỳ sụp một gối xuống đất, thiên địa năng lượng mất đi chống đỡ đột nhiên tản ra, chỉ còn lưu lại lôi vân tử sắc tiếp tục quay cuồng. Lục Lâm Thiên tiêu hao quá nhiều, chỉ sợ không chống đỡ được nữa. Đông đảo cường giả cảm thán. Hừ, nỏ mạnh hết đà. Độc Cô Trường Linh khinh thường hừ lạnh, biến hóa kinh người thì thế nào, vẫn không cách nào so sánh với hắn. Lâm Thiên, ca ca, nhóm người Lục Tâm Đồng khẩn trương kinh hô. Không biết từ lúc nào Nam Thúc cũng đã siết chặt nắm tay, tựa hồ bắt đầu khẩn trương. Mau nhìn xem, hắn lại đứng lên. Còn chưa ngã, lại đứng lên. Mọi người kinh ngạc, khi họ nghĩ Lục Lâm Thiên sẽ buông bỏ lại nhìn thấy hắn lảo đảo đứng lên. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trắng bệch tới cực hạn, miệng đầm đìa máu tươi, nhìn dáng vẻ thật dữ tợn, khí tức biến mất, lúc này cũng khó thể duy trì cửu chuyển thiên linh bí pháp. Hô! Không ít người hít sâu một hơi, không nghĩ tới Lục Lâm Thiên vẫn còn có thể đứng dậy, trong mắt họ hiện lên vẻ kính nể, chỉ với nghị lực này đủ khiến họ động dung. Nghị lực của tiểu tử này thật mạnh, thần nữ không nhìn lầm người a. Đại hộ pháp Bắc Cung Nhất lộ vẻ tán thưởng. Thân hình Lục Lâm Thiên đứng thẳng, toàn thân run rẩy lảo đảo, nếu không dựa vào vũ đạo chống đỡ tiêu hao như vậy hắn thật sự không cách nào đứng dậy, nhưng còn hai bước cuối cùng chưa hoàn thành, hắn nhất định không thể ngã xuống, vì cảnh văn, vì chính hắn nhất định không thể ngã xuống. Thủ ấn biến hóa, trong mắt Lục Lâm Thiên hội tụ hào quang, quanh thân hiện lên bạch mang lan tràn. Bạch mang cương khí không ngừng khuếch tán. Lúc này Độc Cô Trường Linh cảm giác được khí tức của Lục Lâm Thiên, thân thể run rẩy tuôn mồ hôi lạnh, khí tức kia vô cùng đáng sợ, mơ hồ mang theo thiên địa năng lượng quỷ dị khiến người sợ hãi. Bạch sắc cương khí lan tràn, thiên không gió dục mây vần, không gian run rẩy, toàn bộ cường giả đều bị chấn động. Đế giả chi nguyên, đó là đế giả chi nguyên. Đó tuyệt đối là đế giả chi nguyên. Trên người Lục Lâm Thiên không ngờ còn có đế giả chi nguyên, nghe đồn đãi hắn chiếm được đế giả chi nguyên trên thiên đảo, vậy là thật sự. Lục Lâm Thiên lại phun máu, thủ ấn biến hóa, chỉ còn một chút nữa,
hắn cần phải dung nhập đế giả chi nguyên vào trong đan dược mới xong. Suy, thủ ấn cuối cùng rơi xuống, trong mi tâm Lục Lâm Thiên bay ra một đạo hào quang, quang mang cực kỳ hư ảo, lại giống như có thiểm điện đánh xuống, mang theo tiếng sấm sét vang dội, đột nhiên rơi thẳng lên đan phôi trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Hào quang kinh người nháy mắt biến mất, đã thẩm thấu vào bên trong đan dược. Vào thời khắc này cương khí xung quanh Lục Lâm Thiên cũng biến mất, hắn vận dụng đế giả chi nguyên, đã không còn cách nào kiên trì, linh hồn lực cùng linh lực đều tiêu hao không còn. Phốc, Lục Lâm Thiên lại phun máu tươi, thân hình nửa quỳ dưới đất, chân khí uể oải tới cực hạn. Hắn thật sự không chống đỡ được nữa, mặc dù chân khí tiêu hao không bao nhiêu, nhưng vì luyện chế đan dược, linh hồn lực cùng linh lực thật sự cạn kiệt. Trong đầu đau đớn mê muội, như sắp ngất đi, ý thức trở nên mơ hồ, nhưng trong đầu hắn vẫn còn một ý niệm quanh quẩn. Ta nhất định không thể thua, không thể thua. Ai, tới thời điểm này vẫn thất bại, thực lực dù sao không đủ thôi. Đã tới cực hạn chứ, nếu còn tiếp tục đứng lên thì chẳng khác gì nghịch thiên. Lục Lâm Thiên này cực kỳ cường hãn, nhưng vẫn tu vi vẫn kém hơn Độc Cô Trường Linh. Hắn thật sự bất phàm, chỉ cần đợi thêm một thời gian nhất định có thể rung động đại lục, chỉ tiếc hôm nay thực lực không đủ. Lôi vân chậm rãi tiêu tán, điện quang ảm đạm, đan phôi có dấu vết muốn nứt vụn, chỉ là dựa vào tia đế giả chi nguyên cho nên vẫn miễn cưỡng củng cố. Lần này Lục Lâm Thiên thật sự đã thua. Bàn tay Nam Thúc vô lực buông ra, hắn biết Lục Lâm Thiên đã rơi vào hôn mê, căn bản không cách nào tiếp tục luyện đan, dù sao tu vi vẫn chưa đủ. Lôi vân từ từ khuếch tán, không gian bắt đầu khôi phục sáng ngời. Độc Cô Trường Linh cùng Thần Hoàng Đoàn lộ nụ cười lạnh, mấy thanh niên Bắc Cung gia tộc lộ vẻ khinh thường, mà Độc Cô Trường không cùng thanh niên đứng cạnh hắn cũng lộ vẻ đắc ý. Ca ca sẽ không thua. Nhóm người Lục Tâm Đồng run lên, ngưng trọng thất thần. Lục Lâm Thiên, người thua, tự phế tu vi, tự hủy hai tay đi, đừng giả bộ hôn mê. Trên Thần Hoàng Thai có chút hỗn độn, Độc Cô Trường Linh nhìn Lục Lâm Thiên nói, hắn dùng tâm thần quan sát đã biết Lục Lâm Thiên hôn mê, trên người không còn chân khí dao động. Lâm Thiên, huynh đứng lên, vì muội, huynh đã nói cần phải chứng minh chính mình, mau đứng lên, chứng minh chính huynh. Một thân ảnh xinh đẹp chợt lóe, Độc Cô Cảnh Văn đi tới trên đài nhìn Lục Lâm Thiên lớn tiếng nói. Lâm Thiên, ca ca, huynh sẽ không thua, đứng lên. Mấy thân ảnh xinh đẹp lại nhảy lên Thần Hoàng Thai kêu lên. Lục Lâm Thiên, đừng thua, đứng lên. Một tiếng hét lớn quanh quẩn thiên không, Độc Cô Cảnh Văn nhìn qua, nhận ra là Hiên Viên Triệt. Lục Lâm Thiên, đứng lên, đừng thua. Thần tử đã ủng hộ, người của Hiên Viên Hoàng tộc đều lớn tiếng hô. Lục Lâm Thiên, đứng lên, chứng minh ngươi không thua kém sáu đại hoàng tộc. Thái Công Tĩnh Nhiễm chợt đi ra, âm thanh yêu kiều quanh quẩn trên quảng trường, ngay lập tức người của Thái Công gia cũng hô to. Lục Lâm Thiên, đứng lên đi. Lục Lâm Thiên, chuyên tôn tông nguyên này ủng hộ ngươi, đứng lên cho lão tử. Âm thanh chuyên tôn tông nguyên cuồn cuộn quanh quẩn, người của chuyên tôn gia đồng thanh quát lớn, sóng âm quanh quẩn không ngớt. Lục Lâm Thiên, đứng lên. Lục Lâm Thiên, người đừng thua, mau đứng lên. Ba thần tử thần nữ đồng thời lên tiếng ủng hộ Lục Lâm Thiên, không ít người Độc Cô gia tộc đã không còn giữ được bình tĩnh, từng âm thanh tiếng hô quanh quẩn trên quảng trường, đám người không ngừng phụ họa, âm thanh đinh tai nhức óc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không ít cường giả kinh ngạc quay đầu nhìn lại, sắc mặt nghi hoặc, không biết tại sao Lục Lâm Thiên được nhiều người ủng hộ như vậy. Thậm chí cả Hiên Viên Triệt, Thái Công Tĩnh Nhiễm, chuyên tôn Tông Nguyên cũng ủng hộ hắn. Chỉ có sắc mặt Độc Cô Trường Linh cùng Thần Hoàng Đoàn vô cùng khó xem, Độc Cô Trường Linh thật không ngờ lại có nhiều người ủng hộ Lục Lâm Thiên như vậy, thậm chí người của Độc Cô gia tộc cũng thế. Hừ, trong mắt Độc Cô Trường Linh lộ lãnh ý, cho dù có người ủng hộ thì thế nào, Lục Lâm Thiên cũng đã thua. Tiểu tử này, đi tới đâu cũng có thể khiến cho náo động tới đó. Vân Tiếu Thiên thì thào nói, ánh mắt vẫn vô cùng ngưng trọng. Đám người không ngừng hô to, mà lúc này Lục Lâm Thiên đã hôn mê, thần thức dần dần ngủ say. Trong hỗn loạn, ý thức của hắn xuất hiện bên trong một không gian xa lạ, không gian tràn ngập huyết tinh khủng bố, tận cùng núi non có một thân ảnh hùng vĩ tay cầm kim sắc đại đao, dưới chân là hài cốt chồng chất như núi, giữa không trung phong vân biến sắc, quỷ khóc thần hào, huyết tinh tràn ngập, sát khí tận trời, máu chảy thành sông.
Một màn này Lục Lâm Thiên đã rất tin tưởng, ngay khi hắn định tới gần thân ảnh hùng vĩ kia, kim sắc đại đao đột nhiên tản ra quang mang chói mắt, phảng phất như có một âm thanh vang vọng trong lòng hắn. Lục Lâm Thiên, đứng lên cho ta, chỉ là một linh tôn thất trọng nho nhỏ sao có thể đánh bại ngươi. Âm thanh kia như cửu thiên huyền lôi, đột nhiên đánh thức Lục Lâm Thiên. Được rồi, ta không thể thua, vì cảnh văn, vì bản thân, nhất định không thể thua. Tiểu hồn anh tỉnh táo trở lại, kim sắc tiểu đao lập tức tràn ra kim quang. Ông! Tiếng sấm nổ mạnh, kim mang lan tràn, kim mang bao phủ lên tiểu hồn anh, khuếch tán trong não hải, thậm chí lan tràn khắp cả gân cốt cơ thể cùng huyết mạch của hắn. Lục Lâm Thiên đã bị kim mang bao vây, chẳng qua có lớp thanh y bao phủ giống như ẩn như hiện, khó thể nhìn thấy. Trong khoảnh khắc một cỗ năng lượng bàng bạc lan tràn, tiểu hồn anh nháy mắt khôi phục, Lục Lâm Thiên cảm giác não hải của mình tràn đầy linh lực, mà kim sắc tiểu đao lại không ngừng phát tán kim mang, giống như tùy tiện cung ứng cho hắn tiêu xài. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được mình đã khôi phục tới thời kỳ toàn thịnh, thậm chí tu vi còn tiến lên một cảnh giới khác, hết thảy không gian xung quanh đều giống như nằm trong lòng bàn tay của hắn. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được chân khí của mọi người trên quảng trường, từng âm thanh tiếng gọi ầm ĩ cũng truyền vào trong tai hắn. Tiếp tục luyện chế, nhất định không thể thua. Lục Lâm Thiên nhủ thầm. Lục Lâm Thiên, đứng lên. Lục Lâm Thiên, mau đứng lên. Mọi người vẫn tiếp tục hô to, nhưng Lục Lâm Thiên vẫn không có động tĩnh, sóng âm ngày càng nhỏ, ai cũng lộ vẻ thất vọng, họ đều hiểu rõ ràng, làm gì có nhiều kỳ tích như vậy, Lục Lâm Thiên có thể đi tới bước này cũng đã là kỳ tích. Hừ, hô vài tiếng hữu dụng sao, dựa vào cái gì đối chọi với ta? Độc Cô Trường Linh cười lạnh, ngay khi lời của hắn còn chưa dứt, giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng sấm sét. Oanh long! Tử lôi huyền đỉnh lại xoay tròn, tử sắc lôi vân ầm ầm hội tụ, cả không gian nháy mắt tràn ngập lôi vân, gió dục mây vần. Suy! Nam Thúc cùng Kim Huyền lập tức nhìn Lục Lâm Thiên, nhóm người Lục Tâm Đồng đứng trên thần hoàng thai, nhìn thấy lôi vân cuồn cuộn, thân thể chợt run lên, vội vàng tập trung vào người hắn. Thân hình Lục Lâm Thiên đột nhiên run lên, ngẩng đầu đứng thẳng dậy, quanh thân tràn ngập kim quang, không gian xung quanh giống như khí lãng vô hình lan tràn khuếch tán. Mau nhìn, Lục Lâm Thiên đứng lên kìa. Thật sự đứng lên, hắn không ngã xuống, lại đứng lên. Đứng lên rồi. Nhóm người Hiên Viên Triệt cũng lộ ý cười, toàn bộ cường giả sáu đại gia tộc đều kinh ngạc lẫn rung động, ánh mắt không dám tin tưởng. Vừa rồi họ đã dùng tâm thần quan sát. Lục Lâm Thiên rõ ràng đã hôn mê, tiêu hao hoàn toàn, nhưng hiện tại có thể đứng lên. Họ đưa mắt nhìn nhau, chuyện này thật không tưởng tượng nổi. Lâm Thiên, huynh không sao chứ? Bắc Cung Vô Song lo lắng hỏi. Yên tâm, ta không sao, mọi người đi xuống trước đi. Lục Lâm Thiên lắc đầu đáp. Bốn nữ tử lập tức thối lui xuống dưới thần hoàng thai. Lục Lâm Thiên xoay người nhìn quanh quảng trường, lập tức hướng Hiên Viên Triệt. Thái Công Tĩnh Nhiễm, chuyên tôn Tông Nguyên ôm quyền nói. Lục Lâm Thiên đa tạ chư vị ủng hộ. Lục Lâm Thiên, giỏi lắm. Lục Lâm Thiên, ta ủng hộ ngươi. Mọi người nháy mắt xôi trào, sóng âm vang vọng, nương theo sau tiếng sấm vang rền, không gian đều rung động. Sau đó hắn xoay người, thủ ấn biến hóa, tử lôi huyền đỉnh trống rỗng bay lên, xoay quanh trên bầu trời, lôi vân dao động kịch liệt. Suy! Cùng một thời gian Lục Lâm Thiên bay lên, thân hình lăng không đứng thẳng, song song với tử lôi huyền đỉnh, linh lực cùng linh hồn lực tràn đầy, hơn nữa hắn có loại cảm giác làm cho hắn có thể nắm giữ cả thiên địa trong tay. Lấy lôi điện lực, rèn đan. Thủ ấn biến hóa, tử sắc lôi đình lại oanh kích vào bên trong tử lôi huyền đỉnh. Suy, oanh long, tiếng vang đình tai nhức óc, Lục Lâm Thiên vẫn đứng sừng sững không chút lay động. Đan phôi ngày càng bóng loáng. Năng lượng càng thêm tinh thuần, màu tím ngày càng nồng đậm. Chẳng biết từ lúc nào thiên địa năng lượng lại hội tụ, chỉ nháy mắt đã giống như phong vân biến sắc. Oanh long long, tiếng sấm sét truyền ra, mây đen xuất hiện, không gian biến thành cực kỳ huyền ảo lẫn rung động. Đột nhiên đan dược trực tiếp lao ra khỏi tử lôi huyền đỉnh. Oanh, nhất thời một cỗ uy thế tràn ngập, một đạo thanh bạch quang mang trùng thiên, đánh khai lôi vân dày đặc. Thiên địa năng lượng kéo xuống bao phủ dưới lôi vân. Oanh! Không gian lung lay như sắp đổ, mọi người kinh hãi, uy thế kia làm họ hô hấp cũng khó khăn. Suy! Thủ ấn hạ xuống,
Trong lôi vân bay ra 9 đạo tử kim huyền lôi oanh kích xuống dưới. Từ trong đan dược bộc phát ra một thanh hồng quang trụ tương liên cùng thiên địa năng lượng, tử kim huyền lôi không thể đánh xuống, chỉ có thể mang theo hào quang lôi đỉnh giống như thác nước treo giữa bầu trời, nhìn qua chẳng khác gì 9 đầu điện long màu tím. Lục Lâm Thiên nhíu mày, thủ ấn kết xuất, đột nhiên phun ra ngụm máu tươi rơi trong tay, thủ ấn đánh xuống, nhất thời máu tươi đều bị hào quang bao phủ. Lấy máu huyết làm dẫn, thành đan cho ta. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, đoàn máu huyết lập tức bay thẳng vào trong thanh bạch quang trụ, thẩm thấu biến mất không còn bóng dáng. Oanh long! Chỉ nháy mắt thanh bạch quang trụ phá nát, năng lượng kinh người thổi quét, 9 đạo lôi đỉnh phát ra tiếng sấm kinh thiên động địa. 9 đạo tử kim huyền lôi trực tiếp oanh kích thẳng vào đan dược, nháy mắt xuyên vào bên trong thần đan, không trung lập tức run lên, nháy mắt giống như ngừng lại. Uy áp thật mạnh! Sắp thành công sao? Ánh mắt mọi người kích động chờ mong, đầy vẻ khiếp sợ. Mà vào thời khắc này, trên đan dược dao động càng thêm mãnh liệt, năng lượng kinh người, khoảnh khắc chiếm lĩnh cả thiên không, hóa thành. Long quyển phong bạo liên tiếp cùng thiên địa năng lượng.